Thượng Trần cả kinh, định nhãn nhìn lại, trên người thần ý tử kim trùng không ngừng dâng lên các loại phù văn, thân thể tựa hồ có chút bất ổn. Lấy kỳ thiên kiếm làm trung tâm, trên người thần ý tử kim trùng không ngừng có vết rạn hiện lên. Thượng Trần vui mừng quá đỗi, phảng phất trong tuyệt cảnh thấy được chút hy vọng, thoáng cái bạo ra tiềm năng suốt đời. Ánh sáng màu đen quanh thân hóa thành dạng loa xoay chuyển, một đạo quyết ấn phát ở trên thân kiếm, kiếm minh chói tai như hóa thành năng lượng thực chất, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắc bào của Thượng Trần nghiền nát, ở trên bầu trời loạn vũ, cả người thoáng cái đạt tới trạng thái mạnh nhất nhân kiếm hợp nhất. Khai thiên, quang mang trên thân kiếm trong nháy mắt tăng mạnh, ba cổ tự trên kỳ thiên kiếm gần như trong suốt, một cổ uy lực cuồn cuộn tràn đến, mạnh mẽ đè xuống. Cái khe trên người thần ý tử kim trùng trong nháy mắt tăng gấp bội, kiếm thể không ngừng sáp nhập bên trong. Chiêu khai thiên này chính là phân nửa của thần kỹ khai thiên tích địa, cũng là cực hạn mà Thượng Trần có thể thi triển ra. Lý Vân Tiêu nheo mắt, cười hắc hắc nói. Thượng Trần đại nhân quả nhiên oai hùng, nhìn mà bản thiếu rất sợ, vẫn là hiện tại xuất thủ đánh ngươi một chút đi. Ngũ sắc quang mang từ lòng bàn tay bay hắn ra, đầu xuất thiên phong hóa thành cự sơn, nhắm Thượng Trần ném tới. Không nên a. Trong mắt của Thượng Trần muốn rớt ra, cổ khí tức kia như thiên lôi cuồn cuộn, trấn áp thân thể của hắn không ngừng run rẩy, kiếm ý trong tay gần như tan vỡ. Cổ Phi Dương ngươi đê tiện, tiểu nhân hèn hạ. Thượng Trần hét thảm một tiếng, một kiếm khai thiên kia đột nhiên băng tán, vô tận kiếm quang thoáng cái tản đi, bị vòng sáng kim sắc phóng lên cao nuốt hết. Trong cơ thể thần ý tử kim trùng cũng bắn ra một thanh âm trầm thấp, quang mang vô tận xông thẳng tử tiêu. Đầu xuất thiên phong lưu chuyển ngũ sắc, đột nhiên đè xuống. Hai cổ lực lượng đem Thượng Trần áp chế, đừng nói phá không bỏ chạy, ngay cả nhúc nhích thoáng cái cũng khó như lên trời, chỉ có thể trừng mắt, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Thình thịch, hai loại lực lượng cuồn cuộn rốt cục trùng kích cùng một chỗ, thân thể Thượng Trần trong nháy mắt nát bấy, hóa thành hắc mang, triệt để tiêu thất vô tung. Chanh, chuôi kỳ thiên kiếm kia thoáng cái tung bay. Ở dưới hai cổ lực lượng đè xuống không ngừng chiến minh, rốt cục phanh một tiếng nứt đoạn, hóa thành hai đoạn sắt vụn kích bắn ra. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, ngũ hành chi lực minh mông kích động, không ngừng trên dưới cuồn cuộn, đây đó không dung. Toàn bộ thế giới kim sắc ở dưới hai cổ lực lượng kia quấy phá, không ngừng gấp khúc biến hóa, càng nhiều kim linh chi khí hơn trực tiếp bị thần ý tử kim trùng hấp thu vào, không gian có thể dùng càng thêm bất ổn. Toàn thân Lý Vân Tiêu hóa thành kim sắc, chống lại lực lượng ba động kia, trong tròng mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm trung tâm hai cổ lực lượng, hắn có thể cảm thụ được tần suất ba động của đâu xuất thiên phong thập phần gấp, tựa như gặp phải đối thủ. Đó là, đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, hai mắt hoảng sợ trợn to, khó có thể tin. Chỉ thấy trung tâm lực lượng ba động kia, chậm rãi hiện ra một đạo hư ảnh màu vàng, không ngừng mở rộng ra, kéo dài không dứt, tựa hồ có khả năng thăng tới vô hạn. Cùng lúc đó, trên đầu xuất thiên phong cũng dâng lên một đạo quang mang hôi sắc, dần dần mở rộng, hóa thành một con cổ điểu tạo hình quái dị, mở hai cánh ra. Chân linh còn sót lại ý chí. Lý Vân Tiêu cả kinh, hai con quái vật trước mắt này, chính là ý chí của bát âm cổ tinh điểu cùng thần ý tử kim trùng biến thành. Bát âm cổ tinh điểu vừa hiện ra, nhất thời hai mắt như điện, trên trán lóe ra một đồ án hình sao, ngưỡng đầu liền chắc xuống dưới. Thân thể thần ý tử kim trùng hơi hoảng động. Trên trán nhộn nhạo ra hai đạo cường quang, hợp lại hóa thành một đạo trảm kích sắc bén chí cực. Ầm ầm, dư ba tản ra, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, số lớn kim, thổ lực ở bốn phía lượn vòng, để cho hắn khó thấy rõ hơn nữa. Lực lượng cuồng bạo không ngừng truyền đến, kim linh không gian tan rã. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng chấn hắn bay lên, trực tiếp vứt ra bầu trời. Ầm ầm, đại địa bị phá. Không ngừng hướng bốn phía nứt nẻ, lực lượng kinh khủng hóa thành một đạo quang trụ trùng kích về phía chân trời. Mọi người đang tranh đấu đều sợ hãi, thoáng cái tách ra, hóa thành mấy đạo quang mang bỏ chạy. Viên Cao Hàn còn đang ổn định cảnh giới, vừa thấy quang trụ kinh khủng kia, sợ đến vội vàng rời ra ngoài, kể cả cổ trận bàn cũng tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, vô số quy tắc chi lực một lần nữa hạ xuống, dũng mãnh vào trong thân thể của hắn. Nhất thời trong óc hỗn loạn, tại chỗ phun ra một búng máu. Hoàng Phủ Bật đang cùng Bắc Quyến Nam tranh đấu không dứt, Hoàng Kim Ngư Nhân cùng linh hồn của hắn hợp hai làm một,
sau khi biến thân cả vật thể hiện lên kim mang nhàn nhạt, hầu như ổn áp Bắc Quyến Nam một bậc, nhưng đối phương tựa hồ đánh không chết, giống như một khối da trâu, làm sao cũng không bỏ rơi được. Đi tìm chết cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơn tức thoáng cái bạo phát, hung hăng đánh ra một quyền. Đồng thời tay kia bấm niệm thần chú, triển khai bàn cổ phiên, trực tiếp quét ngang qua phạm vi lớn. Hai cổ lực lượng tương hỗ bù đắp, khiến Bắc Quyến Nam không chỗ có thể trốn, chỉ có thể giương kiếm che ở trước người. Thình thịch, trường kiếm bị chấn không ngừng ong ong, cả người hắn cơ hồ biến hình, ở dưới cực độ áp xúc, giống như là một cây lò xo bắn thẳng ra. Hoàng Phủ bật lấy lại một hơi, chảo bàn cổ phiên, xoay người lao tới chỗ Viên Cao Hàn. Cổ khí tức từ trong đại địa lao ra kia cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, chàng diện sợ là khó có thể khống chế, việc cấp bách là sớm rút hồn phách của Viên Cao Hàn, sau đó rời đi. Viên Cao Hàn cả kinh, vừa phun ra một búng máu, lúc này khí tức hỗn loạn, tuy rằng hồn lực cường đại, lại nhất thời khó có thể khống chế. Hắn thở sâu, cổ trận bàn thoáng cái bay tới, ở phía trước gạt ra, diễn hóa thành một mảnh thiên địa, đem bản thân vững vàng bảo hộ ở bên trong. Hai mắt Hoàng Phủ bật bốc hỏa, cả giận nói. Sớm muộn cũng là vật trong tay bổn tọa, hà tất đau khổ dẫy giụa, bớt đi nhiều thống khổ không tốt sao. Trên người của hắn kim quang đại thịnh, phía sau hiện ra hư ảnh kim sắc nữ nhân, tay nắm bàn cổ phiên, hóa ra hồn giới, hướng cổ trận bàn đánh đi. Ầm ầm, giống như hai lĩnh vực lực tương hỗ, kết giới của cổ trận bàn nhất thời vỡ nát. Viên Cao Hàn mặt âm trầm, tuy rằng tràn đầy lửa giận, nhưng nội tâm dị thường tính táo, hắn cũng nhìn thấu Hoàng Phủ bật trọng thương trong người, khó có thể kéo dài lâu nữa, chỉ cần mình chống đỡ một lúc là có thể bình yên vô sự. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, bên người nhất thời hiện ra một cây đại kỳ lam sắc, ở trước người đảo qua, toàn bộ thân ảnh liền biến mất không thấy. Hoàng Phủ bật khẩn trương, cả giận nói. Ra đây! Trước mắt hắn chỉ còn lại có một thế giới màu xanh nhạt, tinh kỳ lăng không phấp phới. Đều tránh ra cho ta. Suy, mảng lớn lam sắc bị hắn đánh tan, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy thân ảnh của Viên Cao Hàn. Đột nhiên một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi ở sau lưng hắn hiện lên, các loại tiếng kinh hô truyền đến, Hoàng Phủ bật ở dưới khiếp sợ vội vàng chuyển người tránh qua. Chỉ thấy hai bên quang trụ trùng thiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con sâu tử sắc cùng một con chim to quái dị, tương hỗ chiến đấu không dứt. Bát âm cổ tinh điểu cùng thần ý tử kim trùng. Cả người Hoàng Phủ bật đại chấn, đầu óc bối rối thoáng cái. Vô pháp thiên nằm trong phạm vi thế lực của Phệ Hồn Tông, lai lịch nơi này hắn tự nhiên đã sớm biết nhất thanh nhị sở, vừa nhìn hình thái hai chân linh trên bầu trời, liền lập tức biết là vật gì. Phệ Hồn Tông trưởng lão còn lại cũng hoảng sợ không ngớt, nhìn chằm chằm hai chân linh trên bầu trời đánh nhau. Cổ khí tức ngũ hành chi lực nhộn nhạo kia tuy rằng không quá cường đại, nhưng loại tư thái cao cao tại thượng, miệt thị thiên hạ thương sinh kia, lại khiến mọi người chấn động cùng hướng về. Thật là chân linh. Phi Nghê cũng mục trừng khẩu ngốc, thiên phượng huyết trong cơ thể nàng sôi sục, tựa hồ bị cổ khí tức chân linh kia dẫn động. Lý Vân Tiêu, cái này là cái quỷ gì a? Viên Cao Hàn thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, nộ chỉ vào hai chân linh ở trên bầu trời tranh đấu, cơ hồ là quát. Suốt ngày gây sự. Thời điểm Lâu La chọc Vũ Đế, thời điểm Vũ Đế chọc Võ Đạo đỉnh phong, lại chọc siêu phàm nhập thánh, hiện tại cư nhiên chọc tới chân linh, ngươi, ngươi. Hắn tức đến sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa muốn phun ra máu. Quang mang trên người hoảng hốt chớp động, hầu như có chút đứng không yên. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Cái này thuần túy là ngoài ý muốn, ta cũng không muốn a. Viên Cao Hàn cả giận nói. Ngoài ý muốn. Vì sao những người khác chưa từng có ngoài ý muốn qua, người mỗi ngày đều có. Hi hi, lúc này mới có thể thấy phu quân ta không giống người thường. Một đoàn hỏa diễm hạ xuống, hóa ra chân thân của Phi Nghê, ẩn tình đưa tình, khóe miệng mỉm cười. Viên Cao Hàn vô lực vỗ vỗ đầu nói. Ta vậy mà sẽ nghĩ tới để người điên này thay ta hộ pháp, ta thực sự là sống lâu, trong óc thiếu não a. Lúc này Lý Vân Tiêu mới hỏi. Cao Hàn huynh, như thế nào, vẫn thuận lợi chứ? Thiếu chút nữa liền mất mạng, người nói thuận lợi không? Viên Cao Hàn cả giận nói, trong đôi mắt hầu như phun ra lửa. Vốn định cầu một địa phương an toàn tiến hành xong hồn hợp nhất, ai biết gặp phải nguy hiểm mà cuộc đời này cũng chưa từng trải qua,
hắn nhìn chân linh trước mắt đấu đến đấu đi, còn có mọi người phệ hồn tông, chỉ cảm thấy một trận không nói gì cùng vô lực. Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng nói. Chỉ cần song hồn dung hợp thành công là được, việc trước mắt bất quá là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Phi Nghê cười nói. Phải a, Viên Cao Hàn đại nhân nên học phu quân ta một ít, sắp chết không hãi sợ, mặc dù nguy hiểm cùng trắc trở lớn hơn nữa, cũng sẽ không như người phẫn nộ cùng oán giận. Viên Cao Hàn. Chấm. Phi Nghê tiếp tục hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Nếu không có hôm nay, người đời này cũng không có cơ hội thấy chân linh. Thân thể Viên Cao Hàn hơi chấn động một chút, ngẩng đầu lên nhìn hai chân linh đấu ngươi chết ta sống, trầm tư nói. Uy thế đủ, nhưng lực lượng không được, đây chỉ là ý chí còn sót lại của chân linh mà thôi. Không gì hơn cái này, bất quá cũng rất khó thấy. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn mới dần dần thư giãn, hơn nữa bản thân vừa dung hợp hồn thể, cả người tràn ngập lực lượng, giữa ngực có một cổ hào khí sinh ra. Trần Thiến Vũ cùng đám người Khâu Mục Kiệt cũng lui đến. Người hai phái tạm lui về trận doanh, một bên quan chiến chân linh ác đấu, một bên cảnh giác nhìn đối phương. Hoàng Phủ bật mặt âm trầm nói. Cổ Phi Dương, Thượng Trần đâu? Vẻ mặt Lý Vân Tiêu tức giận nói. Thượng Trần đại nhân bị hai chân linh này hại chết à? Hoàng Phủ đại nhân cùng Thượng Trần đại nhân một đường mà đến, mong có thể nể mặt thánh vực, vì Thượng Trần đại nhân báo thù. Hoàng Phủ bật. Chấm. Hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không nói gì, mới hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Mơ tưởng ngụy biện, Thượng Trần là vì giết ngươi mới xuống dưới, làm sao sẽ bị chân linh hại chết, chắc chắn là ngươi giết hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Uổng ngươi còn là đứng đầu một tông, loại vấn đề không có chứng cớ này cũng có thể nói loạn, nếu ta nói không phải, ngươi dám cầm đầu đến đảm bảo sao? Hoàng Phủ bật hừ nói. Những lời này không cần theo ta giải thích. Phải hay không đối với ta mà nói không trọng yếu, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu lần sau có tái kiến, bổn tọa tất lấy mạng ngươi. Giờ khắc này, hắn biết còn muốn bắt Viên Cao Hàn hầu như là không thể nào, chỉ có thể phẫn nộ quay về. Lý Vân Tiêu cười nói. Đồng dạng, lần sau nếu có cơ hội lấy đầu đại nhân, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Phủ bật phất ống tay áo một cái, liền dẫn mọi người rời đi. Trần Thiến Vũ vội la lên. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, hừ nói. Vậy ngươi đi ngăn bọn họ lại đi. Trần Thiến Vũ mặt đỏ lên, nhất thời trở lại phía sau Viên Cao Hàn, không dám lên tiếng nữa. Khâu Mục Kiệt nhìn hai chân linh ý chí ác đấu, nói. Bản thân bát âm cổ tinh điểu cùng thần ý tử kim trùng không có thần thông đặc biệt gì, chỉ là ỷ vào ngũ hành linh thể, liền để ngạo thị trên tồn tại khác. Lý Vân Tiêu nói. Phi Nghê, trợ giúp ta một tay, đánh tan ý chí còn sót lại của thần ý tử kim trùng. Vâng. Phi Nghê lên tiếng, một đoàn hỏa quang liền vọt lên, ở trên trời cao hóa thành phượng hoàng, hướng hai chân linh bay đi. Hỏa diễm xích hồng sắc đốt đỏ bừng toàn bộ bầu trời, trong miệng phượng hoàng càng phun ra một đạo hỏa tuyến, hướng về phía thần ý tử kim trùng bắn đi. Hiu. Thần ý tử kim trùng vừa tiếp xúc tới thần hỏa, nhất thời liều mạng giằng co. Dẫy dụa thân thể muốn chạy trốn. Bát âm cổ tinh điểu kêu một tiếng, cánh lóe lên liền đuổi theo, lăng không hóa thành đâu suất thiên phong, mạnh mẽ đập xuống. Phượng Hoàng vỗ cánh, ở trên trời cao đánh ra một vòng, đuôi quét ngang qua, một đạo hỏa hải gào thét dựng lên, như là vô số sóng biển tầng tầng lớp lớp lao về phía trước. Thần ý tử kim trùng có chút sợ hãi, mới vừa muốn lui, lại bị đâu suất thiên phong hạ xuống. Ầm ầm, đại chấn vang lên. Thần ý tử kim trùng bị đập một cái, hình thái nhất thời nổ lên, trực tiếp hóa thành một đoàn kim sắc, phát sinh cường quang gai mắt, nhưng lại không có linh tính, chỉ là lẳng lặng huyền phù ở đó. Sau khi đâu suất thiên phong đập một cái, liền từ trong kim sắc mênh mông bay ra, cũng đồng dạng huyền phù ở cách đó không xa, tản mát ra ngũ sắc quang linh động 10 phần. Lý Vân Tiêu đại hỉ, hướng đâu suất thiên phong chộp tới, lúc này hắn có thể cảm thụ được biến hóa trong ngọn núi. Tàn hồn ý chí của bát âm cổ tinh điểu ký túc bên trong, tựu như khí linh. Rầm rập, đâu suất thiên phong từ từ xoay chuyển, bị hắn nắm trong tay, tỉ mỉ kiểm tra một chút, thấy không thành vấn đề mới vui vẻ thu hồi. Đoàn kim quang kia thì bị hắn thu nhập vào giới thần bia. Khâu Mục Kiệt hâm mộ nói. Nghĩ không ra hai kiện chí bảo này cuối cùng vẫn bị Vân Thiếu đoạt được, chậc chậc,
thực sự là cơ duyên lớn vô hạn a. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này cũng phải đa tạ Mục huynh, nếu Mục huynh muốn tranh giành, vậy phiền phức liền lớn. Khâu Mục Kiệt cười nói. Hai món đồ này tuy rằng chân quý, nhưng đối với ta không có trọng dụng. Ta không bao giờ làm chuyện tổn người không lợi mình. Phi Nghê cũng bay trở về nói. Phu quân, việc của Viên đại nhân đã thành, phu quân cũng thuận lợi thu kim linh chi khí cùng cửu u uế thổ. Lý Vân Tiêu biết nàng có ý gì, liền gật đầu nói. Chúng ta liền đi thiên lĩnh Long Gia, chẳng biết Mục huynh cùng Cao Hàn đại nhân dự định làm sao. Viên Cao Hàn nhíu mày nói. Nghĩ không ra người tới bắt ta sẽ là ám ti cục trưởng Thượng Trần, có thể chỉ huy ám ti, chắc chắn là một trong mấy người chấp chính, hơn phân nửa là Vi Thanh. Đã như vậy, không bằng ta theo ngươi đi thiên lĩnh một chuyến. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, hiện tại ở bên cạnh ta, so với thánh vực muốn an toàn hơn nhiều lắm, nữa ta cũng muốn cùng Cao huynh tâm tình một phen. Khâu Mục Kiệt cũng nói. Vi Thanh đã qua thiên lĩnh Long Gia. Ta cũng rất muốn biết hắn là như thế nào đem nghiên cứu thuật đạo của ta phát dương quang đại, ha ha ha. Lý Vân Tiêu nói. Hảo, nếu mọi người cùng đường, chúng ta liền đi thiên lĩnh Long Gia. Bất quá phải lưu lại một người đi vạn tinh cốc một chuyến, báo cho bọn họ biết tình huống của thiên tinh tử. Viên Cao Hàn cũng lo lắng nói. Vạn tinh cốc tổn thất cực lớn, thiên tinh tử đại nhân lại tung tích không rõ, lực lượng Tây vực mất đi cân đối, sợ là sẽ phiền toái. Thiên Vũ, người đi vạn tinh cốc một chuyến đi. Trần Thiên Vũ cả kinh nói. Vậy đại nhân ngài. Viên Cao Hàn nói. Ta ở bên người Lý Vân Tiêu, nơi này có nhiều cao thủ như vậy, không cần lo lắng cho ta. Trần Thiên Vũ còn muốn nói điều gì, gặp thái độ của Viên Cao Hàn kiên quyết, liền đồng ý. Lúc này mấy người không dừng lại nữa, trực tiếp đi Giang Quái Thành truyền tống, sau đó hướng Bắc vực thiên lĩnh. Lúc này. Ở Bắc vực Lam Tuyết Thánh Thành. Trong một kiến trúc bình thường, cao chỉ có 2 tầng lầu. Trong kiến trúc để mấy cái bàn dài, phía trên toàn bộ là ngọc bài màu xanh đậm, từng cái đều có linh khí lưu động, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên một thanh âm đứt đoạn nhỏ nhẹ từ lầu 2 truyền đến. Một gã võ giả đang dò xét ngọc bài sửng sốt một chút, sau đó đồng tử dần dần phóng đại, trên trán không tự chủ được rơi ra mồ hôi lạnh. Siêu! Hắn như một trận gió xông lên lầu 2. Sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên, trực tiếp quanh quẩn trong toàn bộ kiến trúc. Cái gì? Mệnh bài của Thượng Trần vỡ nát. Trong thánh vực chính điện, công dương chính kỷ vô án, trực tiếp trấn bảo tọa nảy lên từng đạo sáng bóng. Là ai làm? Hắn dị thường tức giận, nhìn chằm chằm võ giả hồi báo phía dưới, trong tay hắn nâng một khối ngọc bài vỡ nát, hai mắt như phun ra lửa. Người phía dưới cũng xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Ám ti chính là một trong hai bộ thần bí nhất thánh vực, ngay cả ở đây cũng có không ít người chưa từng nghe qua cái tên Thượng Trần. Trong đám người chậm rãi đi ra một người, chính là Bạch Lăng Nguyệt, nhẹ giọng nói. Trước đó không lâu Thượng Trần đại nhân đích xác ly khai, về phần đi làm chuyện gì tạm không rõ ràng lắm, cần tường tra một chút. Cha, nhanh cha cho ta. Công Dương chính kỳ giận không kiềm được. Trong mắt lóe lên hàn ý nói. Người ám ti chưa bao giờ tự động ly khai thánh vực, trừ khi là có nhiệm vụ trong người. Mà có thể điều động ám ti chỉ có 5 vị chấp chính. Muốn tra là rất dễ dàng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chuyển hướng một người cách đó không xa, lạnh giọng nói. Người nói đi, Thương Ngô Khung. Người nọ ẩn ở trong bóng tối, không hiện hình dáng. Theo ánh mắt Công Dương chính kỳ xoay qua, lúc này mới dần dần lộ ra dung nhan. Một khuôn mặt không có gì lạ, coi như là ở trong đám người cũng sẽ lập tức quên đi, không có vẻ xuất sắc chút nào. Xác thực, nếu như không phải ngươi, cũng không phải là ta, vậy chỉ còn lại 3 người. Lần trước sau khi Hắc Phú Hộ bao vây Tiểu Trừ Nguyệt Đồng, bị thương vẫn đang bế quan, khả năng là hắn không lớn, vậy chỉ còn 2 người. Hừ, đừng vội vã bài trừ mọi người như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản bài trừ, kể cả ta và ngươi. Công Dương chính kỳ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy hàn ý nhìn chằm chằm hắn. Thương Ngô Khung ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh thanh minh, tịnh không có chút xấu hổ nào, nói. Hiện tại muốn biết Thượng Trần vì chuyện gì ly khai thánh vực cố nhiên trọng yếu, nhưng mà trọng yếu hơn là phải biết ai giết hắn. Công Dương chính kỳ nói. Hai vấn đề này kỳ thực chỉ là một mà thôi,
biết hắn đi làm cái gì, tự nhiên cũng biết là ai giết hắn. Thương Ngô Khung đại nhân, người bình thường cực ít ở trong thánh vực, làm sao lần này trở lại, Thượng Trần liền ly khai. Thương Ngô Khung nói, cái này chỉ có thể nói là trùng hợp, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta? Công Dương Chính Kỳ nói, trước khi không có chứng cứ, năm người chúng ta đều có hiểm nghi, tương hỗ hoài nghi là quá bình thường. Đại nhân cũng có thể hoài nghi cùng chất vấn ta. Dáng dấp hắn thản nhiên. Thương Ngô Khung nói, Chính Kỳ người ta tự nhiên là tin được, nếu là ta phái Thượng Trần ra ngoài, mặc dù hắn sống chết, cũng không có gì không thể nói. Không bằng đại nhân đưa tin ba người bọn hắn, hỏi thử việc này, xem có kết quả hay không. Công Dương Chính Kỳ hơi nhíu mày, sau đó nói. Được, ta lập tức đưa tin cho ba người bọn hắn, mong có người đứng ra nhận, nghìn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng a. Công Dương Chính Kỳ giơ tay lên, trên chính điện đột nhiên hiện ra một trận pháp, chiếu xuống một đạo thanh quang, trực tiếp chiếu hình trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng rung động, từ trên mặt đất chậm rãi mọc lên một cái bàn đá, cùng ánh sáng trong trận pháp kia đối ứng. Công Dương Chính Kỳ vỗ ra một chưởng, đánh vào mặt bàn. Nhất thời vô số quang mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài, trên bàn đá dâng lên quang huy, chiếu toàn bộ đại điện sáng trưng. Đột nhiên bốn phía mặt bàn chậm rãi hiện ra ba đạo thân ảnh, hoảng hốt bất định, thập phần lờ mờ. Một người trong đó chính là Vi Thanh, nhíu mày nói. Chính Kỳ, gọi mấy người chúng ta có chuyện gì? Còn có một đạo quang ảnh là Hắc Phú Hộ, cũng hơi mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong con ngươi hiện lên vẻ buồn rầu. Người cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đoan trang thanh tú, tóc dài ở sau ót thành búi, là một nữ tử. Thân ảnh của nàng hoảng hốt bất định, tựa hồ đối với việc triệu tập không để ở trong lòng, an tường điềm tĩnh. Công Dương Chính Kỳ thấy ba người, lúc này mới nói. Thượng Trần đã chết. Mấy chữ này như đá chìm đáy biển, thoáng cái không có thanh âm, tràng diện yên tĩnh không gì sánh được. Vi Thanh mở miệng nói. Chết như thế nào? Công Dương Chính Kỳ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại đảo qua hai người khác nói. Ta gọi mấy người các ngươi tới mục đích cũng chính là muốn biết hắn chết như thế nào. Vi Thanh nói. Thượng Trần là ám ty cục trưởng. Ngoại trừ năm người chúng ta ra, đích xác không người nào có thể điều khiển hắn, cũng có thể là tự ý hắn hành động. Công Dương Chính Kỳ nói, người ám ty không cùng ngoại giới vãng lai, mặc dù là trong thánh vực, cũng có không ít người chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Thượng Trần càng là ẩn nấp không ra, nếu nói là hắn vì việc tư mà chết, có phần vô lý. Vi Thanh quay đầu nói, Lăng Bạch Nguyệt, bên ngươi có đầu mối gì không? Lăng Bạch Nguyệt khẽ nói, việc này quá mức đột nhiên, hơn nữa ám ty hành động phải ở trong cục ta quản chế, nhưng lại không có đầu mối. Mấy vị đại nhân muốn tra, hẳn là từ thời gian cùng địa điểm Thượng Trần đại nhân rời đi bắt tay vào làm. Công Dương Chính Kỳ hướng trong đám người nhìn lại nói. Tiêu Bân Úy, người có đầu mối gì không? Một người đứng dậy, vóc người khôi ngô, chắp tay nói. Thời gian Thượng Trần đại nhân rời đi ở 5 ngày trước, tới Bắc Phực Tân Duyên Thành. Tân Duyên Thành. Tất cả mọi người là hai hàng lông mày chói chặt, Tân Duyên Thành là tổng bộ gần đây Thương Minh thiết định, bốn phương thông suốt, truyền tống trận so với thánh vực chỉ nhiều không ít, có khả năng thông hướng bất kỳ địa phương nào trên đại lục. Bình thường đi Tân Duyên Thành hơn phân nửa là để đi vòng, có lẽ cố ý chuyển động, làm cho người khó có thể nắm lấy hành trình chân thực. Thượng Trần từ thánh vực đi Tân Duyên Thành, hơn phân nửa là bởi vì người sau. Công Dương Chính Kỳ phiền muộn nói. Hắc Phú Hộ, Tư Sân Ngữ, hai người các ngươi thì sao? Có đầu mối gì không? Hắc Phú Hộ nói. Sau khi cùng Nguyệt Đồng đánh một trận, ta liền bế quan đến nay, một bước chưa từng ly khai mật thất, đối với chuyện này không biết chút nào. Cô gái cuối cùng kia vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ là nhàn nhạt nói. Chẳng biết. Hừ. Công Dương Chính Kỳ tựa hồ đối với những đáp án này phi thường bất mãn, cười lạnh nói. Bốn người các ngươi đều không biết, vậy Thượng Trần hơn phân nửa là ta phái ra a. Tất cả mọi người lặng lẽ. Tiêu Bân Úy đột nhiên nói. Thật ra ta nhớ tới một việc, vốn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ám ty xuất động, ở trong thánh vực là chuyện vô cùng hiếm có, huống chi là Thượng Trần đại nhân tự mình ly khai. Ngay trước khi Thượng Trần đại nhân rời đi, Viên Cao Hàn đại nhân cũng đi Tân Duyên Thành, chẳng biết hai chuyện này có quan hệ hay không. Viên Cao Hàn. Mọi người đều giật mình.
Công Dương Chính Kỳ cũng biến sắc nói. Ai biết Viên Cao Hàn đại nhân đi đâu không? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, xem ra là không rõ. Tiêu Bân Úy nói. Ta liền phái người đi hỏi người linh cục, nhưng ta đoán hơn phân nửa là bởi vì việc hồn thể. Hai hàng lông mày của Công Dương Chính Kỳ dần dần giãn lên, nói. Nếu là bởi vì hồn thể, sao lại không thông chi ta? Sự tình lớn như vậy, hắn muốn một người âm thầm tiến hành sao? Tiêu Bân Úy nói. Có thể lão viên vì tránh cho phức tạp, trái lại rước lấy phiền phức, nên bản thân lén tiến hành hay không? Công Dương Chính Kỳ hiện ra nộ sắc, trên người mơ hồ có nguyên lực nhàn nhạt ba động, lạnh giọng nói. Nếu thật sự là như thế, chắc chắn hắn đã phát hiện cái gì đó không đúng, sợ có người ra hại. Tất cả mọi người trong đại điện sắc mặt chợt biến, tất cả đều tràn ngập khiếp sợ. Hắc Phú Hộ cau mày nói. Chính Kỳ ngươi nói như vậy, không phải là có chứng cứ gì chứ? Chứng cứ, hừ, nếu lão phu có chứng cứ, hôm nay nghị sự còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói, trong con ngươi không ngừng có hàn quang bắn ra. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, rất ít nhìn thấy hắn tức giận, lần này hiển nhiên là động chân hỏa. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không có chứng cứ, vậy không nên nói lung tung mới tốt. Nói lung tung. Công Dương Chính Kỳ hai mắt như đao, trực tiếp nhìn qua, lạnh giọng nói. Lần trước Viên Cao Hàn yêu cầu mở thần đô thông đạo, chính là ba người các ngươi phủ quyết mới đưa đến sự tình này, người nào tâm có quỷ bản thân rõ ràng nhất. Cái gì? Bốn phía thoáng cái xôn xao, đều lộ ra kinh sắc. Thế nhân chỉ biết thiên vũ giới có ngũ đại tiên cảnh, nhưng chỉ có thể hiểu bốn nơi, theo thứ tự là đông vực tiên cảnh, nam vực Tu Di Sơn, tây vực Vân Yên Cổ Chiếu, bắc vực Lang Hoàn Thiên, cực ít có người biết đại tiên cảnh thứ năm rốt cuộc ý chỉ là gì. Trải qua thời gian lâu dài, trên đời chỉ biết tứ đại tiên cảnh, một chỗ cuối cùng lại chậm rãi quên đi. Đại tiên cảnh thứ năm chính là thần đô ẩn trên thánh vực. Có người không tự chủ được hỏi. Viên Cao Hàn muốn đi thần đô làm cái gì? Mạnh mẽ mở tiên cảnh cần tiêu hao lực lượng khó có thể đếm hết, nếu không có việc đặc biệt, căn bản không ai làm. Không ít người đều gật đầu, nhưng nhiều người hơn là cau mày, càng như vậy, đã nói lên vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Vi Thanh hừ nói, Viên Cao Hàn thần thần bí bí, nếu có thể đưa ra nguyên do thích hợp, ta sẽ không phản đối. Nhưng hắn lý do gì cũng không nói, đã muốn mở ra thần đô, đừng nói hắn chỉ là một cục trưởng, coi như là người chấp chính cũng không có quyền lợi này. Hắc Phú Hộ cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Vi Thanh đại nhân nói phải, nếu Viên Cao Hàn có thể đưa ra lý do chính đáng, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Tư Sơn Ngữ vẫn nhắm hai mắt. Đơn giản phun ra hai chữ nói. Đồng dạng. Hừ. Trong lồng ngực Công Dương Chính Kỳ có một cổ lửa giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ nội tâm các ngươi cất giấu tâm tư gì, tốt nhất đừng cho ta phát hiện chỗ không đúng nào, bằng không ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Thương Ngô Khung nói. Chính Kỳ đại nhân, hiện tại sự tình đã như vậy, vẫn là trước nghĩ phương pháp ứng đối đi. Công Dương Chính Kỳ mặt âm trầm nói. Nếu đầu nguồn mọi chuyện xuất từ nội bộ chúng ta, nhất định phải trước từ trên căn nguyên tìm ra vấn đề. Vi Thanh mặt lạnh lùng nói. Công Dương Chính Kỳ, không cần ở đây chỉ dâu mắng hòe, những lời này bổn tọa nghe rất khó chịu, người rốt cuộc muốn thế nào, cứ nói thẳng đi. Công Dương Chính Kỳ nói. Được, nếu Vi Thanh đại nhân nói như vậy, ta liền nói thẳng ra suy nghĩ trong nội tâm. Từ hôm nay trở đi. Bất luận điều phối cục trưởng nào đều phải trải qua sự đồng ý của ta, đồng thời phải cho 5 người chúng ta cộng đồng biết được. Vi Thanh cười lạnh nói. Đều phải trải qua ngươi đồng ý. Ý của ngươi là ngươi có thể độc trưởng đại quyền. Công Dương Chính Kỳ mặt không đổi sắc nói. Độc trưởng đại quyền thì không đến nổi. Nhưng thánh vực nhiều năm qua vận chuyển đều là do ta chi phối, mấy người các ngươi chưa từng quản qua chuyện gì. Huống chi ta cũng nói, bất luận điều phối cục trưởng nào. Ta cũng sẽ báo cho bốn người các ngươi biết, các ngươi có khả năng giám sát ta. Vi Thanh phất tay áo nói. Ta không đồng ý. Thân ảnh của hắn càng thêm hoảng hốt, hình như tùy thời biến mất. Công Dương Chính Kỳ ánh mắt đảo qua mấy người khác, nói. Các ngươi thì sao? Hai hàng lông mày của Hắc Phú Hộ nhăn lại, nói. Nếu ngươi sằng bậy thì làm sao bây giờ? Sở dĩ thánh vực có 5 vị chấp chính là vì phòng ngừa một người độc quyền. Công Dương Chính Kỳ nói.
Nếu ta làm loạn, kẻ dưới ai sẽ phục tùng, còn nữa, chẳng lẽ bốn người các ngươi ngồi không sao? Hắc Phú Hộ thoáng cái lặng lẽ, quay đầu nhìn Tư Sân Ngữ một cái. Tư Sân Ngữ thủy chung không có bất kỳ tâm tình ba động gì, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra nói. Ta đồng ý. Sau khi nói xong lại nhắm hai mắt, khôi phục trạng thái như pho tượng. Vi Thanh cả giận nói. Tư Sân Ngữ, ngươi. Hắc Phú Hộ nói. Nếu Tư Sân Ngữ cũng tán thành, ta cũng không có ý kiến. Cái gì? Lúc này Vi Thanh càng ngồi không yên, cả giận nói. Hắc Phú Hộ, đầu của lão yêu bà kia bị gắp, lẽ nào đầu của ngươi cũng bị gắp sao? Ha ha, đã có ba người tán thành, cái quyết nghị này được thông qua. Công Dương Chính Kỳ cười ha hả, đắc ý nhìn Vi Thanh một cái. Hắc Phú Hộ lạnh nhạt nói. Hiện tại Tư Sân Ngữ không rảnh phân thân, ta cũng như vậy. Sau khi thương thế tốt, ta cũng dự định lần thứ hai tổ chức nhân thủ bao vây Tiếu Trừ Nguyệt Đồng, đối với việc thánh vực không rảnh nhìn nhiều. Huống chi Chính Kỳ đại nhân nói cũng đúng, những năm gần đây vẫn luôn là hắn chủ trì sự vụ, do hắn nắm quyền, bốn người chúng ta quản chế, cũng không có gì không thể. Vi Thanh mặt âm trầm nói. Thương Ngô Khung, còn ngươi? Thương Ngô Khung nhàn nhạt nói. Đã có ba người đồng ý, cái nhìn của ta cũng không trọng yếu. Vi Thanh hừ nói. Các ngươi đã có ý tưởng như vậy, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, chỉ cần đến lúc đó đừng hối hận là được. Công Dương Chính Kỳ nghiêm mặt nói. Lão Phu lòng thẳng thắn vô tư, tự đánh giá mình có khả năng làm được. Vi Thanh tự biết không thể sửa, cười lạnh nói. Tùy tiện, người thích chơi sao thì chơi. Công Dương Chính Kỳ không để ý tới châm chọc trong lời nói của hắn, tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, bất luận chính phó ty trưởng nào ly khai thánh vực, đều phải trải qua ta đồng ý, bất luận một vị vũ đế cường giả nào ly khai thánh vực, đều phải đi qua các tư phê chuẩn. Tiêu Bân Úy, đối với tình huống ra vào thánh vực ngươi phải có ghi lại. Vâng, Tiêu Bân Úy ứng tiếng nói. Người còn lại hơn phân nửa nhíu mày, nhưng đều thoáng cái giãn ra, cũng không có ý kiến quá lớn. Công Dương Chính Kỳ nói. Tử Sú Tịch, từ hôm nay, tài tư mỗi tháng đều phải đem danh mục cho ta xem qua. Thậm chí đầu nhập cho các hạng mục phải qua ta phê chuẩn. Tử Sú Tịch đứng ra, khom người nói. Vâng, đại nhân. Lúc này người sắc mặt chợt biến càng nhiều, mặc dù là đám người Vi Thanh, ngoại trừ Tư Sân Ngữ vẫn chất phác như cũ ra, tất cả đều cau mày, tựa hồ có phê bình kín đáo. Thương Ngô Khung nói. Chính Kỳ đại nhân quản chế quyền sở hữu tài sản, tựa hồ sẽ ảnh hưởng các cục vận chuyển bình thường. Công Dương Chính Kỳ nói. Thương Ngô Khung và chư vị đều yên tâm, ta sẽ không bóp trụ bất luận cái gì vận chuyển bình thường, chỉ là đối với các loại thu chi có lý giải đại khái. Hắn vừa nói như vậy, mọi người liền không có dị nghị nữa. Công Dương Chính Kỳ nói. Ngày nay thiên hạ dung chuyển, rất có thể đại loạn, mong chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng qua cửa ải khó khăn. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Công Dương Chính Kỳ nói. Việc cấp bách là muốn cho chúng ta bất loạn. Nam Phong Tuyền, hướng đi của Viên Cao Hàn cùng Thượng Trần chết liền do ngươi phụ trách điều tra, mau chóng đem kết quả báo lại ta. Vâng. Trong đám người có một đạo thân thể chớp động, sau đó là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thoáng cái liền tiêu thất ở trong đại điện. Công Dương Chính Kỳ khẽ cau mày, tựa hồ đối với loại hành vi không có quy củ của nàng hết sức bất mãn, nhưng mà đã quen, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, sau đó nói. Lăng Bạch Nguyệt, hiện tại việc tình báo thập phần trọng yếu, đặc biệt hướng đi của các đại thế lực trong thiên hạ, còn có Nguyệt Đồng, và chút ít nhân vật không dễ trêu chọc, trong khoảng thời gian này đều phải nhét vào đối tượng quản chế. Lăng Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói. Vâng, nói nhân vật không dễ trêu chọc là chỉ. Công Dương Chính Kỳ đồng tử co rụt lại, nói. Tỷ như những ngoại hải thế lực, phong hào vũ đế, chút tán tu thực lực cường đại. Hắn dừng một chút nói. Đặc biệt là Nguyệt Đồng cùng Lý Vân Tiêu, hai người này thực sự để cho ta có chút bất an. Không ít người trong lòng đều chấn động, trong mắt xẹt qua tinh mang. Lăng Bạch Nguyệt nói, hiện tại cơ bản có thể kết luận Lý Vân Tiêu là phá quân cổ phi dương đoạt xá tiên thiên chi thai trọng sinh, đích thật là dị thường vướng tay. Nhưng hiện tại hắn chỉ có tu vi cửu tinh vũ đế, tạm thời còn có thể áp chế. Nếu tùy ý hắn lớn lên, so với cổ phi dương năm đó còn lợi hại hơn. Trong thiên hạ thật không có người có khả năng áp chế hắn rồi. Công Dương Chính Kỳ mặt dầu dỉ nói.
Ý của ngươi là hiện tại diệt trừ. Lăng Bạch Nguyệt cười nhạt một tiếng nói. Tại hạ chỉ là nói ý kiến của mình, quyết đoán ra sao là chuyện của mấy vị. Vì sao phải bỏ, Lý Vân Tiêu ta tiếp xúc qua một lần, nghĩ người này vô cùng khá. Hơn nữa lúc trước Cổ Phi Dương cũng không phải là nhân vật tà ác gì. Một người đứng ra nói. Người này mặt mang tỳ tu, tóc đã bạc trắng, chính là Nguyên Thạch Tư Cục trưởng Hứa Diễm. Lúc đó ở Mai Cốt Chi Địa cùng Lý Vân Tiêu có giao tiếp. Phi Thanh nói, Cổ Phi Dương đích xác không phải là nhân vật gian tà, nhưng cũng không phải hiền lành gì. Ta tán thành cái nhìn của Lăng Bạch Nguyệt, nếu hiện tại không trấn áp người này mà nói, tương lai sợ là khó có thể trấn áp. Công Dương Chính Kỳ khổ sở nói, việc này ta cũng không tiện ra chủ ý của mọi người ra sao. Đột nhiên Thương Ngô Khung mở miệng nói, ta tán thành cái nhìn của Vi Thanh đại nhân, phiêu lưu không biết vẫn là trước khống chế cho thỏa đáng, để tránh hậu hoạn vô cùng. Vi Thanh khá có thâm ý quét mắt nhìn hắn một cái nói. Phải, năm đó Cổ Phi Dương hay gây phiền toái chung quanh, náo tới gà chó không yên. Hiện tại thiên hạ lại không bình tĩnh, người như vậy chính là một thùng thuốc nổ tùy thời sẽ nổ tung, ai cũng không biết lúc nào hắn sẽ bạo tạc, nhưng một khi nổ tung, hậu quả khó có thể đánh giá. Công Dương Chính Kỳ nói, Hắc Phú Hộ cùng Tư Sân Ngữ đại nhân thì sao? Hắc Phú Hộ trầm ngâm một trận nói, Vi Thanh nói cũng không quá đúng, mặc dù Lý Vân Tiêu không phải là người lương thiện, nhưng cũng không phải người gian tà gì. Lúc trước tuy rằng chung quanh nháo sự, nhưng lại chưa từng gây ra họa lớn. Hơn nữa dù sao hắn cũng là người của tộc ta, hai điểm mấu chốt nhất là, hắn có năng lực cực mạnh, đồng thời cùng đại địch Nguyệt Đồng của Thánh Vực có cửu oán. Công Dương Chính Kỳ nói, ý của Hắc Phú Hộ đại nhân là lợi dụng Lý Vân Tiêu đối phó Nguyệt Đồng. Hắc Phú Hộ nói, chính phải, nếu có thể tiến hành lợi dụng, như vậy hai vấn đề chúng ta lo lắng liền triệt tiêu. Vi Thanh phẫn nộ quát. Hắc Phú Hộ, người đã quên lúc ở Hồng Nguyệt Thành, cùng mấy người Lý Vân Tiêu giao thủ sao, mặc dù là ngươi cũng bắt không được bọn họ, nếu mặc cho hắn phát triển không bị khống chế, sớm muộn có một ngày sẽ dẫm trên đầu Thánh Vực. Hắc Phú Hộ nói, chính là bởi vì ở Hồng Nguyệt Thành giao thủ qua một lần, ta mới cho rằng bọn họ có giá trị lợi dụng. Nếu thực lực quá kém mà nói, làm sao đối phó Nguyệt Đồng? Huống chi Lý Vân Tiêu vốn là người mang Nguyệt Đồng, có lẽ là thí sinh đối phó một con Nguyệt Đồng khác tốt nhất. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm nói, ân, Hắc Phú Hộ đại nhân nói hữu lý, nếu sự tình có thể giống như ngươi tưởng tượng phát triển, liền tiêu trừ hai đại họa của chúng ta. Hứa Diễm nói, thế nào, không thể giết chết ma chủ, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân? Công Dương Chính Kỳ nói, nguyên do trong đó ta cũng không thể lý giải, bất tử chi thân đây chẳng qua là truyền thuyết, mặc dù là tồn tại như ngũ hành linh thể, nhục thân đại thành, cũng không có khả năng giết không chết. Cho nên ta dự định cho người tiến nhập Vạn Tượng Điển Tàng tìm tư liệu về ma chủ, lúc này liền do Lâm Uyển Bác phụ trách đi, mau chóng thu thập tất cả tin tức có thể. Vâng. Một lão giả chậm rãi nói, vóc người nhỏ gầy ở trong đám người rất khó chú ý, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn, lại không có chút bất kính nào. Hắc Phú Hộ nói, hôm nay có phát hiện tung tích ma chủ không? Công Dương Chính Kỳ nói, hiện nay biết có hai nơi phân thân, tựa hồ cũng đang nghĩ biện pháp nuốt chứng đối phương. Vi Thanh, lúc đó ở Hồng Nguyệt Thành đánh một trận, ma hóa trên người Lý Vân Tiêu là chuyện gì xảy ra? Việc này ta vẫn muốn tra rõ ràng, do ngươi tới kể rõ là hay nhất. Vi Thanh cau mày lại, có chút nghi ngờ trầm tư nói. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu có hai ma nguyên, một là phổ, hai là đế, tựa hồ hai loại cũng không dung. Ma phổ tựa hồ cùng Hải Hoàng nhất mạch rất có sâu xa. Hải Hoàng sao? Công Dương Chính Kỳ lẩm bẩm nói. Việc này lại dính đến Lý Vân Tiêu, hắn thật đúng là cùng tất cả phiền phức đều nhắc lên liên hệ a. Vi Thanh nói, hơn nữa Lý Vân Tiêu cùng Hải Hoàng Chi Nữ có quan hệ không rõ ràng lắm, hắn công nhiên cùng Hải Hoàng Chi Nữ ở chung một chỗ, cũng không biết Ba Long có thái độ gì. Được rồi, ta thiếu chút nữa quên một người, người này cũng phi thường then chốt. Người nào? Công Dương Chính Kỳ bật thốt lên hỏi, người còn lại cũng vô cùng hiếu kỳ. Người này là Kỳ Thắng Phong. Vi Thanh gằng từng chữ nói. Tên này vừa ra. Tất cả mọi người trong đại điện đều hơi biến sắc. Kỳ Thắng Phong biến mất từ lâu không phải là bí mật gì, nhưng thời điểm mọi người nghe cái tên này đều phi thường giật mình.
Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân còn sống đích thật là khiến người ngoài ý muốn, cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng hóa thần hải nổi lên phong ba là không tránh khỏi, chỉ hy vọng việc này có thể sớm ngày yên ổn, nghìn vạn lần không nên trở thành hòn đá rung chuyển hồ nước. Thương Ngô Khung nói, hóa thần hải ổn định, đối với đại cục khắp thiên hạ có ý nghĩa trọng yếu, Kỳ Thắng Phong xuất hiện thật không phải lúc a. Vi Thanh Hừ nói, chính là số trời biến ảo, nên yêu tà mọc lan tràn. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có khả năng bằng vào tư thế hoành tảo thiên quân, đem những tai họa ngầm này nhổ từng cái. Nga, Vi Thanh người có biện pháp gì tốt? Công Dương Chính Kỳ kinh ngạc hỏi. Trong con người của Vi Thanh hiện lên tinh mang nói. Rất đơn giản, bước đầu tiên trước ổn định bảy đại tông môn, triệu tập thất đại tông chủ đến nghị sự, nếu có người dị nghị, trước chân áp, chỉ cần bảy đại tông môn vừa vững, tựu như định hải thần châm, cục diện liền cơ bản ổn định. Cái gì cục diện ổn định, quả thực là nói bậy. Công Dương Chính Kỳ lập tức cắt đứt, tức giận nói. Chấn áp bảy đại tông môn, khiến hắn quy tâm, loại chủ ý ngốc nghếch này ngươi cũng nghĩ ra được. Đột nhiên Thương Ngô Khung nói. Tuy Vi Thanh nói biện pháp có chút cực đoan, nhưng ta nghĩ mượn dùng thất đại tông chủ chấn định thiên hạ, cũng là phương án tốt. Công Dương Chính Kỳ nói. Lực lượng của bảy đại tông môn là nhất định phải mượn, nhưng chỉ có thể trấn an, quyết không thể động thủ. Bằng không chính là gây thêm phiền toái. Vi Thanh lạnh lùng nói. Nếu bảy đại tông môn nghe lời tự nhiên là tốt, nếu như không nghe lời, sớm muộn cũng sẽ là căn nguyên náo động, không bằng sớm bình định, nắm ở trong tay chúng ta. Hắc Phú Hộ nói. Phương pháp này quá cực đoan, nhưng Chính Kỳ đại nhân có thể gọi thất đại tông chủ đến nghị sự. Xem thái độ của bọn họ, đích xác là rất cần. Công Dương Chính Kỳ nói. Ân, ngày mai ta sẽ làm. Đông vực Hồng Nguyệt Thành La Thanh Vân có tư cách đến tham dự không? Vi Thanh Thần Thái Dương lên nói. Đương nhiên, tuy rằng thực lực của La Thanh Vân không cao, nhưng thân phận bây giờ là Hồng Nguyệt Thành chủ. Nếu mất đi tư cách nghị sự, tất nhiên danh vọng không còn, Hồng Nguyệt Thành đối với Đông vực ảnh hưởng càng thêm nhỏ. Đây đối với thế cục Đông vực vừa bình định xuống thập phần bất lợi. Ngược lại, ta nên tăng uy vọng của hắn, để hắn trấn thủ Đông vực tốt hơn. Hắc Phú Hộ nói. Lời ấy hữu lý, La Thanh Vân có thể không có tư cách, nhưng Hồng Nguyệt Thành thành chủ tất nhiên là có tư cách. Ân, đích thật là đạo lý này. Công Dương Chính Kỳ đẽo gọt nói. Thiên Lĩnh Long ra thì sao? Long Thiên Miểu vừa chết, trước khi chết đem tông chủ vị truyền cho thiếu chủ Phi Nghê. Nhưng nhà đầu kia hiện ở nơi nào? Có thể trấn trụ Long ra sao? Đồng tử Vi Thanh co rụt lại nói. Chỉ là một con nhãi danh, tự nhiên không trấn áp được. Nếu để cho nàng trở thành Long ra gia chủ, tất sẽ dẫn tới Long ra đại loạn. Về phần người tham gia nghị sự, trong lòng ta đã có nhân tuyển, để hắn đến đây đi. Người bốn phía đều cả kinh, xem ra Vi Thanh cùng Long ra đã không phải là quan hệ đi gần, mà là hoàn toàn nhúng tay vào. Người nào? Công Dương Chính Kỳ tựa hồ lơ đỉnh, chỉ là hỏi. Dịch Hồng Minh. Vi Thanh đạm nhiên nói. Là hắn. Mọi người giật mình, không khỏi có chút nghị luận. Mấy người chấp chính cũng nhíu mày, lặng lẽ không nói. Công Dương Chính Kỳ nói. Thực lực của Dịch Hồng Minh là không thành vấn đề, nhưng huyết mạch của hắn vô cùng cuồng bạo, một khi điên lên, thậm chí không khống chế được lý trí, hắn làm gia chủ, sợ là người không phục sẽ càng nhiều. Vi Thanh lạnh lùng nói. Hiện tại thời buổi rối loạn, cũng không quản được nhiều như vậy, những người khác không phục cũng phải phục. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày vài cái, nói. Được rồi, ngược lại là việc của Long gia bọn họ, ta cũng không có quyền can thiệp, liền phiền Vi Thanh ngươi nhìn nhiều một chút. Ân. Vi Thanh khẽ lên tiếng, khóe miệng hơi giơ lên. Công Dương Chính Kỳ nói, hàm nghĩa tất cả mọi người đều hiểu, nếu Dịch Hồng Minh là ngươi Vi Thanh khâm định. Vậy dĩ nhiên cũng là nắm ở trong tay ngươi, cũng sẽ nắm Long ra trong tay, ở trong thế cục bây giờ không gì là không thể. Đột nhiên Lăng Bạch Nguyệt mở miệng nói. Mấy vị đại nhân nói tới bảy đại tông môn, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Gần đây lấy được không ít tin tức, tựa hồ thần Tiêu Cung cũng muốn mở lại sơn môn. Công Dương Chính Kỳ buồn bực nói. Hừ, chuyện gì cũng chen một cước. Lăng Bạch Nguyệt nói. Thần Tiêu Cung cung chủ lúc trước vì nhân tình bế quan, hiện tại nếu biết được Cổ Phi Dương. Công Dương Chính Kỳ nói. Hiện tại quá khứ, đều dính ở trên người Lý Vân Tiêu.
Xem ra Lý Vân Tiêu đích thật là đầu mối then chốt trong lần thiên hạ dung chuyển này, phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn tới. Phi Thanh trầm giọng nói. Mượn hơi, lấy cái nhìn của ta, nên bắt hắn, triệt để nhốt ở trên thánh vực, sẽ là biện pháp tốt nhất. Đừng quên đồ đạc trên người Lý Vân Tiêu, ta đã hạ thiết lệnh, truy nã khắp thiên hạ. Công Dương Chính Kỳ cau mày nói. Thu hồi thiết lệnh lại đi, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nếu có thể mượn hơi hắn, đồ đạc vẫn là có thể dùng chung, mặc dù không thể, nắm giữ ở trong tay người nhà cũng không có gì không tốt. Hừ, Chính Kỳ đại nhân nghĩ thật thoáng. Sắc mặt Phi Thanh hết sức khó coi, bầu không khí thoáng cái có chút cương lên. Thương Ngô Khung nói. Việc của Lý Vân Tiêu có khả năng vừa đi vừa nhìn, sách lược cũng không phải vừa thành bất biến. Phi Thanh đại nhân, mới vừa rồi ngươi chỉ nói một điểm, trước ổn định bảy đại tông môn, sau đó thì sao? Sắc mặt Phi Thanh bình thường lại, khẽ hừ một tiếng nói. Bước đầu tiên ổn định bảy đại tông môn, bước thứ hai dĩ nhiên là bắt những phong hào vũ đế kia, những nhân vật kiệt ngạo bất tuân này, mặc dù chúng ta cho vài phần bộ mặt, nhưng điều khiển lên mỗi một người đều là bằng mặt không bằng lòng, căn bản không đem thánh vực coi vào đâu. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Điểm ấy ta cũng hiểu, lần trước để Đoan Mộc Hữu Ngọc điều tra việc Tống Nguyệt Dương Thành, Trác Khinh Phàm đi trấn áp ma chủ phân thân, đều không giải quyết được gì, tất cả đều tự đại không coi ai ra gì. Thương Ngô Khung nói. Đối phó những người này, so với thất đại tông chủ còn muốn vướng tay. Dù sao thất đại tông chủ còn sẽ suy nghĩ lợi ích tông môn, thái độ đối với thánh vực sẽ khiêm nhường một chút. Nhưng thập đại vũ đế nói dễ nghe một chút là thánh vực phong hào, nói khó nghe một chút là 10 tên liều mạng, trời đất bao la người nào cũng không sợ, chỉ có thể dùng phương pháp chiêu an, không thể cường hoành. Công Dương Chính Kỳ nói. Điểm ấy là tự nhiên. Phi Thanh cười lạnh nói. Tuy rằng 10 tên liều mạng này không nghe điều khiển, nhưng chỉ cần đủ lợi ích, cũng không khó mượn hơi. Phong Vân Chi Chiến cũng sắp qua 30 năm, ta đang suy nghĩ có nên một lần nữa, đem cường giả thiên hạ tập hợp đến, tận khả năng mời chào nhân tài vào thánh vực, lớn mạnh chúng ta hay không? Người bốn phía đều giật mình không thôi, sau đó rơi vào trầm tư. Hắc Phú Hộ nói, phương pháp này không tệ, nếu mở lại Phong Vân Bảng Chi Chiến, có lẽ so với lần trước sẽ kịch liệt hơn. Chúng ta nhìn thiên hạ cường giả cũng ít nhiều có thêm hiểu rõ cùng lý giải, thậm chí có thể chiêu mộ. Ân, việc này là tốt, nhưng không nên nóng vội, đợi thời cơ chín muồi lại mở cũng không muộn. Công Dương Chính Kỳ khẽ gật đầu nói. Phi Thanh nói, chỉ cần nắm thất đại tông phái, thập đại vũ đế trong tay, lại chiêu mộ các lộ hào kiệt, thiên hạ liền ổn. Sau đó lại liên thủ hóa thần hải, chia làm hai lộ, một đường trấn áp yêu tộc, đoạt hồn thiên nghi. Một đường chuyên tâm bao vây tiểu trừ Nguyệt Đồng. Đợi sau khi giải quyết yêu tộc cùng Nguyệt Đồng, sẽ tìm Hải Hoàng Ba Long trao đổi việc ma chủ, hải tộc có thể xuất lực mà nói là hay nhất, nếu bọn họ nghĩ không đếm xỉa đến cũng được, bằng lực lượng của chúng ta cũng đủ để trấn áp. Hắn nói một hơi, khinh miệt nhìn Công Dương Chính Kỳ một cái, cười nhạo nói. Kỳ thực trong thiên hạ có phiền toái gì, đều là Chính Kỳ đại nhân quấy lên. Tất cả mọi người trầm tư. Nghĩ Vi Thanh nói đích xác không sai. Công Dương Chính Kỳ không để ý tới hắn châm chọc, trầm ngâm nói. Phương án của Vi Thanh đại nhân đích xác trật tự rõ ràng, có khả năng thử một lần. Nhưng thế sự biến hóa vô thường, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Vi Thanh nói. Đây là tự nhiên, phương án của ta cũng không phải vừa thành bất biến, phải theo biến hóa mà biến hóa, nhưng một điểm hạch tâm là làm đến nơi đến chốn, từng chút đẩy mạnh. Không ngừng tăng lực lượng của chúng ta cùng trình độ nắm thiên hạ trong tay, như vậy mới có thể ứng đối tất cả biến hóa. Thương Ngô Khung nói. Phi Thanh nói vậy rất có đạo lý, ta nhận đồng. Công Dương Chính Kỳ nhìn Hắc Phú Hộ cùng Ti Đình Ngữ nói. Các ngươi thì sao? Hắc Phú Hộ nói. Phương pháp này cũng được, nhưng không thể quá cường ngạnh, làm nhu hòa mà thôi. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Những người kia đều là tuyệt thế cường giả. Nếu xử lý không tốt mà nói, trái lại hoàn toàn bắn ngược, ta sẽ lưu ý đắn đo. Hắc Phú Hộ nói, như vậy rất tốt, ta đây cũng không có gì lo lắng. Đợi bế quan ra, liền bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị lần thứ hai bao vây tiểu trừ Nguyệt Đồng. Việc này cũng mong Chính Kỳ đại nhân giúp ta lưu ý một phen, tận khả năng cấp cho trợ giúp. Công Dương Chính Kỳ nói, đây là tự nhiên, Nguyệt Đồng là cộng địch của nhân tộc, ngoại trừ thánh vực ra. Thế lực khác cũng nên xuất lực,
Hắc Phú Hộ đại nhân an tâm chữa thương, việc tổ chức nhân thủ liền giao cho ta đi. Hắc Phú Hộ vui mừng nói. Vậy làm phiền. Thanh quang trên bàn đá đột nhiên thoáng cái hóa thành màu đỏ, chậm rãi đậm lên. Công Dương Chính Kỳ nói. Trận pháp đã đến cực hạn, ba vị đều đi thôi, đợi sự tình có biến ta lại triệu tập mọi người, tất cả lấy hội nghị hôm nay là chuẩn. Hắn đánh vào trận pháp kia một đạo quyết ấn. Nhất thời hồng quang dâng lên, bàn đá chậm rãi chìm xuống phía dưới, quang ảnh đám người vi thanh hoảng hốt thoáng cái, liền tiêu thất ở tại chỗ. Toàn bộ đại điện thoáng cái trở nên tối đi không ít, khôi phục bình tĩnh cùng nghiêm nghị như trước. Công Dương Chính Kỳ nói. Các ngươi cũng đi xuống đi, các ti làm việc nên một lòng đoàn kết. Đồng thời hội nghị hôm nay không được tiết lộ nửa phần, bằng không lấy tội luận xử, tuyệt không nương tay. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời, sau đó bắt đầu lui ra. Thương Ngô Khung cũng đứng dậy, đi ra ngoài. Công Dương Chính Kỳ hơi co mắt lại nói. Thương Ngô Khung đại nhân. Thương Ngô Khung dừng bước, xoay người nói. Chính Kỳ đại nhân có chuyện gì? Công Dương Chính Kỳ chậm rãi nói. Lúc trước Cổ Phi Dương chết, là ngoài ý muốn sao? Thương Ngô Khung trầm tư một chút, nhẹ giọng nói. Hẳn là vậy, ai biết được chứ? Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ đại biến, mơ hồ có giận dữ nói. Vậy bây giờ ngươi dự định xử lý quan hệ cùng Lý Vân Tiêu như thế nào? Hắn nói. Liền theo nghị sự vừa rồi, có thể nhu hòa xử lý tự nhiên là tốt nhất. Công Dương Chính Kỳ xanh mặt nói. Hiện tại Lý Vân Tiêu hầu như cùng tất cả sự tình có quan hệ, động một cái sẽ kéo toàn bộ, đại nhân nghìn vạn lần phải xử lý tốt. Thương Ngô Khung nói. Ta sẽ lưu ý hết sức, mặc dù là ta cũng không muốn đi trêu chọc người điên này. Hắn nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Công Dương Chính Kỳ nhìn bóng lưng của hắn tiêu thất ở cửa đại điện, trong mắt sầu lo càng sâu. Đại nhân là đang lo lắng cái gì? Bên trong đại điện chỉ còn lại một người, đó là Tiêu Bân Úy. Công Dương Chính Kỳ nói. Lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng lo lắng nhất là việc ma chủ. Tiêu Bân Úy, từ hôm nay trở đi, lực lượng thủ bị của Thánh Vực đề thăng tới cường độ cao nhất, ngoại trừ nghiêm quản ra ngoài. Đối với ngoại nhân tiến nhập càng phải tường tận nghiêm tra, tuyệt không thể để cho bất luận người khả nghi nào tiến đến. Vâng, đại nhân. Tiêu Bân Úy trầm giọng nói. Chỉ là hiện tại đem trình độ thủ vệ đề thăng tới tối cao, có hơi quá hay không? Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Tuyệt không quá. Tiêu Bân Úy cau mày nói. Đại nhân là lo lắng ma chủ công đến. Cái này không thể nào a. Công Dương Chính Kỳ nói. Hiện tại ma chủ chỉ là lấy trạng thái phân thân tích xúc, thực lực tuyệt cường, muốn công vào Lam Tuyết Thánh Thành là không thể nào. Ta muốn người đem lực thủ vệ đề thăng tới cực điểm, hạch tâm là phải bảo vệ Linh Hoa Diệu Cảnh. Linh Hoa Diệu Cảnh. Tiêu Bân Úy cả kinh nói. Linh Hoa Diệu Cảnh không phải là chỗ vị đại nhân kia ở sao, lấy thực lực của vị đại nhân kia. Công Dương Chính Kỳ ngắt lời nói. Thực lực của hắn ta tự nhiên yên tâm, phàm là sự tình chỉ sợ vạn nhất. Ta không ngại nói cho người biết, người có biết lúc trước vì sao những người phong ấn ma chủ kia lại đem thánh vực tổ chức thiết lập ở Lam Tuyết Thánh Thành không? Bởi vì dưới Lam Tuyết Thánh Thành này, có phong ấn một đạo ma chủ phân thân. Chi? Tiêu Bân Úy kinh hãi, bỗng nhiên nói. Lẽ nào phong ấn chi địa ngay trong Linh Hoa Diệu Cảnh? Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Phải, cho nên từ giờ trở đi, Linh Hoa Diệu Cảnh không được cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Bất luận là người nào, đều phải có thủ dụ của ta. Một khi phát sinh tình huống đột nhiên, người có quyền trực tiếp chém Linh Hoa Diệu Cảnh cùng Thánh Vực liên tiếp, để cho nó bay vào hư vô. Chỉ cần chúng ta bảo vệ bộ phân thân này, ma chủ liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục chân thân. Vâng. Tiêu Bân Úy nghiêm nghị lên, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bầu trời Lam Tuyết Thánh Thành, một mảnh vân thải, hà quang vạn dặm. Chu Sở đứng ở trên hư không. Gặp Thương Ngô Khung từ trong chánh điện ra, ánh mắt sáng ngời, vội vàng bay xuống, kêu lên. Sư tôn, ân, Thương Ngô Khung đáp nhẹ một tiếng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt đi ở phía trước, một bước mười trượng. Chu Sở muốn nói lại thôi, theo sát phía sau, cẩn thận đi tới. Ân, đột nhiên Thương Ngô Khung khẽ di một tiếng, ngừng lại cước bộ. Một đạo nghê hồng ngọc lưu ly từ trong đám mây phóng tới. Như là một cái dây nhỏ, chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, ở trước người hắn biến hóa, dần dần hóa ra một đạo hư ảnh hoảng hốt,
ngồi xếp bằng, thoáng cái mở mắt ra. Thương Ngô Khung nhìn người nọ nói. Ti Đình Ngữ, có chuyện gì không? Ti Đình Ngữ chiếu hình có chút hoảng hốt bất định, tựa hồ dùng đại thần thông mới hiện hình đến nói. Ta muốn Lý Vân Tiêu, người mời hắn tới chỗ ta. Thương Ngô Khung nhướng mày nói. Có chuyện gì sao? Ti Đình Ngữ nói. Luân hồi đại chuyển bàn. Thương Ngô Khung nói. Chẳng lẽ đại chuyển bàn xảy ra vấn đề? Ti Đình Ngữ hơi nhắm hai mắt, không trả lời nữa, tựa hồ đang đợi đáp án của hắn. Thương Ngô Khung nói. Lý Vân Tiêu người mang thánh khí, còn có Diệp Phàm cầm cửu đỉnh chi chu ở bên người, đích thật là nhân tuyển nghiên cứu thánh khí thích hợp nhất trên đời hiện nay. Ta đồng ý ngươi, sẽ tận lực, nhưng tính cách của hắn, ngươi cũng có thể nghe thấy, nếu thỉnh không tới, ta liền trực tiếp bắt. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang. Ừ, Ti Đình Ngữ ử thoáng cái, liền bấm niệm thần chú, toàn bộ chiếu hình trong nháy mắt tiêu tán, vô ảnh vô tung. Thương Ngô Khung đứng trên bầu trời, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhìn vân hà cuồn cuộn vô tận, dáng vẻ trầm tư. Chu Sở. Đột nhiên hắn nhẹ kêu một tiếng. A, sư tôn có chuyện gì? Chu Sở cũng đầy bụng tâm tư, nghe hắn gọi mà giật mình, vội vàng khom người đáp. Lý Vân Tiêu ngươi đã gặp qua, cảm thấy thế nào? Thương Ngô Khung nhẹ giọng hỏi. Trong lòng Chu Sở cả kinh, có chút thấp thỏm nói. Hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Thương Ngô Khung thuận thế hỏi. Hơn nữa thực lực kinh người, sư tôn, hắn thực sự. Thật là cổ phi dương sao? Chu Sở cẩn thận hỏi, không dám ngẩng đầu lên, nhưng trên trán cùng hai tay từ lâu đã có mồ hôi hột làm ẩm ướt. Thương Ngô Khung gật đầu một cái nói. 100% xác định, cổ phi dương còn sống, thực sự là làm ta ngoài ý muốn. Thời điểm vi sư nghe được tin tức này, căn bản là không dám tin. Thực sự là thế sự như cờ, người định không bằng trời định a. Sư tôn định làm như thế nào? Sắc mặt Chu Sở hơi tái, nhớ tới trong Tân Duyên Thành, bản thân vậy mà chọc một sát tinh như vậy, không chỉ thiếu chút nữa chết, mấy ngày qua còn một mực suy nghĩ làm sao đi báo thù, xem ra thật là nhiều chuyện quá mức sẽ không phải chết a. Hiện tại chỉ cầu đối phương quên chuyện này. Đừng tới tìm hắn trả thù liền cảm ơn trời đất. Thương Ngô Khung than thở. Vi sư trước đi Linh Hoa Diệu Cảnh, tìm lão quái kia tâm sự. Hắn đang xoay người, đột nhiên đưa tay hướng không trung chảo một cái, một đạo bạch quang ngưng tụ thành ngọc bài, phía trên lưu quang oánh oánh, lóe lên đã không thấy tăm hơi. Hắn cau mày, ánh mắt nhìn một tòa thiền điện ở xa xa, hừ nhẹ thoáng cái, liền cải biến phương hướng đi đến chỗ đó. Trong lòng Chu Sở nghi hoặc, theo ánh mắt của Thương Ngô Khung nhìn lại, thiền điện kia chính là nơi Vi Thanh tu luyện. Là ngươi gọi ta tới. Hai người bay xuống, trước đại điện có một người, Thương Ngô Khung nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói. Đại nhân nghiêm trọng, tại hạ là mời, há lại dám gọi, mời đại nhân vào điện nói chuyện. Người nọ chính là La Tinh, một trong bốn vị cửu tinh đỉnh phong cường giả dưới trướng Vi Thanh, ba người còn lại đều ở Hồng Nguyệt Thành vẫn lạc, chỉ còn hắn may mắn sống sót. Ba người rời bước vào trong điện, nhất thời một đạo quang mang hiện lên, cấm chế mở ra, triệt để cùng ngoại giới cách ly. La Tinh cười nói, Thương Ngô Khung đại nhân vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay gặp gỡ, La Tinh cảm thấy vinh hạnh. Thu Thương Ngô Khung lạnh nhạt nói, có chuyện nói thẳng, không có ta liền đi. La Tinh đổ mồ hôi, một trận xấu hổ, lúc này mới nói. Vậy tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết đại nhân dự định xử lý Lý Vân Tiêu như thế nào? Thương Ngô Khung nhìn hắn một cái nói. Ngươi mời ta tới, hơn phân nửa là mệnh lệnh của Vi Thanh đi, tự nhiên là dựa theo nghị sự vừa rồi nói, tận lực chiêu an hắn đến. Nga, đại nhân thật dự định như vậy sao? Khóe miệng La Tinh mỉm cười. Thương Ngô Khung đôi mắt phát lạnh, nhìn dáng tươi cười kia nội tâm cực độ khó chịu, lạnh giọng nói. Ngươi đang thử thăm dò ta. Một cổ uy áp chợt từ trên người hắn nổ lên, ầm ầm một tiếng liền ép tới. La Tinh kinh hãi, chợt lui về phía sau. Nhưng uy áp này trong nháy mắt đã tới, hai tay hắn vội vàng hóa trưởng, vỗ về phía trước. Phanh! La Tinh chỉ cảm thấy cả người run lên, lực lượng của mình trong nháy mắt bị phá hủy, cả người thoáng cái bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đánh vào một cây lương trụ, thạch tài cứng như sắt thép trong nháy mắt nát đầy đất.
La Tinh chống thân thể đứng thẳng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân ngươi! Hắn tức giận không thôi, trong mắt còn có chút sợ hãi. Thương Ngô khung mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi tính là vật gì, cũng có tư cách tới thăm dò ta. Có lời gì để cho Vi Thanh tới tìm ta đi? Hắn xoay người liền muốn ly khai. La Tinh kinh ngạc đứng tại chỗ, gương mặt phẫn hận, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Đột nhiên bốn phía đại điện có vô số bạch sắc huỳnh quang tụ đến, thoáng cái ở trước Thương Ngô khung ngưng tụ thành đoàn, dần dần hóa ra một thân ảnh khôi ngô, cao chừng 8 trượng, lưng hùm vai gấu. Chính là Côn Nô của Vi Thanh, hai mắt nhắm nghiền, nơi mi tâm đột nhiên hiện ra một dấu ấn hoàng sắc, sau đó Côn Nô mở mắt ra, một đạo hàn quang chiếu xuống, nhìn hướng Thương Ngô khung. Thương Ngô khung ngẩng đầu, cùng Côn Nô nhìn thẳng, lạnh nhạt nói. Đồng ý bản thân tới sao? Hừ! Côn Nô trầm giọng quát, hiện ra nộ sắc nói. Lẽ nào ngươi không biết thần thông thân ngoại hóa thân của ta tiêu hao cực lớn sao? Vừa nãy công dương chính kỳ triệu hoán, cũng đã tiêu hao đại lượng chân nguyên của ta. Thương Ngô khung nói. Nếu như vậy, ngươi hẳn là nên nói ngắn gọn, bớt nói nhảm đi. Côn Nô! Được rồi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dự định xử lý việc Lý Vân Tiêu như thế nào? Thương Ngô khung kinh ngạc nói. Kỳ quái, vì sao mỗi người đều quan tâm vấn đề này nhỉ? Thậm chí so với ta còn muốn quan tâm. Côn Nô cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Không nói Lý Vân Tiêu kiếp trước là Cổ Phi Dương, vốn chính là nhân vật tuyệt thế, tùy tiện khẽ động là có thể dẫn dắt ánh mắt thiên hạ, chỉ riêng nói tình thế bây giờ, hầu như hắn cùng mọi việc nhắc lên quan hệ, cái này tuyệt không phải là trùng hợp, tuy ta không tin mệnh số gì. Nhưng thiên đạo có số, người này tuyệt đối là nhân vật then chốt của thời đại này. Thương Ngô khung nói. Ngươi nói như vậy ta nghĩ cũng phải, vậy cũng chỉ có thể như lúc trước nói, chọn dùng chính sách nhu hòa, nhìn một chút có thể chiêu an đến hay không. Hừ, chiêu an. Côn Nô cúi đầu, hai mắt như đao nhìn chằm chằm Thương Ngô khung, gần từng chữ nói. Ta hỏi ngươi, lúc trước Cổ Phi Dương chết thật là ngoài ý muốn sao? Một bên Chu Sở cùng La Tinh đều kinh hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bí tân như vậy, bọn họ căn bản là chẳng bao giờ nghĩ tới. Thương Ngô khung ung dung nói. Đương nhiên là ngoài ý muốn, Cổ Phi Dương chết ở Thiên Đãng Sơn Mạch, người cũng biết đó là địa phương nào, thiên hạ này chẳng lẽ còn có người có bản lĩnh ở trên Thiên Đãng Sơn Mạch mai phục hắn sao? Côn Nô cười lạnh nói. Thiên Đãng Sơn Mạch là chỗ táng thiên, ý nghĩa mặc dù là thiên, cũng phải vẫn lạc. Cổ Phi Dương ăn no không có việc gì đi Thiên Đãng Sơn Mạch làm gì. Chớ cùng ta quanh co, thiên hạ này người điên xác thực không ít, nhưng hắn cũng không phải người điên không có đầu óc. Thương Ngô khung giơ mí mắt lên, chậm rãi nói. Cái này khó nói, vì sao hắn muốn đi Thiên Đãng Sơn Mạch, hơn phân nửa cũng chỉ có hắn rõ ràng. Côn Nô dần dần thu nét cười, mặt không biểu tình nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trên trán hắn dần hiện ra ánh sáng, hóa thành một đóa hoa nhỏ, thân thể thoáng cái trở nên nhạt nhòa. Khuôn mặt Thương Ngô khung co quắp thoáng cái, đột nhiên nói. Nếu Cổ Phi Dương chết không phải là ngoài ý muốn, Vi Thanh đại nhân nghĩ phải như thế nào? Khóe miệng Côn Nô hiện ra một tia cười nhạt, tiện tay lăng không một chảo. Ở một góc đại điện có đặt một thai án, phía trên để không ít ngọc giản, một quả trong đó bay tới, thoáng cái rơi vào trong tay Côn Nô. Côn Nô đặt nó ở trên trán, đem thần thức lạc ấn vào bên trong. Tựa hồ Vi Thanh đã hết lực, thân thể Côn Nô nhạt nhòa nhanh hơn, rốt cục ở trước khi tiêu thất cổ tay run lên, đem ngọc giản bắn ra ngoài. Thương Ngô khung đưa tay chộp một cái, ngọc giản rơi vào trong tay, Côn Nô đã không gặp. Hắn đem ngọc giản đặt ở trên trán, thần thức quét vào bên trong, sắc mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng bình thường trở lại. Hừ! Trong một tiếng hừ nhẹ. Ngọc giản trực tiếp hóa thành cho bụi, phách tán ở trên không trung. Đi thôi. Hắn khẽ gọi một tiếng, liền dẫn Chu Sở rời đi. La Tinh nhìn thoáng qua cho bụi của ngọc giản trên đất, sắc mặt cũng âm trầm bất định, quay người lại trực tiếp ly khai đại điện. Sư tôn, không biết Phi Thanh đại nhân nói gì. Trên bầu trời thánh vực, Chu Sở ở sau lưng Thương Ngô khung, rốt cục nhìn không được hỏi. Thương Ngô khung chỉ là nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì tốt. Chu Sở nghe mà trong lòng khó chịu, sớm biết là đáp án này mà nói, còn không bằng không hỏi, hắn tiếp tục hỏi.
chúng ta còn đi Linh Hoa Diệu Cảnh không? Đi, đương nhiên phải đi. Thương Ngô Khung ứng tiếng nói, dưới chân gia tăng thần thông, từ một bước 10 trượng biến thành 100 trượng, 1000 trượng, cuối cùng trực tiếp xúc địa thành thốn, thân ảnh mỗi chớp lên một cái liền thuấn tức thiên lý. Cùng thời khắc đó, trong một chỗ nào đó ở Bắc Vực, một ngọn núi đứng vững trong đám mây, giống như kình thiên cự trụ, sừng sững ở trong núi non vô tận. Lấy ngọn núi kia làm trung tâm, linh khí tràn ngập ra, như ảnh mây bạch sắc, chậm rãi tản đi. Trong dãy núi thỉnh thoảng có khí tức cường đại tràn ra, rất nhiều yêu thú cao giai phân bố ở xung quanh tu luyện, một mảnh sơn lâm hiểm ác, hiếm có dấu tích người. Mà ở trên sơn phong, có vân hà tràn ngập, số lớn phòng ốc, nhà dân trải rộng. Còn có ruộng tốt, dược điền, cửa hàng, đường xá, trà lâu, tửu lâu. Nghiễm nhiên là một thành trì phồn hoa. Trong một đại viện trên đỉnh núi, một gã thanh y nam tử chậm rãi thở dài một hơi, dần dần mở mắt. Trên trán hắn chảy ra mồ hôi hột, sắc mặt hơi có chút trắng, nhưng trong tròng mắt tinh quang sáng quắc, mơ hồ có kim sắc lôi đỉnh chớp động. Phi thanh đại nhân, thế nào? Bên cạnh hắn có một lão giả râu quai nón mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phi thanh chỉnh trường bào, uống một ngụm trà, mới ung dung nói. Công Dương chính kỳ tìm ta nghị sự mà thôi, không có chuyện gì. Lão giả nói, nguyên lai là Công Dương chính kỳ đại nhân triệu hoán, chẳng biết Phi Thanh đại nhân có đề cập việc Long gia không? Phi Thanh nói, việc của ngươi không ngại, yên tâm là được. Lão giả đại hỉ, vội vàng khom người nói. Đa tạ Phi Thanh đại nhân thành toàn. Phi Thanh đưa tay nâng hắn nói. Không cần đa lễ, ta ngươi là lợi ích tương đồng, theo như nhu cầu mà thôi. Ngày nay thiên hạ dung chuyển, lúc Long Thiên Miểu đại nhân vẫn lạc, Long gia cũng cần một gia chủ như ngươi, không chỉ đối với Long gia có lợi, đối với toàn bộ thiên hạ cũng phi thường trọng yếu. Lão giả vội nói, Phi Thanh đại nhân nói cực phải, đợi ta trở thành Long gia gia chủ, tất nhiên lấy đại nhân làm chủ, vì thiên hạ an ổn tẫn một chút lực. Phi Thanh vui mừng gật đầu nói, khó được ngươi có trí tuệ như thế, ta trước thay thiên hạ cảm ơn đại nhân. Lão giả nói, còn đây là gia phả phân chia của gia tộc, đợi sau khi thượng vị, liền lập tức bắt tay vào làm, thay đại nhân chọn nhân tuyển, tiến hành thí nghiệm chiết xuất huyết mạch. Ừ, Phi Thanh ứng tiếng nói, việc này ngươi phải đề phòng, để tránh rước lấy chê bai cùng bất mãn, dù sao xác suất thành công không cao, hy sinh thật lớn. Hắc hắc, không có hy sinh, ở đâu ra chân quý. Lão giả cười lạnh nói, nếu xác suất thành công cao, thập giai thần huyết chẳng phải thành củ cải sao? Còn gì chân quý đáng nói? Người thành đại sự không nhìn tiểu tiết, điểm ấy hy sinh Long gia ta còn làm được. Huống chi thất bại cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, có thể hóa thành quỷ tu la cũng là chuyện tốt. Phi Thanh nói, người có thể nghĩ như vậy là hay nhất, bất quá nếu người còn lại trong Long gia cũng có ý nghĩ như ngươi thì tốt rồi. Lão giả lạnh lùng nói, hừ, đại nhân yên tâm. Nếu có người hồ đồ ngu xuẩn, lão phu liền để cho bọn họ khai khiếu. Huống chi đây là từ trong tay Long Thiên Miểu bắt đầu thí nghiệm, ta cũng không có lý do gì ngưng tư tưởng của hẳn a. Việc này vô luận đối với Long gia hay với thiên hạ, thậm chí toàn bộ thiên vũ giới, đều có ý nghĩa phi phàm. Phi Thanh nói, đúng là như thế, tinh luyện chân linh huyết mạch, có lẽ là đường thành thần hữu hiệu nhất trong thiên hạ. Lão giả nói, đại nhân làm như vậy cũng là vì toàn bộ thiên hạ suy nghĩ, Dịch Hồng Minh ta tất dẫn đầu toàn bộ Long gia đi theo. Chỉ là có một chuyện, lệnh bài Long gia trưởng môn, trong Long gia vẫn có không ít người bảo thủ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Phi Thanh nhíu mày nói, việc này ta minh bạch, nếu ngươi ra tay giết Phi Nghê đoạt lệnh bài mà nói, tất sẽ bị nội bộ Long gia phản kháng, mặc dù mạnh mẽ chân áp xuống cũng sẽ ảnh hưởng thế cục ổn định của Long gia, lệnh bài kia liền giao cho ta đi. Đa tạ đại nhân. Dịch Hồng Minh nhất thời đại hỉ, lệnh bài trưởng môn cùng việc trước khi Long Thiên Miểu chết truyền ngôi là cái gai trong đầu hắn, nếu không có thể xử trí thỏa đáng mà nói, mặc dù hắn mạnh mẽ thượng vị cũng sẽ áp lực tầng tầng, rất khó chân chính hiệu lệnh toàn tông. Ngoại trừ lệnh bài ra, cô nàng Phi Nghê kia cũng không thể không chết, bằng không thủy chung là họa. Trong mắt Dịch Hồng Minh lóe lên sát khí nồng nặc, con người cũng dần dần có chút ửng đỏ lên. Phi Thanh nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ lưu ý xử lý thỏa đáng. Phía trước hai người đột nhiên có một đạo quang mang chớp động, một nam tử hiện ra, quỳ một gối nói.
Phi Thanh đại nhân, Dịch đại nhân, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, còn có 7 thiếu chủ đều đến đông đủ. Cả người Dịch Hồng Minh run lên, một cổ hưng phấn khó diễn tả được xông lên đầu, cười to nói. Ha ha, đều đã tới. Lão Phu chuẩn bị đã lâu. Ngày hôm nay, là ngày Long Gia đi tới đỉnh phong. Trong mắt Phi Thanh cũng lóe lên hàn quang nói. Tất cả y theo kế hoạch tiến hành. Đi thôi, Dịch đại trưởng môn. Ngay khi Phi Thanh cùng Dịch Hồng Minh đồng mưu việc Long Gia, trong Lam Tuyết Thánh Thành, Thương Ngô Khung cùng Chu Sở cũng bước chân vào Linh Hoa Diệu Cảnh. Bốn phía đầy kỳ hoa dị thảo, ngoại trừ linh khí kinh người ra, còn tràn đầy một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ đi vào trong trận pháp nào đó. Chu Sở nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói. Ở đây là Linh Hoa Diệu Cảnh sao, tuy rằng ta sớm có nghe thấy, nhưng không biết làm sao tiến đến. Thương Ngô Khung nói. May mà ngươi không biết làm sao tiến đến, bằng không mạo muội xông vào mà nói, lão quái hơn phân nửa sẽ làm thịt ngươi. Chu Sở cả kinh, vội hỏi. Sư tôn, Nhâm Hề Mân đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào, là người thánh vực ta sao? Thương Ngô Khung cười hắc hắc nói. Nói tóm lại hắn coi như là người thánh vực, nhưng có rất ít người chỉ huy được hắn. Mặc dù Linh Hoa Diệu Cảnh ở trong Lam Tuyết Thánh Thành, nhưng lại là một không gian độc lập, hắn có thể nói là người đứng đầu Linh Hoa Diệu Cảnh, hắn cũng rất thích cái thân phận này a. Nội tâm Chu Sở có chút kinh hãi nói. Lẽ nào mệnh lệnh của sư tôn cùng mấy người chấp chính khác hắn cũng không nghe? Thương Ngô Khung nói. Nếu phù hợp hắn sẽ nghe, bằng không sẽ không nghe. Chu Sở. Thương Ngô Khung mỉm cười, mở miệng lớn tiếng nói. Nhâm Hề Mân, ta tới thăm ngươi. Thanh âm to hữu lực, ở trong diệu cảnh chấn động, như là xuân phong phất qua, tất cả kỳ hoa dị thảo thoáng cái xoát xoát chập chờn, hương thơm thấm vào ruột gan. Không chỉ như vậy, tựa hồ hoa cỏ này sản sinh biến hóa, không ngừng ở bốn phía lệch vị trí, từng cổ trận lực từ bốn phương tám hướng thẩm thấu đến, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp áp tới hai người. Chu Sở kinh hãi không thôi, lấy tu vi của hắn vậy mà khó có thể chống đối cổ khí tức này, nhưng ở sau lưng Thương Ngô Khung nên không có hoảng loạn. Quả nhiên, Thương Ngô Khung nhẹ nhàng cười, vươn tay ra áp về phía trước. Một đạo kết giới đường kính mấy trượng trong nháy mắt mở ra, tất cả uy áp biến mất. Hừ, vào đi. Trên bầu trời truyền đến một giọng nói, sau đó tất cả linh hoa quay về vị trí cũ, tựa hồ như chẳng bao giờ biến hóa qua, hương khí nhàn nhạt cùng linh khí nồng nặc tràn ngập, phảng phất tất cả bất quá là ảo giác. Thương Ngô Khung nhẹ nhàng cất bước, thoáng cái liền đi qua, phía trước có lầu các tinh xảo nổi lên, lại nhảy qua một bước, liền tiến nhập bên trong. Trong một gian phòng khách nhã trí, trống trải điềm tĩnh, chỉ có hai cái bồ đoàn đặt trên mặt đất. Thương Ngô Khung đi tới, trực tiếp xếp bằng ngồi xuống ở trên một cái bồ đoàn, Chu Sở ngồi ở sau lưng. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Đạo thanh âm lúc trước kia vang lên, trên bồ đoàn đối diện Thương Ngô Khung chậm rãi chớp động hắc quang, một cái bóng màu đen không ngừng sinh trưởng, cuối cùng hóa thành bóng người, hoàn toàn không thể gặp hình dáng. Thương Ngô Khung nói, cổ phi dương chưa chết. Đạo thân ảnh kia dừng lại một chút, sau đó hừ nói. Chưa chết liền chưa chết, nói với ta làm chi? Thương Ngô Khung mỉm cười nói. Nhâm Hề Mân, việc lúc trước ngươi bao nhiêu cũng có phần a. Cái bóng màu đen kia hoảng động một cái, lạnh lùng nói. Ta bất quá là giúp ngươi một tay mà thôi, huống chi ta cũng không có ý định nhằm vào cổ phi dương, cho dù cùng ta có liên quan, cũng bất quá là bị ngươi lợi dụng mà thôi. Thương Ngô Khung nhẹ khẽ cười nói. Làm sao, ngươi sợ? Sợ. Ha ha, cái bóng kia cười ha hả nói. Lão Phu chỉ là không muốn không giải thích được thay ngươi chịu tiếng xấu mà thôi, nếu là ta làm, tuyệt sẽ không phủ nhận. Lùi vạn bước mà nói, cho dù cổ phi dương thực sự tới tìm ta, ngươi cho là ta sẽ sợ hắn sao? Hừ, phong hào vũ đế ở trong mắt người khác có lẽ là tồn tại như thần, nhưng ở trong mắt Lão Phu chỉ là con kiến hôi. Thương Ngô Khung cười nói. Ta tự nhiên biết khả năng của ngươi. Kỳ thực ta tới đây mục đích chủ nếu không nói tới chuyện của cổ phi dương, mà là về ma chủ, tục truyền tất cả ma chủ phong ấn đều được mở ra. Cái bóng kia run lên, đung đưa kịch liệt thoáng cái nói. Nga, tất cả phong ấn, ngươi xác định. Thương Ngô Khung nói. Không giả, hiện tại công dương chính kỳ đang lo lắng việc này. Toàn bộ thánh vực đối với, ma, lý giải, sợ là không người có thể hơn ngươi, ta muốn nghe cái nhìn của ngươi một chút.
Cái bóng kia nói, ma chủ bị trấn áp chẳng biết bao nhiêu năm, cho dù giải phong ra, thực lực tất nhiên cũng không lớn bằng lúc trước, không có gì đáng lo lắng, huống chi một đạo phong ấn cuối cùng có lão phu trấn thủ, không đáng để lo. Thương Ngô Khung nói, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, phong ấn gần đây có biến hóa gì không? Biến hóa? Cái bóng trầm tư nói, cũng không có biến hóa gì. Thương Ngô Khung nói, vậy thì tốt, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta kiến nghị ngươi không nên động phong ấn nữa, tận lực gia cố một phen. Ta tự có chừng mực. Cái bóng kia hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói. Thương Ngô Khung gật đầu nói, ngươi đã có nắm chắc như vậy, ta đây tự nhiên không có lo lắng gì. Việc Cổ Phi Dương ta sẽ lưu ý giải quyết, nếu thật đến trình độ không thể vãn hồi, mong ngươi có thể giúp ta một tay. Cái bóng kia ngạc nhiên nói, gì, lẽ nào hiện tại Cổ Phi Dương lợi hại như vậy, cho dù là ngươi cũng kiêng kỵ. Thương Ngô Khung nói, nguyên do trong đó phi thường phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ, ta sợ ngươi cũng không có tính nhẫn nại nghe. Cái bóng cười nhạo nói, ta đích xác không có tính nhẫn nại, nhưng đây mới là mục đích trọng yếu mà ngươi tới đi. Thương Ngô Khung khẽ cười nói, mục đích rất nhiều, chẳng phân biệt được chủ thứ. Hừ, ta hiểu được, nếu không tổn hại lợi ích của ta, ta sẽ lưu ý tận lực giúp ngươi. Cái bóng thản nhiên nói, hiện tại nếu ngươi không có chuyện gì thì đi đi, thứ cho ta không tiễn. Hảo, quả nhiên khoái nhân khoái ngữ. Thương Ngô Khung tựa hồ hết sức hài lòng, đứng dậy cáo từ nói. Vậy ngươi tùy tiện, ta liền không quấy rầy. Hắn phất ống tay áo, liền dẫn Chu Sở ly khai, hai bước liền ra Diệu Cảnh, tiêu thất ở trên bầu trời Lam Tuyết Thánh Thành. Cái bóng nhìn hai người rời đi, đột nhiên run một cái, bắt đầu kịch liệt đung đưa. A, a. Thanh âm thống khổ từ trong miệng cái bóng kia vang lên, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng tới quang mang, thoáng cái hối nhập trong thân thể của hắn, dần dần hóa ra chân thân. Một dung nhan già nua triển lộ ra, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt như là từng khe rãnh, hiền đầy tuế nguyệt tang thương. A, a. Nhâm Hề Mân rên rỉ, thân thể không ngừng bay lên không, ở trên mặt đất đảo quanh, đồng thời co quắp liên tục. Sai rồi, ta sai rồi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn không ngừng kêu rên, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hai gò má chảy xuôi, lạnh rung run rẩy. Kiệt 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 kiệt, sai rồi. Ngươi nói với ta làm chi? Trên người của Nhâm Hề Mân đột nhiên dâng lên đại lượng hắc khí, ở trên đỉnh đại sảnh ngưng tụ không tiêu tan, không ngừng cuồn cuộn. Trong đó dần dần hiện ra một đạo thân ảnh, vung tay lên, nhất thời tất cả hắc khí đều bị hút vào trong cơ thể hắn, hễ quét là sạch. Nhâm Hề Mân thống khổ tiêu tán, nhưng cả người còn quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đều là sợ hãi nhìn người nọ trên bầu trời, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Người nọ khinh miệt cười, chẳng đáng hừ lạnh nói. Muốn thôn phệ cùng hấp thu bổn tọa, tu luyện vô thượng ma khu, đây chính là kết quả. Nhâm Hề Mân từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nói. Đế già, ta đã biết sai rồi, ngươi làm sao gây sự như vậy? Nam tử trẻ tuổi kia chính là đế già, khóe miệng vung lên một dáng tươi cười tà tà, nói. Hiện tại biết sai, ngươi cứ nói xem, sở dĩ bổn tọa không giết ngươi, chính là nhìn ngươi còn có mấy phần thực lực, là một nhân tài có thể dùng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ma nô cho ta, không những được thoát chết, lại có thể thu được lực lượng càng mạnh. Ma nô, không được, tuyệt đối không được. Nhâm Hề Mân hoảng sợ hét lớn. Như vậy ta chẳng khác nào sống không bằng chết. Muốn một siêu phàm nhập thánh cường giả làm ma nô cho ngươi, ngươi hơi quá đáng. Thiết, ta phi. Đế giả phun ra một bãi nước bọt, khinh bỉ nói. Lúc trước người trở thành ma nô của ta đều là tồn tại thần cảnh. Loại phế vật như ngươi ngay cả quỳ liếm đế giày cũng không có tư cách, bây giờ còn theo ta thể hiện. Sắc mặt hắn phát lạnh, thân ảnh lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền bắn nhập trong cơ thể Nhâm Hề Mân. A! À, Nhâm Hề Mân kêu thảm một tiếng, đau đến không ngừng lăn trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là một đời cường giả, làm sao có thể làm nô tỳ a? Người cứu mạng, người cứu mạng a! Hừ, cũng được, xem ngươi ở thời đại bụi bặm trồng chất này là nhân vật số một số hai, ta đề thăng cho ngươi một chút, để ngươi trở thành ma phó của bổn tọa, cho ngươi ba hơi thở thời gian suy nghĩ.
thanh âm đế giả lạnh như băng ở trong cơ thể hắn vang lên. Nhâm Hề Mân đau đến cả người run rẩy, cái loại thống khổ này không chỉ đến từ lục phủ ngũ tạng, càng đến từ cốt tủy kinh mạch, thậm chí toàn thân mỗi một lỗ chân lông, ngay cả trong linh hồn cũng có đau đớn, hoàn toàn thống khổ. Hắn đời này nằm mộng cũng nghĩ không được có thể đem một người dần vặt đến trình độ thảm như vậy. Ta khuất phục, ta khuất phục, ta đồng ý ngươi. Ô oa! Nhâm Hề Mân nhất thời lão lệ tung hoành, giống như là lão nhân trăm tuổi, thân thể ở trên mặt đất co quắp, thập phần thương cảm. Hừ, bớt ở trước mặt bổn tọa ra vẻ thương cảm. Ta cho ngươi biết, đây chính là phúc. Đại lượng ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thoáng cái hóa thành dáng dấp đế giả, lạnh lùng nói. Hơn nữa, đây cũng là ngươi gieo gió gặt bão, ai bảo ngươi đối với bổn tọa nảy lên tâm tư, hơn nữa lớn mật đến trực tiếp đem ta luyện hóa. Ha ha, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi tích xúc đại lượng ma nguyên, những ma nguyên kia liền cho ta a. Chậc chậc, thực sự là lực lượng khiến người hoài niệm. Nhâm Hề Mân run run quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào, một bên lau nước mắt. Hắn nguyên bản tiềm tu ở trong linh hoa diệu cảnh, chính là nhìn chúng ma chủ phong ấn ở nơi đây, đồng thời tìm phương pháp cạy ra một cái khe, thỉnh thoảng để cho ma khí chảy ra cho mình hấp thu luyện hóa. Hơn 10 năm tích lũy, đã đạt đến một trình độ phi thường khả quan, ma công dị thường mạnh mẽ. Nhưng làm hắn phiền não chính là, phong ấn ma chủ nơi đây tựa hồ có linh tính, không ngừng tự mình chữa trị vết rách, hơn nữa mỗi một lần xé ra cái khe, mình tiêu hao lực lượng đều tăng lên gấp bội. Đến nỗi về sau có thể dỉ ra ma khí thập phần thưa thớt, để cho hắn cảm thấy khổ não. Mà ở thời điểm ma công trì trệ không tiến, ma thể rèn luyện chưa đủ, đế giả xông vào linh hoa diệu cảnh, bị hắn bắt gặp. Lấy tu vi ma công của hắn tự nhiên thoáng cái liền nhìn ra đế giả công pháp cùng hắn đồng tông đồng nguyên, đồng thời người mang đại lượng ma nguyên. Mừng như điên lại không phân tốt xấu liền trực tiếp đem đế giả luyện hóa, hóa thành ma nguyên tinh thuần nhất hút vào trong cơ thể. Nhưng không nghĩ bản thân hấp thu là ma chủ phân thân, ý chí không chết. Kết quả không chỉ có đế giả không chết, trái lại đem ma nguyên tích góp mấy chục năm trong cơ thể hắn nuốt chửng không còn, đồng thời trồng vào ma chủng, có khả năng trực tiếp ăn mòn thân thể của hắn, lục phủ ngũ tạng đau nhức, sau đó lan tràn đến tứ chi bách hài, cuối cùng thậm chí xâm nhập ba hồn bảy vía, thống khổ không thôi. Buông linh đài thức hải ra, để cho ma chủng của ta đi vào, như vậy liền có thể ban tặng ngươi lực lượng vô tận. Trở thành tồn tại vô thượng vinh quang. Đế giả lạnh lùng nói. Cả người Nhâm Hề Mân run run lợi hại, hắn biết mặc dù bản thân chống lại, ma chủng sớm muộn cũng sẽ lan tràn đến linh đài thức hải, bất quá là nhiều thêm thống khổ mà thôi. Trong tuyệt vọng, rốt cục bỏ qua chống lại, tùy ý ma chủng lực ở trong cơ thể lan tràn, cuối cùng tiến nhập linh đài thức hải. A! À, Nhâm Hề Mân thoáng cái từ dưới đất bay lên, ôm đầu thống khổ kêu to, đầu giống như là muốn nổ. Đế giả cười lạnh nói. Đây là quá trình tất nhiên, không trải qua mưa gió làm sao gặp thải hồng. Chút vị đắng ấy cũng chịu không nổi mà nói, có tư cách gì trở thành người hầu của ta. Nhâm Hề Mân kêu rên so với lúc trước càng sâu, nhưng khí tức trên người lại không ngừng tăng cường, râu tóc bạc trắng vậy mà không ngừng biến thành đen, nếp nhăn trên mặt cũng từ từ giãn ra, bắt đầu có quang trạch. Trên bầu trời nghìn dặm, một đoàn ánh sáng màu vàng như là kim trúc hòa tan. Ở trên không trung không ngừng nhuyễn động. Đột nhiên phía trước hội tụ thất sắc quang mang, hóa thành từng vòng sáng, bên trong chậm rãi mở ra một con mắt, con người có đỏ đen hai sắc, bốn phía tràn đầy phù hiệu cổ quái. Đôi mắt kia nháy nháy, nhất thời quang đoàn kim sắc bị một cổ lực lượng hút lại, không ngừng hóa thành từng đạo quang mang bay vụt, trực tiếp bị hút vào trong. Phù hiệu bốn phía nhãn cầu ở dưới kim quang bắn nhập không ngừng vỡ nát, con mắt tựa hồ có chút thống khổ. Ở trên không trung rung động vài cái. Sau đó toàn bộ con mắt thoáng cái hóa thành kim sắc, bắn ra vạn đạo quang mang. Nhưng chỉ một sát na, mí mắt đóng lại, tất cả kim quang tiêu thất, khôi phục như lúc ban đầu. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra, lấy tay che mắt, trong khe hở chảy ra tiên huyết. Vân Tiêu ca ca, máu. Một thân ảnh màu trắng cũng theo đó xuất hiện, chính là Thủy Tiên, vẻ mặt hoảng sợ, còn có lo lắng nhìn hắn. Không sao. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, sau đó đưa tay bắt, trong mắt giống như biển máu, có chút đáng sợ. Kim linh chi khí quá mạnh mẽ, hơn nữa công pháp tiểu luân chuyển tam diệu pháp linh mục không trọn vẹn, mặc dù ta thôi diễn không ít, nhưng thủy chung không thể bước vào đệ tứ tầng.
Thủy Tiên vội la lên. Không thể vượt qua cũng đừng cưỡng cầu, không bằng tu luyện chân thực chi nhãn của gia tộc ta đi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Chân thực chi nhãn phải triệt để dung hợp ba gia huyết mạch, từ đó diễn sinh ra thiên phú thần thông, cũng không phải là có thể đơn giản luyện ra. Mà tiểu luân chuyển tam diệu pháp linh mục này, tựa hồ là tổng cương của tất cả linh mục thuật. Lúc trước ta ở trong lang hoàn thiên ngẫu nhiên nhìn trộm thiên đồng thuật ngũ thức, hôm nay xem ra cũng là từ diệu pháp linh mục này diễn sinh ra. Thủy Tiên vẻ mặt cay đắng nói. Cho dù thuật này lợi hại, nhưng tu luyện không lên có gì dùng. Mạnh mẽ tu luyện sẽ có hại, Vân Tiêu ca ca đừng luyện được không? Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp nàng cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn, an ủi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, làm sao cũng sẽ không để cho mình cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân, Vân Tiêu ca ca nói cần phải chắc chắn. Thủy Tiên nghiêm mặt nói. Lý Vân Tiêu không nhịn được nở nụ cười nói. Ta lúc nào nói không giữ lời. Thủy Tiên vui sướng vỗ tay nói. Vậy thì tốt, ta đây an tâm. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Được rồi, ngươi nhanh đi tu luyện đi, hiện tại đã đến phụ cận thiên lĩnh, ta đi ra xem tình huống một chút. Thủy Tiên vội vàng kéo cánh tay hắn lại nói. Ta cũng muốn đi ra ngoài, Vân Tiêu ca ca mang ta đi ra ngoài được không? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi, sớm đem vật kia luyện hóa nắm trong tay, đến lúc đó thiên hạ chỗ nào đều có thể đi. Thủy Tiên nói. Ta đã rất nỗ lực, so với thời điểm ở Hải Lâm nỗ lực gấp trăm lần. Nhưng tu luyện như thế nào cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, xem nàng tội nghiệp, lúc này mới nói. Được rồi, ngươi theo ta ra ngoài đi. Hai người hóa thành bạch quang, tiêu thất ở trong giới thần bia. Sau một khắc, kim quang sáng quắc, hai người trực tiếp xuất hiện ở trên cửu đỉnh Chi Chu. Thủy Tiên muội tử, ngươi làm sao cũng đi ra. Phi Nghê xoay người lại, đôi mắt híp một cái, cười hì hì hỏi. Phi Nghê tỷ tỷ. Thủy Tiên thoáng cái liền đi qua, lôi kéo Phi Nghê, tựa hồ hết sức cao hứng nói. Ta để cho Vân Tiêu ca ca thả ta ra nghỉ ngơi một chút, cả ngày ở bên trong tu luyện ta cũng sắp buồn chết. Tuy rằng hai người không ưa nhau, nhưng sau chiến dịch Hồng Nguyệt Thành, giống như sinh tử chi giao, quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa hai người cũng tựa hồ rất có ăn ý, đối với Lý Vân Tiêu lòng yêu không hết. Phi Nghê cười nói. Vậy thì thật tốt, lập tức liền đến thiên lĩnh Long Gia, ta mang ngươi đi dạo. Tốt. Thủy Tiên đại hỉ, hoạt bính loạn khiêu, thỉnh thoảng nhìn ra chiến hạm, một mảnh núi non trùng điệp, lôi kéo Phi Nghê nói chuyện phiếm. Lý Vân Tiêu nhìn một trận không nói gì. Hướng Diệp Phàm nói. Lập tức liền đến Long Gia, cửu đỉnh Chi Chu bay như vậy rất gây chú ý. Diệp Phàm nói. Vân Tiêu đại ca yên tâm, Phi Nghê tỷ tỷ đã báo cho ta phạm vi đại khái, sau khi đến ta liền để chiến hạm trốn vào hư không, sẽ không bị phát hiện. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy cũng tốt. Hắc hắc, rất chờ mong Tu La Hải A. Khâu Mục Kiệt ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Câm miệng, chớ ở trước mặt ta nói hai chữ, Tu La, bằng không Long Gia sẽ là tử địa của ngươi. Phi Nghê đang cùng Thủy Tiên trêu đùa đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt biến sắc, một ánh mắt sắc bén bắn đến, trên người giấy lên hỏa diễm hừng hực, sát khí giạt rào. Thiết! Khâu Mục Kiệt khinh thường cười lạnh một tiếng, tựa hồ lười chấp nhặt với nàng, tiếp tục nhắm hai mắt tu luyện. Phi Nghê giận dữ. Long Gia là nhà của nàng, tuy rằng giữa vô số đồng môn cạnh tranh thập phần kịch liệt, đây đó cũng có các loại ám toán, thủ đoạn ùn ùn, nhưng những thứ kia vào thời khắc này đều là hồi ức tốt đẹp nhất. Vừa nghĩ tới vô số đồng môn trở thành vật thí nghiệm của Vi Thanh, biến thành cái xác không hồn, nàng liền nhịn không được thân thể lạnh run. Hơn nữa chính nàng cũng là chân linh huyết mạch, càng thêm có thể cảm thụ được loại bi ai này. Phi Nghê tỷ tỷ, đừng nóng giận, ta nhận thức hắn. Người này là người xấu, chúng ta không cần để ý hắn. Thủy Tiên bị dáng dấp của nàng dọa sợ, vội vàng an ủi. Liệt hỏa hừng hực trên người Phi Nghê dần dần tắt, thở hắt ra, lấy tay vuốt ve mái tóc Thủy Tiên nói. Hảo muội tử, nơi này là nhà của tỷ tỷ, tuyệt sẽ không cho phép người xấu tới nhà phá hư. Thủy Tiên như hiểu như không gật đầu nói. Ân, ta cũng sẽ không cho phép có người xấu ở Hải Lâm phá hư, ta cùng tỷ tỷ chung một chỗ. Người nào phá hư sẽ giết người đó. Con người của nàng cũng thoáng lạnh, phun ra hai đạo sát khí.
Trong lòng Phi Nghê cả kinh, lửa giận không khỏi tiêu tán, có chút kinh ngạc nhìn Thủy Tiên, bề ngoài thanh thuần đáng yêu, nghĩ không ra cũng sẽ có sát khí. Kỳ thực Thủy Tiên tiếp xúc sự tình quá ít, thường ngày thân phận cao, tuy rằng không cần tự mình sát nhân, nhưng người vì nàng mà chết lại không phải số ít, nói trắng ra là nàng đối với sát nhân cũng không có khái niệm quá lớn. Phi Nghê vỗ vỗ đầu của nàng, khẽ cười nói. Hảo, người nào phá hư chúng ta sẽ giết người đó. Cửu đỉnh chi thuyền rất nhanh thì tiến vào trong phạm vi Long Gia tra xét, Diệp Phàm đánh ra mấy đạo quyết ấn, chiến hạm thoáng cái hoảng hốt, trực tiếp tiêu thất ở trên trời cao. Một lát sau, đám người Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trong mây, phía dưới là ngọn núi cao nhất kia. Diệp Phàm ngạc nhiên xem chừng mọi nơi, thở dài nói. Nghĩ không ra trên một ngọn núi, vậy mà sẽ bố trí giống như thành thị, hơn nữa không cảm thấy câu thúc, trái lại rất có phong vị. Ừ, ta cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương cổ quái này. Thủy Tiên cũng vui vẻ, cầm lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu, tay kia lại cầm lấy Phi Nghê, hết ngó đông tới ngó tây. Phi Nghê nói, Long Gia chia làm nội môn cùng ngoại môn, nội môn đệ tử đều là tồn tại thức tỉnh chân linh huyết mạch, mà ngoại môn đệ tử là người thường chưa thức tỉnh, nhưng bọn hắn nhất định là hậu duệ của cường giả có chân linh huyết mạch, như vậy mới có thể bảo đảm ở trên con nối dòng sau này sẽ thức tỉnh huyết mạch. Diệp Phàm nói, thảo nào sẽ có thành thị lớn như vậy, ở đây đã có thể so với một tòa thành thị cỡ chung, ở đây tất cả đều là hậu duệ của chân linh huyết mạch sao? Phi Nghê nói, không hẳn vậy, nhưng đại bộ phận đều là, theo quy mô thành thị tăng lên, các đại thương hội chú nhập, người ngoại lai cũng rất nhiều. Hơn nữa cũng không phải hậu duệ chân linh huyết mạch liền nhất định là ngoại môn đệ tử, có rất nhiều hậu duệ ngay cả khí hải cũng không thể ngưng tụ, đã định trước cả đời chỉ là người thường. Tiêu chuẩn ngoại môn đệ tử thấp nhất phải là một võ sĩ. Mặc dù không có giác tỉnh chân linh huyết mạch, chỉ cần bản thân nỗ lực tu luyện đến cửu thiên vũ đế, cũng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Lý Vân Tiêu nói, hậu duệ chân linh huyết mạch, xác suất giác tỉnh huyết mạch bao lớn? Phi Nghê nói, ở 1/1000. Cái gì, thấp như vậy? Diệp Phàm cùng Thủy Tiên đều phi thường giật mình, mà Lý Vân Tiêu cùng Khâu Mục Kiệt lại lạnh nhạt rất nhiều. Phi Nghê nói, cái tỷ lệ này kỳ thực đã không thấp, trên thiên lĩnh có mấy ngàn vạn hậu duệ chân linh huyết mạch, cũng không thiếu phân bố ở các nơi trên thiên võ giới, mà Long Gia hiện tại, nội môn đệ tử cũng trên vạn người. Mấy ngàn vạn, như vậy quy mô thành thị trên thiên lĩnh hoàn toàn không kém thành trì cỡ chung. Diệp Phàm lần thứ hai sợ hãi than. Phi Nghê khẽ cười nói, hơn nữa cộng thêm người ngoại lai, chắc là đột phá 100 triệu, đạt tới tiêu chuẩn đại hình thành trì. Phải biết rằng thiên lĩnh cao 108.000 dặm, chính là ngọn núi cao nhất thiên vũ giới, người thường cho dù sống đến 100 tuổi, cưỡi ngựa từ chân núi bắt đầu đi lên, cả đời cũng không đến được đỉnh núi. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta thì sao, sao không trực tiếp đi Long Gia, mà lại tới thành trì kia? Mấy người còn lại cũng có nghi vấn, thoáng cái nhìn về phía Phi Nghê. Phi Nghê ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu nồng đậm nói. Thời điểm vừa tiến nhập phạm vi thiên lĩnh, ta phát hiện đã mở ra hộ sơn đại trận. Nếu không có ta quen thuộc trận này, biết phương pháp đi vòng mà nói, sợ là chúng ta căn bản vào không được. Hộ sơn đại trận. Lý Vân Tiêu nheo mắt nói. Chẳng lẽ là có chuyện phát sinh? Phi Nghê gật đầu nói. Mặc dù hộ sơn đại trận không phòng ngự công kích, chỉ mở ra như vậy, một ngày tiêu hao nguyên thạch chẳng khác nào tổng thu nhập một ngày của Long Gia, cái giá rất lớn. Nếu không có việc gấp mà nói, tuyệt sẽ không mở trận này ra. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Xem ra Vi Thanh đã tới. Chậc chậc, có trò hay để nhìn rồi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu thật là Vi Thanh mưu đoạt Long Gia, đồng thời đã tìm được nội ứng mà nói, vì để tránh cho ngoại giới quấy rầy, mở ra hộ sơn đại trận cũng không có gì lạ. Chỉ bất quá ta thấy người trong thành đều là sắc mặt an tường, không giống như là có chuyện phát sinh a. Khâu Mục Kiệt nói, ta cũng phát hiện điểm này, đó chỉ có thể nói chuyện Vi Thanh đang tiến hành, hiện nay không có thành công, cho nên toàn bộ thiên lĩnh không biết việc tông môn đổi chủ. Lý Vân Tiêu nói, như vậy xem ra, chúng ta càng phải ở trước khi Vi Thanh động thủ dập tắt phong ba, như vậy mới có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Khâu Mục Kiệt cười nói, có dễ dàng như vậy sao, thực lực và tâm trí của Vi Thanh, vượt xa thường nhân, chuyện hắn làm rất ít khi thất bại.
Mặc dù là ở Hồng Nguyệt Thành chọc ra kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng kết cục vẫn trở về trong tay hắn. Phi Nghê lo lắng nhìn xa xa, nối thẳng trên thiên lĩnh. Đột nhiên phía sau Hi Hi Nhương Nhương đi tới một đám người, trong đó có 7-8 hài tử 12-13 tuổi, ở dưới sự hướng dẫn của vài tên hộ vệ, hướng phía bên này đến. Những hài tử kia vừa nói vừa cười, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng, sau lưng bọn họ còn có một chút đại nhân đi theo, đều là một bộ vui vẻ. Trong mấy tên hộ vệ kia, có một người đột nhiên ngừng lại, xoay người quát. Được rồi, không cần đi theo nữa, toàn bộ trở về đi. Đám đại nhân theo đuôi phía sau thoáng cái thả chậm cước bộ, đều liều mạng nháy mắt với mấy tiểu hài tử, không ngừng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thực sự là đáng ghét, gia trưởng nhà ai lại đi theo, liền đem con dẫn trở lại. Một gã hộ vệ sắc mặt trầm xuống, không nhịn được quát. Đội ngũ nhất thời ngừng lại, không ai dám tiến lên. Cái này cũng khó trách bọn hắn, mắt thấy con cháu mình có hy vọng mở ra huyết mạch. Từ nay về sau một nhà có thể thăng chức rất nhanh, ai có thể không kích động đây? Một gã hộ vệ khác nói. Làm sao trước đây ta lại không gặp được loại chuyện tốt này, để mở ra huyết mạch phí rất nhiều trắc trở, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng mất. Ừ, tên hộ vệ kia nhìn tám gã hài tử này nói. Nếu thật có thể mở được huyết mạch, liền trực tiếp thu vào nội môn, phân phối đãi ngộ trong nhà sẽ khác nhau trời vực, từ nay về sau chính là nhân thượng chi nhân. Ở thiên lĩnh Long Gia, những người bình thường này hàng năm đều phải hướng tông môn cung phụng không ít tiền tài, nếu có thể sinh ra một gã ngoại môn đệ tử mà nói, căn cứ thực lực ngoại môn đệ tử cao thấp, có khả năng giảm miễn phú thuế cung phụng tương ứng. Nhưng một khi ra một gã nội môn đệ tử, không chỉ miễn toàn bộ cung phụng, hàng năm còn có thể từ Long Gia lấy đến phân phối không nhỏ, ngay cả thân phận địa vị người nhà cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, có thể nói một bước lên trời. Chớ nói lung tung. Đi nhanh lên đi. Hộ vệ thống lĩnh giận tái mặt, thét to thoáng cái. Nhất thời không còn tiếng động, vài tên hộ vệ mang theo tám tiểu hài tử tăng nhanh bước tiến. Ngạn Hoài. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp truyền vào trong tai tên hộ vệ thống lĩnh kia, cả người hắn run lên, cả kinh nói. Người nào? Thanh âm này hết sức quen thuộc, hơn nữa tràn đầy một loại uy nghiêm, trong đầu hắn nhất thời hiện ra một thân ảnh, cả người run lên, cả kinh nói. Không phải là Phi Nghê đại nhân, là ngài sao? Trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động. Hắn định nhãn nhìn phía trước, mấy người phía trước khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng, nhìn hắn nữ tử chính là Phi Nghê. Ngạn Hoài tiến lên, khom người nói. Gặp qua Phi Nghê đại nhân. Không cần đa lễ, các ngươi làm cái gì vậy? Ánh mắt Phi Nghê rơi vào trên người mấy hài tử kia, vừa rồi mấy tên hộ vệ kia nói chuyện. Nàng là nghe vào trong tai, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bẩm Phi Nghê đại nhân, mấy nhi đồng này phù hợp tiêu chuẩn mở ra huyết mạch, nên đưa vào gia tộc tiến hành mở ra huyết mạch. Ngạn Hoài thập phần cung kính nói, trong mắt chớp động thần sắc hưng phấn, trên mặt ửng đỏ. Đối mặt với vị thiếu chủ có tiền đồ nhất Long Gia này, nữ thần trong nội tâm tất cả thiếu niên Long Gia, hắn nhịn không được khẩn trương. Phi Nghê biến sắc nói, tiêu chuẩn mở ra huyết mạch. Đây là vật gì? Ngạn Hoài bị bộ dáng của nàng dọa sợ, vội nói. Phi Nghê đại nhân không biết sao. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất, có người nói hài đồng phù hợp tiêu chuẩn, chỉ cần qua 15 tuổi liền có thể kích thích tiềm năng trong huyết mạch, để cho chân linh lực khôi phục. Khâu Mục Kiệt nhíu mày, nhìn sang vài tên hài tử kia nói. Quả nhiên, lẽ nào Vi Thanh đã hoàn thiện thành quả nghiên cứu của lão phu sao? Phi Nghê kinh hãi nói. Cái nghiên cứu gì, lại là ngươi dở trò quỷ? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Cái gì gọi là ta dở trò quỷ? Thuật đạo chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ có người mới phân chia tốt xấu. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái nói. Nói rất hay, nhưng nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, để tránh gây ra phong ba, chúng ta đổi cái địa phương đi. Vừa nãy Ngạn Hoài nói ra thân phận của Phi Nghê, người bốn phía nghe được rõ ràng, tất cả đều kinh hãi không thôi. Lúc này đã vây quanh từng vòng người. Ngạn Hoài nói. Chúng ta phải chạy về Vân Phong, không bằng mấy vị đại nhân cùng đi. Phi Nghê nói. Cũng được, lên chiến xa rồi hãy nói. Ngạn Hoài đại hỉ, vội vàng phóng ra một chiếc chiến xa, phía trên thêu các loại chân linh đồ án, xảo đoạt thiên công. Mọi người thoáng cái bay vào trong chiến hạm, tám tiểu hài tử cũng bị dẫn theo,
rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang hướng đỉnh thiên lĩnh bay đi. Khâu Mục Kiệt đi thẳng tới trước mặt một tiểu hài tử, trực tiếp đưa tay ra bắt. Đứa bé kia sợ hãi, quát to một tiếng, nhưng trốn không được, đã bị Khâu Mục Kiệt nắm lên, oa oa khóc lớn. Quả nhiên là loại phương pháp kia của ta. Khâu Mục Kiệt lấy tay ở trên khí hải của tiểu hài tử kia sờ soạng vài cái, thần thức tản ra kiểm tra một lần. Phi Nghê vội la lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khâu Mục Kiệt nói. Các ngươi là qua cái kiểm tra đo lường gì để biết những tiểu quỷ này hợp cách? Ngạn Hoài thoáng cái cảnh giác, có chút khó coi nhìn Phi Nghê nói. Đây là tuyệt mật của Long Gia, thứ cho không tòng mệnh. Khâu Mục Kiệt khinh thường cười nhạo nói. Không nói cũng không sao, hơn phân nửa là dùng lân nha thạch cùng nội đan độc vật luyện chế thành thuốc bột, dùng để vẽ loạn trên thái hồ, thần đình ba huyệt, nếu hiện ra ám sắc, liền chứng minh có tư chất. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngạn Hoài hoảng hốt, mười ngón siết lại, khẩn trương không thôi, hắn đã ý thức được những người trước mắt này tuyệt không đơn giản, chỉ ít người có thể cùng Phi Nghê thiếu chủ chung một chỗ, làm sao cũng sẽ không đơn giản. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Phương pháp này chính là ta sáng tạo ra, ngươi nói ta làm sao không biết đây? A, à, Ngạn Hoài thoáng cái dại ra. Trong lòng Phi Nghê vô cùng phiền muộn nói. Chọn lựa ra đi mở huyết mạch, sẽ có tác dụng phụ không tốt gì không? Khâu Mục Kiệt nói. Chiếu trình độ mở ra, thuật pháp ta nghiên cứu được có khả năng đem huyết mạch chi lực trong cơ thể bọn họ không hạn chế tăng lên. Không hạn chế để thăng. Mọi người giật mình, có chút bối rối. Khâu Mục Kiệt nghiêm mặt nói. Các ngươi đừng thấy kỳ quái, chính là không hạn chế để thăng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhục thân của ngươi có thể chịu nổi, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa kích thích càng nhiều, tương lai tiềm năng sẽ càng nhỏ. Lý Vân Tiêu nói. Ý tứ là kích thích tiềm năng là một loại nuông chiều cho hư, tai hại vô ích. Khâu Mục Kiệt nói. Cũng không có thể nói như vậy. Có người cả đời không thể giác tỉnh huyết mạch. Mặc dù loại bí thuật này của ta sẽ tổn thương thân thể, nhưng ít ra cho bọn hắn một cơ hội. Ngạn Hoài nói. Xác thực, so với cả đời không thể giác tỉnh, bị thi triển bí thuật là một cơ hội. Khâu Mục Kiệt âm hiểm cười nói. Ta trước đã nói, thuật không có tốt xấu chi phân, chỉ có người mới có tốt xấu. Thuật mở ra huyết mạch chi lực này, chỉ cần chế ngự vừa phải, đối với Long Gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng Lão Phu cũng không phải là Lôi Phong, trước đây thời điểm nghiên cứu thuật này hoàn toàn là vì thập giai thần huyết, lọ ở trên đường bạo thể chẳng biết bao nhiêu. Lý Vân Tiêu tựa hồ nghe ra cái gì hỏi. Sau đó thì sao? Khâu Mục Kiệt nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói. Về sau ta nghĩ ra biện pháp, thời điểm không ngừng tinh luyện nồng độ huyết mạch, liền dùng một loại bí thuật khác đem nhục thân của bọn họ cường hóa, như vậy đồng bộ xuống dưới, số lượng bạo thể quả nhiên giảm đi rất nhiều. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có thể tưởng tượng dưới tình huống làm như vậy, vật thí nghiệm sẽ thống khổ biết bao. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một đạo tinh mang nói. Sau đó thì sao? Trên mặt Khâu Mục Kiệt lóe ra vẻ hưng phấn nói. Về sau cái lọ đồng bộ cường hóa này, cơ bản sẽ không tự bạo, nhưng đa số đều chịu không nổi đau đớn, tinh thần trực tiếp tan vỡ chết. Vì vậy Lão Phu lại nghĩ tới một loại biện pháp để thăng tinh thần của bọn họ. Tên điên. Tuyệt đối là tên điên. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì sao hóa thần hải muốn gạt bỏ hắn, quá điên cuồng quá tàn nhẫn. Hai mắt Khâu Mục Kiệt híp lại, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh nói. Ở dưới tình huống ta dùng bí pháp kích thích tinh thần bọn họ, vẫn có số lớn hàng mẫu tử vong, cuối cùng có một nhóm, tất cả đều hóa thành tu la. Chi? Phi Nghê hít một ngụm lãnh khí, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhìn tám tiểu hài tử ngây thơ chẳng biết, thần sắc tràn đầy nghi hoặc, nội tâm không khỏi run rẩy. Một nhóm, bao nhiêu con? Vân Tiêu thất kinh hỏi. Khâu Mục Kiệt lặng lẽ cười nói. Không cần lo lắng, chỉ là tu la mà thôi, cũng không phải là quỷ tu la trung cực thân thể. Sắc mặt của mọi người đều thập phần khó coi, Ngạn Hoài cũng hiểu ít nhiều là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được, phảng phất như không tin tưởng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Tu la thực lực làm sao? Khâu Mục Kiệt nói. Tất cả những thuật luyện thất bại này, Lão Phu gọi chung là tu la, trong đó bước vào thập giai thần huyết là quỷ tu la mà các ngươi đã gặp, vô cùng chân quý.
Còn dư lại lão phu căn cứ thực lực của bọn họ chia làm kim, ngân, đồng, thiết bốn đẳng cấp, ngoại trừ kim tu la sẽ cho các ngươi một chút phiền toái ra, ba đẳng cấp còn lại hoàn toàn chính là phế vật. Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Ngươi chẳng phải cũng là phế vật sao? Ha ha, đa tạ khen ngợi. Khâu Mục Kiệt ngược lại cười đắc ý. Phi Nghê sắc mặt băng lãnh nói. Ngạn Hoài, chung quanh chọn hài đồng như vậy đã bao lâu? Có bao nhiêu hài đồng bị chọn? Ngạn Hoài run lên, nhất thời biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng nói. Đã có 3-4 ngày, tổng cộng có 20 tiểu tổ ở các nơi chọn, đánh giá có hơn 1.000 người bị đưa lên Vân Phong. Hai gò má của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể nhịn không được run nói. Các ngươi nói ta không tin lắm, gia chủ đại nhân sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này? Phi Nghê nhìn hắn một cái, thở dài nói. Gia chủ đại nhân từ lâu vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Thành rồi. Cái gì? Ngạn Hoài cả người cự chiến, há to mồm, căn bản nói không ra lời. Mấy tên hộ vệ khác, còn có 8 tiểu hài tử gương mặt khiếp sợ, đều cho là mình nghe lầm. Ngạn Hoài rung giọng nói. Phi Nghê đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Phi Nghê nói. Đã có một đoạn thời gian, trưởng lão viện đem tin tức ngăn lại cũng đúng, nếu truyền ra mà nói, hậu quả khó có thể phỏng đoán. Sắc mặt Ngạn Hoài tái nhợt, hít một hơi thật sâu nói. Điều này sao có thể? Tông chủ đại nhân thần thông có 102 thiên hạ, thế gian này ai có thể giết hắn? Trong lòng Phi Nghê run lên. Hai vai cũng không nhịn được giật giật, tuy Long Thiên Miểu ở sau khi thực lực rơi xuống tự vận, nhưng là cùng nàng đánh một trận, chết vào thần hỏa của nàng. Phi Nghê đại nhân, mau nói cho ta biết, tông chủ là chết như thế nào. Trong đôi mắt Ngạn Hoài một mảnh đỏ bừng, trên người mơ hồ có dã tính dâng lên, nổi lên một trận bạch quang. Phi Nghê giơ tay lên nắm bả vai của hắn, cổ lực lượng kia nhất thời bị áp chế xuống, than thở. Người sớm muộn sẽ biết. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước dẫn chúng ta đi trưởng lão viện. Long gia đã lâm vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có. Ngạn Hoài nhất thời cảm thụ được một cổ lực lượng xua tan lệ khí của mình, cả người ấm áp, gật đầu nói. Vâng, Phi Nghê đại nhân yên tâm, nếu có người đối với Long gia bất lợi, ta là người thứ nhất lên chiến trường. Phi Nghê gật đầu, trên mặt tràn đầy lo lắng, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng. Nên không hé răng, lúc này mới nói. Phi Nghê tỷ tỷ yên tâm đi, có Vân Tiêu ca ca ở đây, người xấu nào còn không sợ. Phi Nghê cười cười, trên mặt dâng lên đỏ ửng. Trong lòng Ngạn Hoài lộp bộp thoáng cái, tựa hồ nhìn đến cái gì, trong ánh mắt bắn ra tàn khốc, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thụ được ánh mắt bất đồng, thầm nghĩ bản thân thực sự là vô tội, cái gì cũng không có làm còn có thể gây thù hằn. Ngạn Hoài theo dõi hắn một lúc mới nói. Phi Nghê đại nhân, như vậy 8 thiếu niên này làm sao bây giờ? Phi Nghê nói. Dẫn bọn hắn đi tới cũng là chịu chết, liền để xuống đi, để cho bọn nó đi xuống núi. Không, ta không xuống núi, ta muốn mở ra huyết mạch. Một nam đồng hô to lên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng nói. Nếu không có thể mở ra huyết mạch, ta quyết không xuống núi. Bảy hài đồng còn lại thần sắc cũng kiên nghị giống như vậy, vô luận như thế nào cũng không chịu đi, cơ hội duy nhất cải biến số mạng này, theo bọn họ so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Khâu Mục Kiệt nói, mang theo bọn nó cũng không sao, để ta xem, Vi Thanh đem thành quả nghiên cứu của ta phát triển đến trình độ nào. Hắn nhìn Phi Nghê nổi giận, đạm nhiên cười nói, yên tâm đi, ta có khả năng bảo đảm mấy người bọn nó an toàn, nếu có cần. Giúp bọn nó mở ra huyết mạch cũng không là vấn đề. Còn nữa, ta đối với việc nội bộ Long gia ngươi không hề hứng thú. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta phân chia hai đầu, Mục huynh đi chỗ thí nghiệm, tận lực giải cứu các vật thí nghiệm ra. Chúng ta trực tiếp đi trưởng lão viện, trợ giúp Phi Nghê leo lên tông chủ vị. Tông chủ. Ngạn Hoài cả kinh. Lý Vân Tiêu nói. Trước khi Long Thiên Miểu chết, đã đem tông chủ vị truyền cho Phi Nghê. Có lệnh bài làm chứng, còn có thiên hạ hào kiệt chính mắt thấy. Ngạn Hoài sau khi ngây người chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống, bái nói. Ngạn Hoài gặp qua tông chủ đại nhân. Mấy tên hộ vệ phía sau kia cùng 8 hài đồng cũng kinh hãi quỳ xuống. Phi Nghê phất ống tay áo, nhất thời có một cổ lực lượng nâng mọi người lên nói. Tông chủ vị cũng không phải truyền thừa là được,
còn cần trưởng lão viện đồng ý, không có trải qua trình tự, ta liền không phải là Long gia gia chủ. Ngạn Hoài nói, Phi Nghê đại nhân yên tâm, tông chủ đại nhân vẫn lạc, đồng thời chỉ định truyền ngôi cho ngươi, trưởng lão viện sẽ không phản đối. Huống chi toàn bộ Long gia, trong nhiều thiếu chủ, cũng chỉ có đại nhân có tư cách kế thừa nhất. Đột nhiên chiến hạm kịch liệt đong đưa, một lực lượng ngăn trở xuyên thấu mà đến, thân thể tất cả mọi người bị kiềm hãm, toàn bộ chiến hạm ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngạn Hoài cả kinh, vội vàng ra khoang thuyền. Phi Nghê biến sắc nói. Là nội trận, nghĩ không ngay cả nội trận cũng mở ra. Nàng giải thích, hộ sơn đại trận trên thiên lĩnh có hai, chia làm nội ngoại. Mọi người đi ra khoang thuyền, liền thấy mấy đạo quang mang tụ đến, rất nhanh thì đem chiến hạm vây lại. Một người cầm đầu sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói. Ngạn Hoài, trên chiến hạm là người phương nào? Sao năng lượng ba động to lớn như thế? Hắn ngước mắt lên, thoáng cái liền kinh trụ nói. Phi Nghê đại nhân. Phi Nghê nói. Chính là ta, mở nội trận, ta muốn đi vào. Khuôn mặt người nó co quắp thoáng cái, trầm giọng nói. Thứ cho không tòng mệnh. Cái gì? Phi Nghê lấy làm kinh hãi, ngay cả Ngạn Hoài cũng sợ hãi, lập tức giận dữ, quát. Sa Phi, ngươi biết là cùng ai nói chuyện không? Sa Phi ngưng thanh nói. Ta rất rõ ràng. Hắn vung tay lên. Nhất thời người bốn phía đều xông tới, nguyên lực trên người nổ lên, đồng thời tay cầm binh khí. 3. Đồng thời có một khối ngọc bài ở trong tay hắn bể nát, một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất. Ngạn Hoài cả kinh nói. Sa Phi, ngươi đang làm cái gì? Sa Phi nhìn Phi Nghê, nhàn nhạt nói. Phi Nghê đại nhân, trưởng lão viện có lệnh phong cấm 3 ngày, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Trong mắt Phi Nghê hàn quang chớp động. Lạnh lùng nói. Bất luận kẻ nào, cũng bao quát Long gia thiếu chủ. Sa Phi gật đầu nói. Bất luận kẻ nào, hơn nữa trưởng lão viện có lệnh, một khi nhìn thấy Phi Nghê thiếu chủ, cần phải chặn lại, đồng thời trước tiên thông báo lên. Ngạn Hoài cả giận nói. Trưởng lão viện làm sao có thể như vậy, các ngươi có biết? Phi Nghê phất phất tay cắt đứt hắn, chỉ là rất bình tĩnh hỏi. Là vị trưởng lão nào ra lệnh? Sa Phi tựa hồ không muốn nói, nhưng nhìn con ngươi của Phi Nghê bình tĩnh như nước, nội tâm không khỏi run lên, nói. Công Hạo Kiền trưởng lão. Là hắn. Phi Nghê thoáng cái nhíu mày. Lý Vân Tiêu nói. Làm sao? Phi Nghê nói. Vi Thanh Lượng người này có khả năng không lớn, thực lực không đủ, hơn nữa tâm trí không cao, trên hắn hẳn là có người khác. Hừ, quỷ nha đầu, dám nói lão phu như thế. Bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên, sau đó chỉ thấy một đạo quang mang từ xa đến gần, mấy người trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới hổ thể eo gấu, một thân đen kịt, chỉ có đôi cánh sau lưng là có chút quang mang. Hắn thu cánh lại, hai mắt như điện bắn thẳng đến Phi Nghê, hừ lạnh nói. Thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai bản lãnh lớn rồi. Sa Phi run lên, vội vàng tiến lên nói. Công Hạo Kiền trưởng lão. Vừa rồi là ta. Không cần giải thích. Công Hạo Kiền đưa tay ra cản lại nói. Lão phu chưa bao giờ sợ ai, ngươi không có gì sai. Dạ, đa tạ trưởng lão đại lượng. Sa Phi thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên. Ánh mắt Công Hạo Kiền từ trên thân đám người Lý Vân Tiêu lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người Khâu Mục Kiệt, hiện ra một tia ngưng trọng nói. Ngươi là người phương nào? Khâu Mục Kiệt cười nói. Nhìn ngươi thời khắc này hình thái yêu hóa, chắc là chân linh hậu duệ đi. Chậc chậc, thật đúng là rất thưa thớt, rất muốn chộp tới nghiên cứu chút. Làm càn. Công Hạo Kiền giận tím mặt, quát. Nơi này là thiên lĩnh Long gia, nếu không muốn chết liền tuân thủ quy củ của Long gia. Nga. Khâu Mục Kiệt cười nói. Cái quy củ gì? Công Hạo Kiền lạnh lùng nói. Ngoại trừ Phi Nghê, người còn lại toàn bộ lui ra. Trong 3 ngày thứ cho không tiếp khách. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói. Thế nào, Phi Nghê phải lưu lại. Công Hạo Kiền cười lạnh nói. Hiện tại Phi Nghê là tội phạm mà Long gia phát lệnh truy nã, đương nhiên phải lưu lại. Phi Nghê cả giận nói. Công Hạo Kiền trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Ngạn Hoài cũng kinh hãi nói. Tại sao có thể có loại sự tình này? Sao ta chưa từng nghe qua? Công Hạo Kiền cười nhạo nói. Không có ý gì,
trước đó không lâu trưởng lão viện vừa phát lệnh truy nã ngươi, chỉ là còn chưa công bố mà thôi, ngươi theo ta lên Vân Phong đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ai nha, nếu đã phát lệnh truy nã, Phi Nghê ngươi cũng đừng đi trở về, hơn phân nửa không có chuyện tốt, chúng ta cùng nhau đi thôi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Sắc mặt Công Hạo Kiền phát lạnh, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, trực tiếp bắt tới. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt chợt lui, tránh thoát một kích kia, kỳ quái nói. Không phải mới vừa nói để cho chúng ta đi sao? Công Hạo Kiền cười gằn nói. Ta nói là vị bằng hữu kia, tự tiện xông vào Thiên Lĩnh Vân Phong, há còn có thể đi? Lý Vân Tiêu nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Công Hạo Kiền lạnh lùng nói. Đơn giản, nhận ba chiêu của bổn tọa, còn tính mệnh mà nói có thể ly khai. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Ba chiêu, không bằng như vậy đi, ngươi tiếp ta một chiêu, nếu có thể tiếp được mà nói, để chúng ta đi qua làm sao? Làm càn. Công Hạo Kiền giận không kiềm được. Ngươi chỉ là cửu tinh sơ giai vũ đế, lại dám ở trước mặt lão phu nói mạnh miệng. Lý Vân Tiêu thấy hắn lại muốn xông lên, lần thứ hai lui người ra mười mấy trượng, nói. Ngươi đã tin tưởng như vậy, vậy không bằng ước hẹn một chiêu, nếu ngươi có thể kháng trụ, ta liền thúc thủ chịu trói. Không chỉ có ta, bọn họ cũng đồng thời cho ngươi giam giữ mang đi, làm sao? Công Hạo Kiền ngẩn ra, thấy hắn không giống như là đùa giỡn, hoài nghi nói. Là thật, Lý Vân Tiêu cười nói. Tự nhiên, Phi Nghê nói. Lời của hắn liền đại biểu ta. Diệp Phàm cùng Thủy Tiên cũng trước sau kêu lên. Đồng dạng đại biểu ta. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng lời của hắn không có nghĩa là ta, nhưng nếu ngươi có thể tiếp được hắn một chiêu mà nói, lão phu xoay người rời đi. Ngạn Hoài cùng bọn người Sa Phi kinh hãi không thôi, có chút khó mà tin được nhìn Lý Vân Tiêu, không rõ ra sao. Nhiều người lại tin tưởng hắn như vậy. Nếu người còn lại không rõ Công Hạo Kiền lợi hại, chí ít Phi Nghê đại nhân cũng rõ ràng thực lực của Công Hạo Kiền trưởng lão A, vì sao còn đồng ý. Được. Công Hạo Kiền nhìn không được cười to nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thảo nào Phi Nghê cũng lớn lối ương ngạnh như thế, quả nhiên là vật họp theo loài. Ngày hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Tốt tốt, vậy đại nhân hảo hảo dạy ta làm người như thế nào một chút đi, ta muốn xuất thủ, ngài cẩn thận a. Một đạo ngũ sắc quang mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đầu xuất thiên phong chậm rãi hiện lên. Trong lòng Công Hạo Kiền cả kinh, tuy rằng cảm nhận được ngọn núi kia có chút bất phàm. Nhưng nội tâm hắn còn có tự tin, làm sao cũng không có khả năng một chiêu cũng không tiếp nổi, dù sao tu vi của đối phương còn ở đó. Bọn người Khâu Mục Kiệt chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, thầm nghĩ tiểu tử này thật độc a, vừa ra tay liền là huyền khí này, coi như là siêu phàm nhập thánh cũng không dám đón. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân đừng lo, huyền khí này của ta chính là loại hình trọng lực, chẳng biết có mấy vạn cân, mặc dù là cửu tinh vũ đế đỉnh phong cũng chưa chắc tiếp được. Công Hạo Kiền cười lạnh nói. Bổn tọa cách cửu tinh vũ đế đỉnh phong cũng chỉ là một bước, huyền khí kia còn không làm khó được ta. Hắn nhìn đâu xuất thiên phong từ từ bay tới, trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể yêu hóa lên. Thân thể lớn gấp đôi, mặt trước lồi lên, trên thân thể đen kịt đều là cơ bắp, hét lớn một tiếng liền kết ấn, mạnh mẽ vỗ tới đâu xuất thiên phong. Đồng thời trong miệng hắn phun ra một đạo phù văn, trực tiếp hóa thành âm ba khuếch tán. Đột nhiên đầu xuất thiên phong trầm xuống, toàn bộ bầu trời thoáng cái áp xúc lên, không ngừng chen xuống dưới. Ấn lực của Công Hạo Kiền nhất trong khoảnh khắc tan rã, song âm lực cũng triệt để mai một. Cái gì? Công Hạo Kiền đầu óc phát mộng, một kích toàn lực của mình như bọ ngựa đấu xe, đá chìm đáy biển, một điểm bọt nước cũng không có, điều này sao có thể? Nhưng hắn không có mộng bao lâu, bởi vì đâu xuất thiên phong trực tiếp rơi xuống, va chạm vào thân thể hắn, bị ánh sáng ngũ sắc nghiền ép phấn thân toái cốt, hóa thành vô số thịt nát tản ra. Tất cả người Long ra mắt choáng váng, há to mồm, triệt để bối rối. Trên bầu trời ngoại trừ đâu xuất thiên phong lượn vòng ra, thì không có bất kỳ thanh âm gì nữa, liếc nhìn lại, tất cả người Long ra đều hóa đá tại chỗ. Trong cổ họng Ngạn Hoài phát ra vài thanh âm, liều mạng lấy tay dụi mắt, còn thỉnh thoảng cố sức lay đầu. Ảo giác,
nhất định là ảo giác. Hắn không ngừng ám chỉ bản thân, hai người quyết đấu làm sao cũng sẽ kinh thiên động địa, bầu trời nghiền nát mới đúng. Làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động như vậy, Công Hạo Kiền trưởng lão ngay cả hừ một tiếng cũng không liền triệt để tan thành khói bụi. Ngạn Hoài, đi thôi. Phi Nghê lạnh nhạt nói. Phàm có người cản ta, giết bất luận tội. Ngạn Hoài cả người cơ linh, Phi Nghê nói để cho hắn thoáng thanh tỉnh một chút, ý thức được vừa rồi cũng không phải là ảo giác. A, à, vừa. Sa Phi cũng thoáng cái giật mình tỉnh lại, khuôn mặt trong nháy mắt gấp khúc, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu chảy xuống, tựa như trời mưa. Ngạn Hoài vội vàng thúc đẩy chiến hạm. Sa Phi vội la lên. Các ngươi không thể. Còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu quay đầu đến, lập tức sợ đến ngậm miệng, trong nháy mắt lui sang một bên. Siêu. Chiến hạm hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp tiêu thất ở trên sơn đảo. Sa Phi đại nhân, làm sao bây giờ? Một võ giả cũng đầu đầy mồ hôi lạnh hỏi. Làm sao bây giờ? Sa Phi tự lầm bầm thoáng cái, nhìn chiến hạm tiêu thất phía trước mới giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên nói. Nhanh thông chi trưởng lão viện. Chiến hạm ở trên sơn đảo không ngừng chạy như bay, đã xuyên qua đám mây, đỉnh núi dần dần triển lộ ở trước mắt. Oa, thật xinh đẹp. Thủy Tiên không có tim không có phổi vỗ tay tán thưởng. Vô số đại thụ che trời, tịnh diệp xanh biếc, như là nhiều cây đại nấm nở rộ ở trên vân phong, từng cung điện to lớn tọa lạc xa xa, như là tiên cảnh. Phi Nghê nói. Ngạn Hoài, người mang theo Mục Kiệt đại nhân đi chỗ thí nghiệm. Phu quân, Thủy Tiên muội muội, Diệp Phàm, các ngươi theo ta đi trưởng lão viện. A, à, phu. Ngạn Hoài thoáng cái há to mồm, so với lúc trước gặp Công Hạo Kiền bị miểu sát còn khiếp sợ hơn. Lý Vân Tiêu cũng lười giải thích, bốn người thoáng cái từ trong chiến hạm bay ra, dưới sự hướng dẫn dắt của Phi Nghê, hướng Vân Phong bay nhanh đi. Lý Vân Tiêu nói, Diệp Phàm, Thủy Tiên, Long gia trưởng lão viện thập phần hung hiểm, các ngươi về giới thần bia trước đi. Cũng không đợi hai người đồng ý, mi tâm có một đạo quang mang chớp động, trực tiếp thu bọn họ vào. Phi Nghê cười khổ nói. Xem ra phu quân đã làm tốt chuẩn bị đại chiến. Lý Vân Tiêu cười nói. Không muốn chiến cũng không được, chúng ta đã bị bao vây. Cái gì? Phi Nghê cả kinh, đem thần thức tản ra, bốn phía trống rỗng không có một người, nàng cả kinh nói. Chẳng lẽ là Hoa Thanh? Không gian thoáng cái hoảng hốt, địa phương cách hai người mười mấy trượng, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều mặc phục sức màu bạc trắng. Phía trên buộc vòng quanh trận pháp, tựa hồ có khả năng che giấu khí tức. Chỉ có một người mặc trường bào, tay trái nắm một thanh đại kiếm. Phi Nghê nói, quả nhiên là Hoa Thanh, người cũng muốn chóc nã ta sao? Người nọ từ khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nên đưa mắt quay lại nói. Phi Nghê thiếu chủ, thúc thủ chịu trói, theo ta đi trưởng lão viện. Phi Nghê cười lạnh nói, vậy thì tốt. Không cần Hoa Thanh ngươi phiền toái, ta đang muốn đi trưởng lão viện đây. Hoa Thanh nói, để cho ta ở trên người hai ngươi bày phong ấn, khóa lại nguyên lực, liền có thể đi. Phi Nghê nói, ngươi cũng xem ta là tội phạm truy nã, ta liền không có gì đáng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta tạm thời không muốn giết ngươi, tránh ra. Hoa Thanh nói, Phi Nghê thiếu chủ quả nhiên thiên phú cực cao, ly khai Long gia ngắn ngủi mấy tháng. Hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi của ngươi, sợ đã là cửu tinh vũ đế. Phi Nghê nói, biết liền tránh ra, hiện tại Long gia đang ở sát biên giới sinh tử tồn vong, tuy rằng ngươi vẫn luôn làm ta chán ghét, nhưng rất chính trực, ta không muốn giết ngươi. Hoa Thanh nhướng mày nói, sinh tử tồn vong, lời này thật làm ta sợ muốn chết, là chính ngươi ở vào ranh giới sinh tử tồn vong đi. Cấu kết Lý Vân Tiêu, mưu hại tông chủ đại nhân. Cái tội nghiệt này cho dù chết một vạn lần cũng không đủ. Ánh mắt của hắn nhíu lại, thoáng cái gỡ xuống đại kiếm trên vai, không nói hai lời liền chém tới Phi Nghê. Hoa Thanh ta tuyệt không cho phép kẻ phản bội như vậy tới gần trưởng lão viện. Một đạo hồng mang phi tập đến, giống như thải hồng lăng không. Những ngân y võ giả kia cũng súng lại, đi về phía trước một bước, liền tiêu thất ở trên bầu trời. Ngốc tử! Phi Nghê tức giận mắng một tiếng. Thả người nhảy ra, không muốn đáng phong mang. Đột nhiên từ bốn phía truyền đến khí tức nguy hiểm, những ngân y võ giả kia trực tiếp ẩn nấp trên không trung công kích, mặc dù không hiện hình,
nhưng truyền đến nguyên lực ba động. Phi Nghê bấm niệm thần chú, nhất thời một vòng hỏa diễm nhiễu ở bên cạnh, ầm ầm tản ra. Phanh, phanh, phanh. Truyền đến vài tiếng bạo tạc cùng tiếng kêu thảm thiết, 7-8 gã ngân y trực tiếp từ trong không trung hiện hình, cả người là hỏa, kêu to không ngớt. Hoa Thanh cả kinh, vội vàng nâng kiếm vọt tới, đại kiếm chém ngang mà đến. Ánh mắt Phi Nghê trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Lần này trước khi ly khai long ra, thực lực của ta cùng ngươi sàn sàn nhau, nhưng ta thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, chung quy không địch lại ngươi, nhưng bây giờ. Vù vù. Đại kiếm quét ngang, trực tiếp từ trên người nàng chém qua, nhưng giống như chém phải không khí, hoàn toàn không thể tổn thương. Cái gì? Đồng tử của Hoa Thanh co lại, trong mắt cơ hồ muốn rớt xuống. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, cả người từ lâu bay lên không, tay trái ở trên kiếm bản nhấn một cái. Nhưng bây giờ đã là trời đất cách biệt. Nàng thoáng cái liền lấn người tới, hai tay nhẹ nhàng đánh ra. Phanh! Hoa Thanh hoảng hốt, một trường kia hắn vậy mà vô pháp tránh né, chỉ nghe thấy trong cơ thể mình vô số đầu khớp xương rắc rắc, liền bị chấn bay ra ngoài. Cách đó không xa, Lý Vân Tiêu Thủy Chung mỉm cười, trực tiếp hướng trong hư không chảo một cái, ba, liền lôi ra một gã ngân y võ giả, trực tiếp đánh bay. Ba, lại là tên thứ hai bị kéo ra, lần thứ hai một quyền đánh bay. Tên thứ ba, tên thứ tư. Tổng cộng 7 người toàn bộ bị một quyền đánh bay, hắn vỗ tay một cái, hướng Phi Nghê mỉm cười. Phi Nghê cũng miễn cưỡng cười, nhưng làm sao cũng không vui nói. Hoa Thanh là long gia hộ vệ thống lĩnh, ngay cả hắn cũng coi ta là tội phạm, đồng thời bảo ta hại chết tông chủ, xem ra chuyến này nguy hiểm so với ta nghĩ lớn hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu đạm nhiên cười nói. Xấu nhất là cùng toàn bộ long gia là địch mà thôi, thất đại thế lực chúng ta cũng không phải không đánh qua, từ Hồng Nguyệt Thành đến Phệ Hồn Tông, sợ qua người nào. Trong lòng Phi Nghê ấm áp, nụ cười trên mặt nhất thời khá hơn, cười duyên nói. Ta chỉ biết phu quân của ta là một cái thế anh hùng, tất sẽ trở thành đệ nhất cường giả dưới bầu trời này. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, đi trưởng lão viện trước đi. Hắn không muốn lại quấn quýt loại sự tình này, bằng không rất lúng túng. Hi hi. Phía sau truyền đến tiếng cười của Phi Nghê, tựa hồ khôi phục tâm tình vui sướng, hai người nhất thời bay tới một cung điện. Không được, việc này ta tuyệt không đồng ý. Trong cung điện truyền đến tiếng cãi và kịch liệt. Một lão giả áo bào trắng quát. Tông chủ vị cho tới bây giờ đều là từ trong thiếu chủ tuyển ra kế thừa, lúc nào trưởng lão cũng có tư cách kế nhiệm. Quy định long gia mấy vạn năm tới nay há có thể phế. Ở dưới đại điện, ngồi một loạt cường giả niên kỷ trẻ, chính là 7 tên thiếu chủ của long gia, trên mặt mỗi người đều âm trầm, kỳ quỷ cũng thư sướng cũng ngồi ở trong đó, chỉ là khóe miệng cười nhạt. Sư Khang Thừa, người kích động cái gì? Dịch Hồng Minh vỗ bàn một cái liền đứng lên, hướng về mấy tên trưởng lão khác giải thích. Ta như vậy chẳng phải cũng vì long gia suy nghĩ sao, nên tạm giữ chức tông chủ, chờ thế cục bình ổn liền chọn một vị thiếu chủ thượng vị. Nếu không phải Long Thiên Miểu vẫn lạc xảy ra đột nhiên, ta thư thư phục phục làm trưởng lão không tốt sao, tội gì đến nhận trách nhiệm này? Sư Khang Thừa cười lạnh nói. Nếu ngươi không muốn nhận có khả năng không nhận, huống chi trưởng lão viện cũng không có ý định cho ngươi nhận, kích động loạn là ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Dịch Hồng Minh trầm xuống, lạnh giọng nói. Long Thiên Miểu bị Phi Nghê hại chết, mà ngươi luôn thiên vị quỷ nha đầu kia. Hiện tại Long gia ở thời khắc nguy hiểm, ngươi lại ra đây tranh cãi, có tâm tư bất chính, phải là ngươi a? Hảo một cái ngậm máu phun người. Sư Khang Thừa cũng nổi giận, chỉ vào hắn quát to. Trước khi tông chủ đại nhân bỏ mạng, đã đem vị trí truyền cho Phi Nghê, việc cấp bách hẳn là tìm Phi Nghê trở về, đồng thời đồng tâm hiệp lực phụ trợ nàng, cùng Long gia qua cửa ải khó khăn. Việc đơn giản như vậy, nhưng ngươi ở lúc này phong tỏa Vân Phong, là có ý gì? Dịch Hồng Minh cười to nói. Ha ha, truyền ngôi cho Phi Nghê. Xem ra ngươi quả nhiên là chủ sử sau màn. Long Thiên Miểu bị Phi Nghê làm hại, ngươi lại còn nghĩ truyền ngôi cho nàng. Phi Nghê bây giờ là tử địch của Long gia, hôm qua trưởng lão viện đã họp, hủy bỏ thân phận thiếu chủ của nàng, thiên hạ tập nã. Sư Khang Thừa tức giận nói. Cái gì? Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn vài tên trưởng lão còn lại, đều vội vàng quay đầu đi. Không dám đối diện ánh mắt của hắn. Các ngươi, hảo, hảo,
nguyên lai tất cả đều bị Dịch Hồng Minh thu mua. Hắn giận không kiềm được, ngực không ngừng phập phồng, râu tóc loạn chiến. Lô Nguyên trưởng lão, ngay cả ngươi cũng cùng bọn họ sao, trong tất cả trưởng lão, lão phu kính trọng nhất là ngươi a. Một gã lão giả bận tử bào mặt mang vẻ xấu hổ, nặng nề thở dài nói. Khang thừa, tông chủ đại nhân bất hạnh vẫn lạc, hiện tại Long gia cần nhất chính là một lòng đoàn kết, cùng nhau vượt qua phong ba. Sư Khang thừa cười lạnh nói. Một lòng đoàn kết, Dịch Hồng Minh cấu kết người chấp chính thánh vực, vô sỉ đoạt quyền, nhân thần cộng phẫn. Người nghĩ toàn bộ Long gia sẽ có mấy người đoàn kết ở bên cạnh hắn. Bất quá là dựa vào hậu trường thánh vực, cáo mượn oai hùm mà thôi. Phi Thanh vẫn ngồi trên ghế chưa từng hé răng biến sắc, trong mắt bắn ra một chút hàn mang, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống. Dịch Hồng Minh cười lạnh nói. Sư Khang thừa, cơm có khả năng ăn bậy, nhưng không có thể nói lung tung. Lúc này đây ta tha thứ ngươi già hồ đồ, nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền đừng trách ta dùng quyền lợi của đại tông chủ đem ngươi phế đi. Đại tông chủ, ha ha, ngươi thật đúng coi mình là đại nhân vật. Ánh mắt Sư Khang thừa phát lạnh, trong mắt lóe lên châm chọc nói. Cùng lắm thì không làm trưởng lão này, thiên hạ này lão phu muốn đi đâu chẳng được. Phế ta, ngươi có tư cách này sao? Dịch Hồng Minh cười gằn nói. Bổn tọa khoan hồng độ lượng, tuy rằng qua nhiều năm như vậy cũng không có vì Long gia làm chuyện gì, ngược lại lãng phí đại lượng tài nguyên, nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ, bản tâm cũng không xấu, nên muốn cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng trăm triệu lần nghĩ không ra ngươi lại giáp tâm hại người, không biết phân biệt, đi tìm chết cho ta. Hắn thoáng cái bay lên trời, song trưởng mở ra, bay thẳng đến Sư Khang thừa. Trên không đại điện hiện ra một cự trảo hồng sắc, lăng không cháo xuống, tất cả mọi người trong điện sắc mặt phát lạnh, cảm thụ được lệ khí cuồn cuộn đẩy ra. Toàn bộ không gian một trận hoảng hốt. Bảy tên thiếu chủ sắc mặt càng đại biến, thoáng cái từ chỗ ngồi bay ngược. Phân biệt rơi vào hai bên đại điện, vận chuyển công pháp chống đối. Dám ở trong Long điện động thủ, Dịch Hồng Minh ngươi rất càn rỡ. Sư Khang thừa giận dữ, hắn không dám mạo muội xuất thủ, bằng không hai người đụng nhau một chiêu mà nói, toàn bộ Long điện đều sẽ hủy, chỉ có thể xoay người hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy ra phía ngoài. Sát ý trong mắt Phi Thanh tăng mạnh nói. Việc Long gia ta là ngoại nhân không nên nhúng tay, nhưng bây giờ thiên hạ dung chuyển bất an. Ta lại được Dịch Hồng Minh trưởng lão mời đến đây tỏa chấn, để tránh cho tình thế ác tính mở rộng, lúc này bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ một lần. Tất cả mọi người hơi biến sắc, để cho ngoại nhân nhúng tay việc Long gia, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng tình thế bây giờ, ai cũng không dám đứng ra làm chim đầu đàn, chỉ có thể trong mắt lóe lên giận dữ, cũng không dám nhiều lời. Phi Thanh vỗ quả đấm, một đạo kim quang từ ống tay áo của hắn bay ra. Trong nháy mắt lăng không triển khai, tam sơn ngũ nhạc, một mảnh non sông. Sư Khang thừa biến thành độn quang nhất thời bị kiềm hãm, hiện ra chân thân, kinh hãi nhìn trời cao, hỏa quyển trông rất sống động, linh khí trùng thiên, đem lực lượng của hắn áp chế. Phanh! Lợi chảo của Dịch Hồng Minh hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên người hắn, nổ nát hộ thể đế khí, chấn vào trong cơ thể. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Sư Khang thừa như là diều đứt dây chấn bay ra ngoài. Hắc, hồ đồ ngu xuẩn, không thức thời vụ, chết. Dịch Hồng Minh cười một tiếng, không đợi thân thể rơi xuống đất, trực tiếp lăng không một bước vào tới, ngũ chỉ thành chộp, năm đạo lệ mang từ đầu ngón tay bắn ra, phát sinh thanh minh chói tai, muốn lấy tính mệnh đối phương. Lô Nguyên kinh hãi, tức giận nói. Dịch Hồng Minh, dừng tay. Vài tên trưởng lão khác cũng đứng thẳng lên. Đều không ức chế được phẫn nộ. Phi Thanh ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Mấy vị trưởng lão bình tĩnh, Dịch Hồng Minh đại nhân cũng chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi, giữ lại con sâu làm dầu nồi canh, thủy chung là mối họa. Mấy vị trưởng lão đều giận mà không dám nói gì, ngày hôm qua bí mật mở trưởng lão hội cũng đã đem bọn họ trấn áp lại, những hộ pháp cùng thiếu chủ chung quanh, đều khiếp sợ không thôi, tuy rằng không rõ tình huống cụ thể lắm. Nhưng đều hiểu được Dịch Hồng Minh sẽ giành lấy ra chủ vị. Suy, ngay khi Sư Khang thừa mắt thấy bị chém giết, đột nhiên một đạo kiếm khí lăng liệt ngang trời mà đến. Phanh, năm đạo lệ mang thoáng cái bị chém hết. Cái gì, là ai? Dịch Hồng Minh tức giận không ngớt, lại có người dám quản việc của hắn. Thiết, nhất tiếng cười khinh thường châm chọc vang lên, đáp lại hắn là một đạo hàn quang,
kiếm khí lóe ra, trong nháy mắt tập tới, hàn ý thấu người. Chi, cái gì? Dịch Hồng Minh cả kinh, kiếm phong sắc bén, cho hắn một loại cảm giác không dám chống lại, vội vàng thả người trở ra. Không gian ở bốn phía thân thể hắn không ngừng xoay, muốn mượn tiềm thuật tách ra. Nhưng kiếm mang kia sáng sủa như nước, sáng bóng trong suốt, rồi lại bá đạo vô cùng, trực tiếp chém toái không gian, triệt để tập trung Dịch Hồng Minh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Là kiếm quyết, cẩn thận. Phi Thanh đột nhiên trầm giọng quát, đánh ra một chưởng. Không gian trong sát na liền tầng tầng đè ép, trưởng phong không phải là phách về phía kiếm mang, mà là phách về phía Dịch Hồng Minh. Thân thể của hắn ở dưới một trưởng kia trong nháy mắt gấp khúc, xương cốt toàn thân phát sinh âm hưởng ca ca, sau đó cả người phanh một tiếng bị đạn bắn ra. Suy, một kiếm kia dán lấy lồng ngực của hắn chém qua, như giang hà đảo ngược, làm cho người có một loại cảm giác thông thấu thanh lương, toàn bộ quỹ đạo của kiếm kết xuất một tầng băng nhũ. Phanh, trên vách tường đại điện bị đâm phá một cái động lớn, tia sáng chiếu vào. Là ai, người nào dám đánh lén ta? Khuôn mặt của Dịch Hồng Minh thoáng cái trắng bệch, bản thân chính là thời điểm tạo uy vọng, nhưng lại bị người vẽ mặt, để cho hắn thẹn quá thành giận. Một kiếm kia thật sự là có chút trở tay không kịp, bằng không sẽ không đến mức chật vật như vậy. Sắc mặt của Vi Thanh rét lạnh xuống, trong tròng mắt chớp động sát khí, nhìn chằm chằm đại điện chậm rãi tới hai đạo thân ảnh, lạnh giọng nói. Cổ Phi Dương kiếm quyết, Lý Vân Tiêu. Người trong điện đều đại biến, cũng có một chút trưởng lão hộ pháp, cho tới bây giờ chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, trên mặt lộ ra thần sắc mê hoặc. Chậc chậc, Vi Thanh đại nhân lại ở Thiên Lĩnh Long Gia, can thiệp vào các trưởng lão hội nghị chứ. Lý Vân Tiêu vài bước liền đi đến, khóe miệng hàm chứa tiêu ý. Những lời này để cho tất cả người Long Gia đều xấu hổ cùng giận dữ, trợn mắt nhìn nhau. Sau đó Phi Nghê cũng nhảy đến, đỡ lấy sư Khang Thừa bị thương, ân cần nói. Khang Thừa trưởng lão, người có khỏe không? Phi Nghê, mấy tiếng kinh hô vang lên, chỉ là ẩn chứa tâm tình hoàn toàn khác nhau. Sư Khang Thừa cũng kinh hãi, sau đó khẩn trương nói. Đi mau, những người này đều bị Vi Thanh cùng Dịch Hồng Minh thu mua, bọn họ không dung ngươi. Phi Nghê cau mày lại, tuy rằng nghĩ tới tình thế sẽ không xong, nhưng nghĩ không ra nát đến trình độ như vậy, công nhiên đánh chết một gã trưởng lão, không người dám phản kháng. Trong mắt Dịch Hồng Minh lóe lên tinh mang, cười gần nói. Nguyên lai là tên phản đồ ngươi, quả nhiên rất tốt, bớt đi rất phiền phức của lão phu. Sắc mặt Phi Thanh băng hàn, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói. Ta nên gọi ngươi là Cổ Phi Dương hay là Lý Vân Tiêu đây? Lời vừa nói ra, người người khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cười nói. Tùy ngươi, chỉ cần đại nhân vui vẻ là được rồi. Bằng không đại nhân không vui liền muốn giết người, ta ăn không tiêu đâu. Phi Thanh nói. Lý Vân Tiêu, ta không cùng ngươi nói nhiều, ngươi là vũ đế do thánh vực phong hào. Mong người có thể theo ta quay về thánh vực một chuyến. Quay về thánh vực, Lý Vân Tiêu cau mày lại nói. Đây là ý của Vi Thanh đại nhân hay là thánh vực? Vi Thanh nói. Tự nhiên là ý tứ của thánh vực, cũng là ý tứ của cá nhân ta. Nga, Lý Vân Tiêu cười nói. Vừa vào thánh vực, ta còn có thể đi ra không? Vi Thanh cau mày lại nói. Đương nhiên, quay lại là quyền tự do của ngươi. Tự do. Nếu ta không đi thì sao? Lý Vân Tiêu nói. Vi Thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi không đi, đó là cãi lệnh thánh vực, người trái lệnh liền không có tự do. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, lời này cũng quá bá đạo đi, nói trắng ra chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Vi Thanh nói tiếp. Ngươi là phong hào vũ đế, thánh vực tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đáng tiếc nha. Phong hào vũ đế Cổ Phi Dương đã chết, tại hạ chỉ là thiên thủy quốc Lý gia công tử Lý Vân Tiêu, tên phong hào không đảm đương nổi. Phi Thanh đồng tử hơi co lại, tinh mang chớp động nói. Hôm nay Lý Vân Tiêu, tương lai thành tựu tất không kém Cổ Phi Dương, người hà tất khiêm tốn. Về phần việc phong hào, thánh vực đã có sắp xếp, sau đó không lâu sẽ lần thứ hai mở ra phong vân bảng. Lấy khả năng của Lý Vân Tiêu ngươi, lên phong vân bảng là chuyện bình thường. Cái gì, phong vân bảng mở ra lần nữa? Trong Long Gia đại điện, mọi người đều dị thường chấn động, không ít người trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ cái tên đó tràn ngập ma lực.
Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt một chút, cổ quái nói. Còn thiết lập tới nghiện à? Lúc trước bản thiếu cũng chỉ là thích mới mẻ mà thôi, hiện tại đã thành cơm thừa, còn có ai đi ăn? Phi Thanh nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, từng thời đại tổng cần phải có chút tinh thần sáng chói, mặc dù toàn là người mới tham gia cũng tốt. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Toàn bộ là người mới, cái này sợ không phù hợp ước nguyện ban đầu của Thánh Vực đi. Phi Thanh nói. Thời đại cần không ngừng đẩy mạnh, Thánh Vực đứng đầu thiên hạ, tự nhiên có trách nhiệm này. Vân Thiếu người có thiên mệnh trong người, cơ duyên cao khiến người đỏ mắt, hẳn nên phối hợp Thánh Vực hành sự, mới không cô phụ thời đại này. Ý của Vi Thanh đại nhân là không phối hợp Thánh Vực chính là cô phụ thời đại. Phụ thời đại, có thể bị giết hay không? Ta rất sợ a. Lý Vân Tiêu làm như rất sợ hãi. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, tiểu tử này thân là phá quân vũ đế chuyển thế, cũng quá không chú ý hình tượng đi. Sắc mặt Phi Thanh rét lạnh xuống nói. Nói không chừng a. Dịch Hồng Minh từ lâu không nhịn được kêu lên. Phi Thanh đại nhân, tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, lại cùng kẻ phản bội Long Gia Phi Nghê cấu kết, lấy cái nhìn của ta, không bằng đồng thời giết. Nếu lưu lại hữu dụng, vậy trước tiên phế bỏ. Câm miệng. Lý Vân Tiêu quát. Ta đang cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, đâu có phần của ngươi. Phi Thanh đại nhân, ngươi nuôi con chó này thật không hiểu quy củ a. Ngươi, ngươi. Dịch Hồng Minh tức đến cả người đỏ bừng, nguyên lực cuồng bạo bộc phát ra, hoàn toàn khó có thể khống chế. Phi Thanh cau mày nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự không muốn theo ta quay về Thánh Vực sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thánh Vực ta sẽ trở về, nhưng không phải theo ngươi, mà là thời điểm bản thiếu vui vẻ sẽ đi trở về. Phi Thanh nói. Vậy khi nào ngươi mới vui vẻ? Lý Vân Tiêu ngoáy lỗ tai nói. Cái này khó nói, bất quá ngươi nuôi con chó này luôn trừng mắt xem ta, ta rất khó hài lòng a. Oa a a, chết. Dịch Hồng Minh lại khắc chế không nổi, hét lớn một tiếng, thân thể liền bành trướng, sau đó vỗ một trường, một trận gió mạnh điên cuồng oanh kích xuống. Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt bị sốc lên, lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, tất cả cột trụ vào giờ khắc này toàn bộ nổ lên. Ùm ùm. Đại điện trong nháy mắt sụp đổ. Bụi khói cuồn cuộn. Dịch Hồng Minh, ngươi dám phá hủy Long Điện. Trong hỗn loạn truyền đến tiếng phẫn nộ của mọi người. Long Điện chính là Long Gia Chính Điện, tọa lạc ở chỗ cao nhất Thiên Lĩnh Vân Phong, chính là tượng trưng cho quyền lực chí cao. Dịch Hồng Minh đã triệt để nổi điên, đâu còn quản nhiều, trực tiếp khóa khí tức của Lý Vân Tiêu, trưởng trưởng oanh kích xuống, toàn bộ Vân Phong một mảnh cát bụi, đại điện trong nháy mắt hóa thành phế tích. Sư Khang Thừa tức giận nói. Dịch Hồng Minh, ngươi là Long Gia tội nhân, chư vị trưởng lão, nếu không ngăn hắn lại mà nói, Long Gia sẽ hoàn toàn bị Vi Thanh nắm trong tay, rơi vào vạn kiếp bất phục. Lời nói rất khó nghe a. Vi Thanh nhìn qua. Sư Khang Thừa chỉ cảm thấy một đạo hàn ý tập trung, lập tức có cảm giác nguy hiểm phủ xuống. Đột nhiên một đạo hồng quang hạ xuống, bọc hắn lại quát. Cẩn thận! Chỉ thấy không gian nhiều hơn vài đạo hỏa diễm, từng cái nổ lên. Phi Nghê đã kéo Sư Khang Thừa ra ngoài. Sư Khang Thừa thoáng cái vừa mừng vừa sợ nói. Phi Nghê, thực lực của ngươi. Phi Nghê cảnh giác nhìn chằm chằm Vi Thanh, rồi mới lên tiếng. Ta đã xưa đâu bằng nay, Khang đại nhân cẩn thận. Sư Khang Thừa vui vẻ nói. Thảo nào trước khi tông chủ đại nhân Lâm Trung sẽ đem vị trí truyền cho ngươi. Hắn lớn tiếng nói. Chư vị, các ngươi vẫn chưa tỉnh sao? Phi Nghê được tông chủ đại nhân khâm định nối nghiệp, mà Dịch Hồng Minh bất quá là cấu kết ngoại nhân muốn mưu đoạt tông chủ vị, nếu để cho hắn được như ý, Long Gia tất rơi vào hoàn cảnh cực độ nguy hiểm. Một gã trưởng lão nhíu mày nói, tông chủ đại nhân ở dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể đem vị trí truyền cho Phi Nghê a. Đừng quên tông chủ là chết như thế nào, thiên hạ cường giả đều sở kiến, hại chết tông chủ đại nhân chính là Phi Nghê. Sai rồi. Phi Nghê không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Hại chết tông chủ đại nhân không phải là ta, mà là Vi Thanh. Tông chủ đại nhân chính là phó ước cùng hắn, nên vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Thành. Trong tay nàng lóe lên bạch quang, một cái lệnh bài màu bạc giơ lên thật cao, mặt trên khắc chân Long Thiên Phượng, từ từ bằng sinh, quát. Long gia lệnh ở đây, ai dám không theo? Mọi người giật mình, Long gia tông chủ lệnh,
chưa từng có người cãi lời qua, chỉ là lúc này. Tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, chẳng biết như thế nào cho phải. Quả nhiên là tông chủ lệnh, cũng là thời điểm quay về qua Long gia. Phi Thanh lạnh nhạt nói. Chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi nhìn lệnh bài kia rơi vào trong tay người phản bội sao, nếu Long gia không người dám lấy về mà nói, vậy hãy để cho ta làm đi. Chỉ bất quá sau khi ta cầm lại, chưa chắc sẽ trả lại cho Long gia. Người Long gia đều cả kinh, nộ hừ lên. Tên trưởng lão trước kia nói chuyện hơi trầm tư một chút, liền đứng dậy, đưa tay ra nói. Phi Nghê, giao lệnh bài cho trưởng lão viện, chúng ta lập tức hủy bỏ lệnh truy nã của ngươi, từ nay về sau ngươi cùng Long gia không còn liên quan, cũng không được lên thiên lĩnh. Phi Nghê nhẹ nhàng cười nói. Ta tuyệt muốn tranh cái tông chủ vị này, nếu có hiền giả, ta lập tức nhường vị ly khai. Nhưng bây giờ không cách nào để cho ta yên tâm. Trưởng lão kia thoáng cái nhíu mày nói. Nói nhảm nhiều như vậy có gì dùng. Cũng dòm ngó tông chủ vị mà thôi. Tuy rằng Dịch Hồng Minh thân có chỗ thiếu hụt, nhưng thực lực đủ để phục chúng. Hơn nữa có thánh vực hỗ trợ, Long gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn bây giờ rất dễ dàng. Phi Nghê cười lạnh nói. Vượt qua, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, là muốn đem Long gia kéo vào vạn kiếp bất phục. Các ngươi cho rằng Vi Thanh là bạn của Lôi Phong Vũ Đế, không chút ích kỷ chuyên môn làm lợi người. Hắn bất quá là nhìn chúng. Được rồi. Vi Thanh trầm quát. Cùng Ngọc trưởng lão, liền do ngươi bắt cô nàng này, thu hồi lệnh bài thuộc về Long gia các ngươi đi. Vâng. Người trưởng lão kia lên tiếng, liền lăng không đi đến Phi Nghê, một tay Thủy Chung đưa ra nói. Không nên nói nhiều, tuy rằng thực lực ngươi có tiến bộ, nhưng muốn phản kháng lão phu. Phản kháng toàn bộ trưởng lão viện, căn bản là không thể nào. Sư Khang Thừa phẫn nộ quát. Cùng Ngọc, chẳng phân biệt được chính tà, hồ đồ ngu xuẩn. Chính tà chẳng phân biệt được, nói nhãm, trên đời này quả đấm lớn là chính, yếu nhược là tà. Cùng Ngọc cười lạnh nói. Hơn nữa, hồ đồ ngu xuẩn là hai người các ngươi. Sư Khang Thừa, lúc này ngươi bị thương trên người, cho dù liên thủ với Phi Nghê cũng không phải là đối thủ của ta. Ta thực sự không muốn cùng các ngươi triệt để trở mặt. Hừ, mặc dù lão phu có thương thích, nhưng ngươi tính là thứ gì? Ngươi có phần quá đề cao mình. Sư Khang Thừa thoáng cái đứng ở trước người Phi Nghê, đem nàng che ở sau lưng, len lén truyền âm nói, đi nhanh lên, ta thay ngươi ngăn trở. Lấy thiên phú của ngươi, còn có lệnh bài trưởng môn, sớm muộn có một ngày có thể lại về Long gia. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, trực tiếp nói. Trước khi tới ta đã làm xong quyết định xấu nhất, nếu muốn đi, hôm nay ta sẽ không trở về. Nàng nhìn mọi người một cái nói. Long gia là chỗ nuôi sống ta. Ở Hồng Nguyệt Thành, anh hùng thiên hạ tận mắt nhìn thấy, Phi Nghê ta ở trước mặt tông chủ đại nhân tuyên bố thoát ly Long gia. Nhưng tông chủ bỏ mình, đem lệnh bài truyền cho ta, muốn ta phải trở lại chỗ này. Nàng giơ lệnh bài lên cao, nói. Bây giờ muốn ta giao nó cho Long gia. Điều kiện duy nhất là, Dịch Hồng Minh tuyệt không thể trở thành Long gia gia chủ. Mọi người đều động dung, từng cái một nhìn lệnh bài chân Long Thiên Phượng, chỉ cảm thấy có chút nhói mắt, càng cảm thấy xấu hổ. Dịch Hồng Minh vẫn như cũ ở cách đó không xa đuổi theo Lý Vân Tiêu, như là một đầu dã thú triệt để nổi điên, mỗi một chiêu đều khiến cho kinh thiên động địa, toàn bộ vân phong như muốn sụp xuống. Lệnh bài. Thần trí của hắn đột nhiên thanh tỉnh, xoay đầu lại. Nhất thời nhìn thấy tông chủ lệnh làm hắn mộng tưởng kia. Lệnh bài của ta, cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vọt tới. Tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Phi Nghê, một cái tát liền hướng lệnh bài kia chộp tới. Đột nhiên một đạo thanh quang hiện ra, Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di đến trước mặt lệnh bài, đoạt trước một bước bắt xuống, cười hì hì nói. Lệnh bài này tượng trưng cho Long gia chi chủ. Hiện tại bản thiếu chính là Long gia chi chủ. Súc sinh, còn không quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiêu cầm lấy lệnh bài, chỉ hướng Dịch Hồng Minh, hữu mô hữu dạng quát. Qua, chết tiệt, đem lệnh bài cho ta. Dịch Hồng Minh gầm thét, một quyền liền đánh tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Người đã thích như thế, quân tử không có hứng thú đoạt của người, người lấy đi. Hắn không chút tiếc rẻ nào, trực tiếp ném lệnh bài tới. Phi Nghê kinh hãi nói. Phu quân ngươi. Tất cả mọi người sửng sốt, nghĩ không ra Lý Vân Tiêu rộng lượng như vậy. Sư Khang Thừa cũng tức giận nói. Lý Vân Tiêu ngươi.
hắn cũng vọt lên, muốn cướp lệnh bài. Ha ha, lệnh bài là của ta. Ta mới thật sự là Long Gia gia chủ. Dịch Hồng Minh mừng như điên, hướng lệnh bài kia chộp tới, đồng thời dư quang khóe mắt trông thấy Sư Khang Thừa vọt tới, phẫn nộ quát. Đống cặn bã, cút cho ta. Thân thể của hắn càng thêm yêu hóa, giơ chân lên đạp một cái, nhất thời có một cổ cự lực hiện lên, mạnh mẽ ép xuống. Sư Khang Thừa sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy có một khối thiết bản đè ép xuống, để cho khí huyết của hắn không ngừng cuồn cuộn. Càng dẫn động thương thế trong cơ thể, rốt cục không nhịn được rơi xuống đại địa. Ha ha! Dịch Hồng Minh cuồng tiếu không ngớt, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Đột nhiên sắc mặt Phi Thanh đại biến, khiếp sợ quát to. Không nên lấy lệnh bài kia. Dịch Hồng Minh sửng sốt, lập tức cảnh giác, nhưng ngón tay đã chạm vào trên lệnh bài, cũng không có xúc cảm của kim trúc, mà là một cổ cự lực đè xuống, để cho ngón tay của hắn trong nháy mắt đau đớn. Cái gì? Đây là ngọn núi gì? Trong sát na sờ đến lệnh bài, ảo thuật trong nháy mắt cởi ra, lệnh bài đã hóa thành một ngọn núi, tản mát ra quang mang ngũ sắc, tia sáng kia soi ở trên thân thể, cho áp lực khó chịu nói không nên lời, toàn bộ nhục thân như muốn vỡ nát. Đây là huyền khí gì? Dịch Hồng Minh hoảng hốt, thân thể thoáng cái triệt để yêu hóa, biến thành quái vật xích hồng sắc, hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa trưởng, không lùi mà tiến, hướng ngọn núi kia vỗ tới. Phi Thanh hoảng hốt, tự lẩm bẩm. Quả nhiên là món huyền khí đó. Ngốc tử này muốn chết à. Phanh. Dịch Hồng Minh vỗ một trưởng lên ngọn núi, toàn bộ cánh tay bùm bùm nghiền nát, bị nghiền nát bấy, thân thể không ngừng nổ lên, trực tiếp bị đánh bay. Một cái huyết tuyến thật dài ở trên không trung tung bay, nhìn thấy mà giật mình. À, cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hai con người hoàn toàn tuôn ra, căn bản không tin tưởng việc trước mắt. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, trực tiếp thu đâu xuất thiên phong về, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, châm chọc nói. Ngươi không phải là muốn sao? Thế nào ha? Hừ, còn dám nói muốn, bản thiếu liền đập đến ngươi không muốn mới thôi. Lý Vân Tiêu một chiêu phá hỏng yêu thể của Dịch Hồng Minh, kinh hãi toàn trường. Phi Nghê suy suy nở nụ cười nói. Phu quân thật xấu, chỉ số thông minh của Dịch Hồng Minh trưởng lão vốn không cao, ngươi còn đi khi dễ hắn như vậy. Lý Vân Tiêu nói, cái này kêu là công sở đoàn của hắn, tất thắng. Phốc, xa xa Dịch Hồng Minh trọng thương ngã xuống đất nghe nói, lần thứ hai phun ra một búng máu. Tuy rằng ảo thuật của Lý Vân Tiêu cường đại, nhưng nếu không phải trong lòng hắn có tham niệm, kích động hưng phấn hơi quá, cũng không đến mức bị đâu xuất thiên phong trực tiếp đập chúng, yêu thể bị phá hủy hơn phân nửa, giờ khắc này ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa, trên người huyết nhục cuồn cuộn, diện mục dữ tợn. Sư Khang Thừa đột nhiên lớn tiếng nói. Mau giết hắn, đừng cho hắn hoàn toàn biến thân. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nhìn đi qua, chỉ thấy thân thể Dịch Hồng Minh ở dưới huyết nhục cuồn cuộn, quả nhiên sinh ra biến hóa, một cổ khí tức kinh khủng không ngừng tràn ra. Một đạo hỏa quang hiện lên, Phi Nghê trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, hai tay kết ấn, trực tiếp chụp xuống. Vù vù, một đạo hỏa trụ ngưng tụ, từ trên bầu trời đánh tới. Phía trên Dịch Hồng Minh đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới, ngăn trở lửa trụ kia, hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng đốt đi, đem vân thải bốn phía đỉnh núi ánh một mảnh đỏ bừng. Trương Hạo Tư, ngươi! Sư Khang Thừa giận dữ nói. Ngươi đây là đang giúp người xấu làm điều ác, Long Gia chắc chắn bị hủy trong tay những tiểu nhân các ngươi. Ở bên người Dịch Hồng Minh, đứng một lão giả áo xám, tay giơ lên trời, thanh quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay hắn tản ra. Ngăn trở thần hỏa của Phi Nghê, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngọn lửa kia không ngừng thiêu kết giới lực của hắn, chân nguyên trong cơ thể như là nước chảy tuôn ra, tiếp tục như vậy mà nói, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Thị Phi đúng sai mỗi người đều không có cùng nhận định. Ta tịnh không phản đối Phi Nghê kế thừa Long Gia gia chủ, nhưng vừa nãy nàng gọi tiểu tử này là phu quân, nếu nàng đã lập gia đình, còn làm sao lãnh đạo Long Gia? Cũng là nói. Chúa tể chân chính toàn bộ Long Gia là tiểu tử này. Trương Hạo Tư chậm rãi nói, tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng trên mặt lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sư Khang Thừa cả giận nói. Hoang đường, liền chỉ vì vậy, đầu của ngươi thực sự là giao cho lửa đá. Trương Hạo Tư nói. Nữ đại bất trung lưu a. Sư Khang Thừa tức thiếu chút nữa thổ huyết, mắng. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này,
rõ ràng là bị Vi Thanh cùng Dịch Hồng Minh thu mua, còn miệng đầy đạo lý, ta phi. Coi như Sư Khang thừa ta mắt bị mù, trước đây vẫn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Trương Hạo Tư nhíu mày, muốn mở miệng cải cọ, nhưng trong cơ thể tiêu hao chân nguyên quá nhanh, thần hỏa chiếu xuống lại có xu thế công phá kết giới của hắn, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, nói không ra lời. Sư Khang thừa thấy sắc mặt hắn khó coi, đồng thời há mồm muốn nói lại thôi, cho là hắn thầm chấp nhận, vì vậy giận không chỗ phát tiết, mắng cũng không có ích gì. Nếu bổn tọa được mời đến đây tọa trấn Long gia, há có thể cho ngươi dương oai. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, rốt cục xuất thủ, tiện tay một chưởng liền cách không đánh ra. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu kinh hô lên. Phanh! Chỗ Phi Nghê đứng trong nháy mắt nổ lên, nổ ra vô số hỏa hoa, chân thân của nàng ở ngay khi đối phương xuất chưởng cũng đã chui xuống. Cột lửa ngất trời mất đi căn nguyên lực lượng, thoáng cái mai một. Cả người Trương Hạo Tư buông lỏng. Một cổ khí huyết trào lên cuống họng, hừ một tiếng. Đồng thời nội tâm kinh hãi không gì sánh được, từ kết quả một chiêu kia xem ra, nếu để cho hắn và Phi Nghê đơn đả độc đấu mà nói, hơn phân nửa không phải là đối thủ, cái kết luận này để cho hắn khó có thể tiếp thu. Hạo Tư, ngươi không sao chứ? Một bên Lô Nguyên nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi, hoài nghi hỏi. Không có việc gì, chỉ là một đạo hỏa trụ, có thể làm khó dễ được ta sao? Chỉ là thấy Phi Nghê cùng Sư Khang thừa khăng khăng một mực, có chút đau lòng mà thôi. Trương Hạo Tư lập tức làm bộ như không có chuyện gì, trên mặt một mảnh đạm nhiên. Hô, hô, vù vù. Dịch Hồng Minh quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể bắt đầu khép lại, cả người là lông xù, hình thể so với trước muốn lớn gấp đôi. Trương Hạo Tư cũng không nhịn được lui một bước, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Yếm, đây là Chu Yếm chân thân sao? Người còn lại cũng đều hoảng sợ không ngớt, bọn họ chưa từng thấy qua Dịch Hồng Minh biến thành hình thái như vậy, hơn nữa mỗi người đều là chân linh huyết mạch, cũng minh bạch nếu muốn phản tổ đến loại trình độ này, huyết mạch chi lực phải mạnh bao nhiêu. Giống. Sốt cục Dịch Hồng Minh đứng thẳng lên, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, toàn bộ đỉnh núi kịch liệt rung động, tất cả bạch vân thoáng cái bị thổi tan. Một quái vật như vượn như hầu, thân hình xích hồng, như cự nhạc đứng ở đó, trước ngực có một chữ yếm kim sắc cổ quái, lại có khí thức cuồng bạo ở chung quanh xoay chuyển, tất cả trưởng lão đều không nhịn được lui về phía sau. Đây là, Chu Yếm chân thân sao, làm sao có thể phản tổ đến loại trình độ này? Cổ lực lượng này, vẻ mặt Hộ Nguyên kinh hãi, thất thanh kêu lên. Ha ha, thật mạnh, lực lượng thật là cường đại a. Trước đó chưa từng có qua lực lượng như vậy, loại cảm giác này, ta đã biến thành chân linh sao? Dịch Hồng Minh cũng không nhịn được cười như điên, trong tròng mắt một mảnh đỏ bừng, ở trong tiếng cười to của hắn, tất cả người Long gia đều là sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lần thứ hai lui về phía sau. Uy áp, đẳng cấp uy áp trên người chân linh. Một gã trưởng lão thất thanh hét ầm lên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Người Long gia đều mang chân linh huyết mạch, ở dưới loại huyết mạch uy áp cực hạn, cũng không nhịn được từ nội tâm sinh ra rung động, có loại cảm giác muốn khuất phục. Chê cười, chỉ là trình độ này, cũng dám tự xưng chân linh. Sắc mặt Phi Nghê phát lạnh, khí tức trên người nhất thời phóng lên cao, cả người hóa thành một con hỏa phượng, ở trên trời cao bay lượn, hỏa diễm mạn thiên đốt nửa bầu trời, hơn nữa trong thần hỏa chậm rãi mọc lên một đạo bạch mang, dần dần hóa thành thanh long chi ảnh, xoay quanh sau lưng hỏa phượng. Long phi phượng vũ, vài tên trưởng lão đồng thời la hoảng lên, hư ảnh chân long thiên phượng ở trên không trung vừa hiện. Chân linh hậu duệ nhất thời khó có thể chống đỡ, phù 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 quỳ xuống tảng lớn. Ngoại trừ vài tên trưởng lão còn liều mạng chống lại nội tâm sợ hãi ra, tất cả thiếu chủ cùng hộ pháp đều không chịu được nữa, quỳ xuống. Ngay cả Dịch Hồng Minh cũng nhịn không được nội tâm run lên, chân bang bang phanh lui mấy bước, mới đứng vững được thân hình. Gì, chiêu này dùng tốt như vậy? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Sớm biết như vậy. Mới ra liền hóa thành long phi phượng vũ đem mọi người chấn áp, cũng không cần đánh lâu như vậy a. Tuy Sư Khang Thừa cũng đầu đầy mồ hôi chống lại cổ khí tức uy áp kia, nhưng vẫn không nhịn được run giọng cười ha hả nói. Ha ha, chân long thiên phượng, vạn linh chi chủ. Mặc dù các ngươi không thừa nhận nàng là long gia gia chủ, như vậy có ngại gì? Nàng là vạn linh chi chủ a. Sắc mặt Phi Thanh cũng cực kỳ khó coi. Ánh mắt tất cả long gia trưởng lão cùng hộ pháp đều rơi vào trong mắt hắn,
toàn bộ kinh hãi, sợ là nội tâm đã bắt đầu dao động. Câm miệng cho ta. Dịch Hồng Minh hét lớn một tiếng, một trường liền đánh tới Sư Khang Thừa. Trường lực nảy lên một đạo gió xoáy, cuốn cát bay đá chạy. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, lòng bàn tay xoay chuyển lên một trận gió, mạnh mẽ thổi đi qua. Ầm ầm, hai cổ sức mạnh thoáng cái chạm nhau, tiếng nổ thật to, đồng thời hợp hai làm một, trực tiếp trùng về phía chân trời, hóa thành trận gió vô biên tản ra. Phần phật, hỏa diễm mạn thiên ở dưới trận gió kia đều tan ra, bầu trời thoáng cái thanh minh. Phi Nghê cũng thu hồi phượng thể, hóa ra chân thân, nghiêm nghị đứng ở trên trời cao. Lúc này người Long Gia mới cảm nhận được uy áp không còn tồn tại, đều đứng thẳng lên, tất cả đều kinh khủng cùng phức tạp nhìn Phi Nghê trên bầu trời, trái tim kịch liệt nhúc nhích, trong lúc nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Phi Thanh đem thần sắc mọi người thu hết đáy mắt, bất động thần sắc nói. Long Phi Phượng Vũ, đây là pháp thân cường đại nhất chân linh bộ tộc sao, khó trách người muốn hại Long Thiên Miểu, đoạt Long Nguyên của hắn. Thiết, Phi Thanh người thật đúng là có thể nói bậy a. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Long Thiên Miểu đoạt phượng quang của Phi Nghê, anh hùng thiên hạ đều nhìn thấy, sau đó bị ma chủ đánh về nguyên hình, trước khi chết hổ thẹn không gì sánh được, đem tông chủ vị truyền cho Phi Nghê, không chỉ có Long gia kỳ quỷ mắt thấy toàn bộ quá trình, thiên hạ hào kiệt đều nhất thanh nhị sở, người đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của anh hùng trong thiên hạ sao? Lô Nguyên quát. Kỳ quỷ, Lý Vân Tiêu nói là thật sao? Ánh mắt mọi người thoáng cái nhìn về phía kỳ quỷ, kỳ thực đại thể quá trình trong lòng mọi người đều hiểu, cũng chẳng có bí mật gì, nhưng lúc này từ trong miệng hắn nói ra, sẽ có ý nghĩa không giống bình thường. Hơn nữa trên Vân Phong động tĩnh quá lớn, từ lâu đã kinh động toàn bộ Long gia, ở ngoài mấy trăm trượng xúm lại mấy ngàn người, đều là nhìn xa xa, không dám tới gần. Vừa rồi Phi Nghê thể hiện ra pháp thuật, mặc dù là bọn họ ở ngoài mấy trăm trượng cũng bị ảnh hưởng, không ít người quỳ xuống. Bây giờ đối với đạo thân ảnh xa xa kia giống như thần minh. Kỳ quỷ hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp lóe ra vài cái, liền đi ra phía trước, ở trước mặt mọi người hướng Phi Nghê bái hạ, nói. Lý Vân Tiêu nói đều là thật, thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Dầm. Trong đám người một trận xôn xao, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp còn đỡ, mấu chốt là người Long gia còn lại đều kinh hãi không thôi, tất cả đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Ngươi cái kẻ phản bội này, chết. Dịch Hồng Minh hét lớn một tiếng, một trường liền hướng kỳ quỷ vỗ xuống. Xèo xèo. Không khí ở dưới trường lực kia phát ra tiếng va chạm chói tai, trường phong chưa đến, kỳ quỷ liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đột nhiên không gian xoay chuyển, hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, che ở trước mặt kỳ quỷ, một kiếm đâm tới. Hàn quang chiếu thủy, lăng liệt đả thương người. Phanh. Kiếm khí đâm vào trường phong. Tất cả tan biến, chỉ lộ ra rung động rất nhỏ. Dịch Hồng Minh một trường đè xuống, làm cho kiếm của hắn hơi uốn lượn lên, tựa hồ muốn vỡ nát. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, có thể trực tiếp lấy trường lực đối kháng một kiếm của hắn, sợ là đã có thực lực siêu phàm nhập thánh. Hừ! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngón tay điểm trên thân kiếm, kiếm thoáng cái chiến minh. Kiếm âm rung động, kiếm mang càng thêm lăng liệt. Hàn khí ngập trời vọt lên, một trường kia ở dưới quang mang càng lúc càng nóng, dường như muốn phá trường mà ra. Dịch Hồng Minh cả kinh, lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhức, kiếm ý của đối phương mạnh như muốn xé rách nhục thân mình, hắn vội vàng thu hồi bàn tay lại. Nhất thời một đạo kiếm mang mất đi trở lực, trong nháy mắt vọt lên, tua nhỏ toàn bộ trời cao, hóa thành một đạo kỳ cảnh xuất hiện ở trên Vân Phong. Phi Thanh lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu. Ngươi muốn nhúng tay vào việc Long gia sao? Nếu như vậy mà nói, bổn tọa tuyệt sẽ không đứng nhìn. Vẻ mặt hắn âm trầm, chuyện hôm nay đã từng bước đi về hướng xấu. Hơn nữa trong lòng hắn kiêng kỵ một người, đó là vị có chân Long pháp thân, cộng thêm cường giả dùng kiếm kia, vô cùng có khả năng ở trong giới thần bia của Lý Vân Tiêu, nếu không kiêng kỵ người nọ, hắn đã sớm động thủ thu thập cục diện. Nga, Phi Thanh đại nhân nói tựa như mình thúc thủ bàng quan vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Vậy theo đại nhân nói, nên làm thế nào cho phải đây? Phi Thanh nói. Chuyện lúc trước không cần nhắc lại, hiện tại không bằng để cho Long gia bọn họ tự mình giải quyết. Rốt cuộc Dịch Hồng Minh thích hợp hay là Phi Nghê thích hợp, kỳ thực biện pháp đơn giản nhất là để cho hai người vũ quyết,
người thắng làm vua. Không được, Lý Vân Tiêu quả quyết nói. Long Gia Cần chính là một thiếu chủ danh chính ngôn thuận, đồng thời có thiên phú huyết mạch mạnh nhất, mà không phải một vật ngu xuẩn ý thức đơn giản, sinh hoạt mấy trăm năm, đã không còn sống được mấy ngày. Vừa rồi hắn và Dịch Hồng Minh đối chiến một chiêu, biết rõ đối phương đáng sợ, Phi Nghê tuyệt không thể nào là địch thủ của hắn. Phi Thanh cười lạnh nói. Thế giới này quả đấm lớn định đoạt, lẽ nào chọn tông chủ không nhìn nắm tay, mà xem chỉ số thông minh sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Ý kiến hay, ta tán thành. Phi Thanh hừ lạnh nói. Lý Vân Tiêu, ta không cùng ngươi nói lời vô ích, nếu ngươi muốn nhúng tay chuyện Long Gia, bổn tọa cũng chỉ có hung hãn xuất thủ. Phi Nghê nói. Phu quân, liền để ta tới đi, tuy Dịch Hồng Minh lợi hại, nhưng ta cũng không phải là không có phần thắng, đừng quên thiên phượng niết thể của ta là bất tử chi thân. Lý Vân Tiêu thoáng cái do dự, nếu bàn về thực lực, Phi Nghê không phải đối thủ của Dịch Hồng Minh, trừ khi bản thân đối phương xuất hiện tình huống xấu, nhưng cái này là không thể nào. Vừa rồi hắn tỉ mỉ quan sát qua, loại trạng thái nhân loại chân linh này, chỉ sợ Dịch Hồng Minh cũng là lần đầu tiên xuất hiện, hơn phân nửa là được bí thuật gì của Vi Thanh, chiết xuất máu gì gì đó, chắc chắn có tác dụng phụ. Không được, trận chiến này quá mức hung hiểm, không thích hợp ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn kiên quyết bác bỏ, thời khắc này trạng thái của Dịch Hồng Minh nhìn rất tốt, sợ là tác dụng phụ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hiện. Trong lòng Phi Nghê ấm áp, nhẹ giọng kêu. Phu quân, cái tư thái ôn nhu này, để cho tâm bao nhiêu thanh niên Long Gia trong nháy mắt vỡ nát, đều là lệ rơi đầy mặt. Lý Vân Tiêu nói, nếu muốn vũ quyết cũng được, liền do ta thay nàng đánh một trận. Ngươi, Phi Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì? Mặc dù là chồng của nàng, không có trưởng lão viện đồng ý, thì cũng không phải là người Long Gia. Lý Vân Tiêu nói, tại Hồng Nguyệt Thành là nàng liều mạng cứu ta, về tình về lý ta đều phải thay nàng đánh một trận, về phần trưởng lão viện có đồng ý hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là Phi Thanh đại nhân ngươi đồng ý là được. Vài tên trưởng lão Long Gia đều là mặt lúc trắng lúc xanh, Long Gia gia chủ vị, cách cục hướng đi tương lai, là do người Long Gia quyết định, lúc này lại bị hai ngoại nhân thương nghị, trên mặt mỗi người đều một trận nóng bừng, những người tuổi trẻ càng huyết khí phương cương, hận không thể lao tới đánh chết Lý Vân Tiêu cùng Vi Thanh. Phi Thanh trầm tư, có chút do dự bất định. Dịch Hồng Minh lớn tiếng nói. Phi Thanh đại nhân, để tiểu tử này cùng ta chiến, ta muốn xé nát hắn. Để cho Phi Nghê nhìn người mình thương chết ở trong tay ta, để cho nàng quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Phi Thanh gật đầu nói. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải một mình ngươi ứng chiến, nếu có trợ thủ, bổn tọa cũng sẽ xuất thủ. Lý Vân Tiêu nói. Đây là tự nhiên. Bản thiếu còn không đến mức nói không giữ lời. Phi Nghê vội la lên. Phu quân, người phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu từ lâu lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Dịch Hồng Minh, cười nhạo nói. Người đã còn muốn, vậy bản thiếu sẽ làm cho ngươi không muốn không muốn. Giống, chết. Dịch Hồng Minh giận dữ, há mồm phun ra một ngụm âm ba, tiếng hét chói tai điên cuồng kích đi. Ầm ầm. Thân thể Lý Vân Tiêu thoáng cái nghiền nát. Hóa thành bụi bay. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, có chút khó có thể tin, cứ như vậy kết thúc sao? Sư Khang Thừa cũng trợn to tròng mắt, thoáng cái ngốc ở tại chỗ, nguyên tưởng rằng tiểu tử này xung phong nhận việc, hơn phân nửa là có phần thắng, dầu gì cũng có thể cầm 300 hiệp, ai biết bị miểu sát. Tất cả mọi người nghĩ không thông a, nhưng trước mắt sở kiến đã là như thế, lấy lực lượng của bọn họ cũng không thể nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên Vi Thanh trầm giọng quát. Nghìn vạn lần chớ khinh thường. Hắn là phá quân vũ đế cổ Phi Dương, nhãn thuật cùng kiếm quyết thiên hạ vô song. Dịch Hồng Minh cười lạnh nói. Lão phu tự nhiên biết, ảo thuật bực này còn gạt ta, nằm mơ đi. Bàn tay của hắn hướng hư không một chảo, ầm ầm nát một mảnh không gian, bàn tay trực tiếp xuyên toa ở trên hư không, nắm lấy Lý Vân Tiêu, thoáng cái kéo ra ngoài. Ha ha, đi chết đi. Dịch Hồng Minh đại hỉ, tay kia cầm chặt Lý Vân Tiêu, ở trên không trung quăng vài cái, cố sức nhéo một cái, muốn bóp đối thủ phấn thân toái cốt. Ngu xuẩn, là bổn tọa, còn không mau buông tay. Trong lòng bàn tay truyền đến tiếng nộ quát của Vi Thanh. Dịch Hồng Minh cả người run lên, phát hiện người trong tay mình là Vi Thanh, hắn biến sắc, nộ cười nói.
chút tài mọn cũng muốn gạt ta, Phi Thanh đại nhân cũng dám giả mạo, thực sự là chán sống. Phi Thanh tức giận nói, Lý Vân Tiêu ở sau lưng ngươi, tự xem, đồ ngu. Cái gì? Dịch Hồng Minh cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, mạnh mẽ quay đầu lại, quả nhiên Lý Vân Tiêu đang hướng hắn cười nhạt, đồng thời một đạo hàn quang hiện ra, kiếm mang phóng lên cao, trực tiếp bổ tới. Tại sao có thể như vậy? Dịch Hồng Minh hoảng hốt, kiếm khí kia mạnh, làm hắn không dám chậm trễ, vội vàng buông Vi Thanh ra, một quyền đánh tới. Ầm ầm, nơi quyền phong đi qua, tất cả hóa thành bụi bay, kiếm phong kia cùng Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc mai một. Cái này, trong lòng Dịch Hồng Minh cả kinh, thầm hô bất hảo. Nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là không sai đâu. Phía sau truyền đến thanh âm cười nhạo của Lý Vân Tiêu, Vi Thanh vừa được buông ra thoáng cái biến trở về Lý Vân Tiêu, châm chọc nói. Nếu biến thành chân linh đầu óc sẽ ngu ngốc, vậy biến có ích lợi gì? Một đạo kiếm khí vọt lên, tràn ra kiếm cương mãnh liệt, vô số kiếm phủ bay lượn, khắp bầu trời vân dũng. Toàn bộ thế giới buồn bã thất sắc, phảng phất đều hóa thành cái bóng của một kiếm này, trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo thân ảnh kia. Kiếm trảm tinh thần. Vô số kiếm phù tuôn ra, trên lãnh kiếm băng xương bắn lên từng cái ma ha cổ tự, từng cái huyễn diệt. Kiếm khí ngang trời mà tới, thẳng chém Dịch Hồng Minh. Chi! Thân thể đại vượn nhìn không được run rẩy, một kiếm kia truyền đến khí tức tử vong, lúc trước hắn thu được vô thượng lực lượng thì có loại hào khí can vân, vô địch thiên hạ đã không còn sót lại chút gì. Hắn mở cánh tay, trước ngực mở rộng, chữ yếm thoáng cái phóng ra kim quang sáng chói. Hai bàn tay to cũng đổi thành kim sắc, hắn hét lớn một tiếng, liền ở trước người tạo thành chữ thập, hướng kiếm phong vỗ tới. Loại kiếm ý này, loại kiếm ý này. Trong lòng tất cả mọi người khẽ run, cảm thụ được lực lượng kinh thiên vĩ địa, thấy Dịch Hồng Minh trực tiếp dùng hai tay vỗ tới, đều nhịn không được đổ mồ hôi. Khuôn mặt Phi Thanh cũng âm trầm không gì sánh được, tuy rằng Dịch Hồng Minh ở trên thực lực dễ dàng thắng một bậc, nhưng hiển nhiên Lý Vân Tiêu tâm kế càng cao. Lại phối hợp nguyệt đồng kinh khủng kia, sợ là tình huống không ổn. Phanh! Hai bàn tay to của Dịch Hồng Minh thoáng cái kẹp lấy kiếm cương thật lớn, bắn ra cường quang không gì sánh được. Kiếm cương không ngừng đẩy mạnh về phía trước, ở trong hai bàn tay của hắn ma xa, thanh âm kia khiến người ê răng, thân thể của hắn ở dưới kiếm cương áp chế không ngừng lui về phía sau, lực lượng ở hai tay tăng lên tới cực điểm, run rẩy kịch liệt. Nhưng sau khi chợt đi mấy trăm trượng, rốt cục đem người ổn định, ngăn lại một đạo kiếm cương kinh thiên động địa. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng chấn động, một kiếm này hầu như khuynh toàn lực, là một kích mạnh nhất của hắn, hơn nữa đánh lén, nhưng không nghĩ vẫn không thể thắng. Song đồng của hắn thoáng cái hóa thành huyết sắc, trong mắt lóe ra phù hiệu quỷ dị, cả người hóa ra hai đầu bốn tay, một cánh tay trong đó chậm rãi giơ lên, đầu xuất thiên phong bay ra, ngũ sắc quang mang ở trên bầu trời lượn vòng, hướng Dịch Hồng Minh ở xa xa đập tới. Cái gì? Trong mắt của Dịch Hồng Minh lồi ra, lực lượng của mình đã đạt tới cực hạn, có thể đỡ một kiếm kinh khủng như vậy đã là kỳ tích, hiện tại trơ mắt nhìn đâu xuất thiên phong hạ xuống, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Vật kia lúc trước hắn đã bị đánh một cái, tự nhiên biết kinh khủng, dù mình bị kiếm cương chém trúng, cũng không muốn bị đập thành thịt nát. Giống. Trong lòng tư định, hắn hét lớn một tiếng, hai tay mang theo kiếm cương bỗng nhiên giơ lên cao, cố sức đập ra. Ầm ầm, toàn bộ kiếm cương vỡ nát, kiếm ý kinh khủng trong khoảnh khắc tuôn ra, như là đê vỡ, trong nháy mắt đem Dịch Hồng Minh nuốt vào. Kiếm khí kinh khủng ở trên trời cao hình thành vòng xoáy, không ngừng tản ra, lớn chừng mấy trăm trượng. Ở dưới dị tượng kinh thiên, mỗi người đều có thể cảm nhận được kiếm chi quy tắc chảy xuôi khắp bầu trời, vô số kiếm ý giống như gió nhẹ mơn trớn da thịt mỗi người, cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần ngươi động một cái, lập tức sẽ cắt ra máu. Cách đó không xa, có một võ giả thực lực thấp, thân thể nhìn không được rung động, nhất thời da thịt nổ lên, bị cắt ra ngàn vạn vết thương, vô cùng thê thảm. Đầu xuất thiên phong nhất thời ở trên không trung đình trệ, lẳng lặng huyền phù ở đó. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi pháp thân ba đầu sáu tay, song đồng cũng khôi phục bình thường. Cả người thoáng cái tái nhợt không gì sánh được. Thời điểm thi triển kiếm trảm tinh thần, đồng thời vận dụng chiêu thứ hai, là việc hắn chưa bao giờ làm. Bởi vì một thức kiếm quyết này cần chút toàn bộ tinh, khí, thần của hắn,
dùng lực lượng thân thể cùng ý chí đạt được phù hợp 100%, mới thành một chiêu mạnh nhất. Nhưng nghĩ không ra lại bị đối phương nhận lấy, nên bức bách hắn phải phá bỏ thân thể cực hạn, đem đầu xuất thiên phong ném ra ngoài. Một cổ tiên huyết mặn mặn xông lên cổ họng, Lý Vân Tiêu nuốt xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi ở cực hạn xuất động thần dịch lực, dẫn đến mảng lớn kinh mạch bị xé rách, khí thế cả người trong nháy mắt hạ xuống, ở trên không trung không ngừng hô hấp nặng nề. Mặt ngoài thân thể hắn nổi lên kim quang, năng lượng giống như tinh vân xoay tròn, không ngừng chữa trị nhục thân. Lúc này vòng xoáy kiếm khí trên bầu trời dần dần yếu đi, vô số kiếm phủ chậm rãi tiêu diệt. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Sư Khang Thừa tự lẩm bẩm, khiếp sợ tột đỉnh, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp càng kinh ngạc đến ngây người, nói không ra lời. Sắc mặt kỳ quỷ tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, nhớ tới bản thân sơ ngộ người này còn kiệt ngạo bất tuân, nghĩ muốn giáo huấn đối phương, một loại cảm giác nghĩ mà sợ xông lên đầu. Ầm ầm, trên vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một đạo kim mang, hai cánh tay to lớn thoáng cái đưa ra, đem vòng xoáy xé rách. Chết tiệt a! Dịch Hồng Minh cả người là huyết, dị thường chật vật vọt ra. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đè nén thương thế trong cơ thể, thần dịch lực ở trong tay biến ảo kết ấn. Đầu xuất thiên phong tràn ra ngũ sắc quang mang, đánh xuống phía dưới. Chi! Dịch Hồng Minh lại càng hoảng sợ, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể nổ lên, cả người căng cứng, phanh một tiếng liền trực tiếp kích bạo không gian, thoáng cái văng ra trăm trượng. Phốc! Bởi vì dùng sức quá mạnh, hơn nữa còn bị thương, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm huyết. Kiếm khí lăng liệt còn sót lại chém lên người hắn, tứ chi bách hài không ngừng truyền đến đau nhức, thương thế tựa hồ đang không ngừng mở rộng. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày. Thời khắc này nhìn dáng dấp của Dịch Hồng Minh như rơi xuống hạ phong, căn bản khó có thể thủ thắng, nhưng thần thái của Vi Thanh ngoại trừ âm trầm ra, tựa hồ không có quá nhiều lo lắng, để cho hắn không khỏi cảnh giác. Ta muốn xé rách ngươi, Lý Vân Tiêu. Dịch Hồng Minh triệt để nổi điên, trong mắt đỏ bừng, toàn thân giống như nhuộm tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình. Phanh! Không gian thoáng cái bị kích bạo, Dịch Hồng Minh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, một quyền liền đánh xuống. Kim sắc trên nắm tay không ngừng mở rộng, hướng về cánh tay lan tràn, cương mãnh không gì sánh được. Thiêu đốt máu huyết. Lý Vân Tiêu thất kinh, vội vàng xoay người, lấy một tư thế cổ quái tránh khỏi. Cánh tay màu vàng kia dán ở lồng ngực của hắn lướt qua, trên cánh tay truyền tới khí thế cuồng bạo thoáng cái đánh văng hắn ra ngoài. Phanh. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy ngực như bị trọng chùy đập một cái, cả người lùi lại hơn 10 bước, mới có thể ổn định thân thể. Sắc mặt Phi Nghê đại biến nói. Dừng tay, Dịch Hồng Minh đã triệt để nổi điên, thiêu đốt huyết mạch chi lực, cho dù thắng cũng sẽ rơi xuống cảnh giới, căn bản không thể đảm đương Long Gia gia chủ, cái vũ quyết này không cần đánh nữa. Trên người nàng bốc lên hỏa diễm, muốn nhảy vào vòng chiến. Đột nhiên một đạo thanh quang hạ xuống, trong nháy mắt ngăn chặn nàng, Vi Thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói không cần đánh liền không đánh sao, cho dù Lý Vân Tiêu chết. Vậy cũng là thay ngươi mà chết. Ngươi, ngươi cái ác ma này. Phi Nghê kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng đâu thể giãy ra. Trong mắt Phi Thanh hàn quang càng thịnh, không nháy một cái nhìn chằm chằm vòng chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu Dịch Hồng Minh có thể trực tiếp đánh chết Lý Vân Tiêu đó là hay nhất, nhưng cái này không quá hiện thực, dù sao đối phương có thánh khí trong tay. Cuối cùng nhất định sẽ gọi tên cường giả có chân long pháp thân kia ra, nhưng như vậy hắn liền thua rồi. Thời khắc này, dù Lý Vân Tiêu bị đánh chết, hay chịu thua, vô luận là loại kết cục nào, đối với hắn đều có lợi, cho nên tuyệt không có khả năng để người phá hư chiến đấu. Dịch Hồng Minh thiêu đốt máu huyết, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, giở tay nhấc chân liền có khả năng hủy thiên diệt địa, ép tới Lý Vân Tiêu mọi nơi chạy trốn. Lô Nguyên cũng không nhịn được nói. Vi Thanh đại nhân, trận chiến này đích xác không cần phải tiến hành tiếp. Mặc dù Dịch Hồng Minh thắng lợi cũng triệt để phế đi, chúng ta nguyện ý tôn Phi Nghê thiếu chủ là Long Gia gia chủ. Hừ. Vi Thanh hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm quét tới nói. Đã vũ quyết, phải có tinh thần tôn trọng khế ước, đương sự không có chịu thua không coi là kết thúc. Nếu nhận thua, tự nhiên phải theo hiệp nghị đến làm. Mọi người giật mình, sắc mặt đều giận dữ.
một người thiêu đốt hết huyết mạch chi lực làm sao có thể dẫn đầu long ra, mà Vi Thanh tự nhiên sẽ không quản những thứ này, Dịch Hồng Minh cũng chỉ là con rối mà thôi, bị hủy càng tốt, như vậy sẽ không thể thoát ly hắn nắm trong tay. Thần thức của Lý Vân Tiêu thập phần nhạy cảm, Vi Thanh nói đều truyền vào trong tay hắn, hắn không khỏi cười nói. Vi Thanh đại nhân vì việc long ra thực sự là hao tâm, về phần kết quả vũ quyết. Người suy nghĩ nhiều rồi, làm sao bản thiếu có thể bại. Hắn thoáng cái ném ra đâu xuất thiên phong, vỗ vào trên đó mấy đạo quyết ấn, nhất thời ngũ sắc quang mang tản ra, thoáng cái ngưng tụ thành một phương kết giới, cháo nhập hắn ở bên trong. Dịch Hồng Minh một trưởng oanh kích xuống, lập tức chấn kết giới hoảng động không ngớt. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng từ đâu xuất thiên phong phản chấn lực lượng trở về rất mạnh, nhưng hắn còn có thể kháng trụ. Đi tìm chết a! Ngay thời điểm hắn nhẹ nhõm, Dịch Hồng Minh tựa như điên cuồng, liên tục đánh ra mấy trăm quyền, toàn bộ kết giới không ngừng rung động, từ đâu xuất thiên phong truyền tới phản vệ không ngừng kích động cơ thể hắn. Phốc! Sốt cục khiêng không được, phun ra một búng máu mắng. Tên điên! Hắn thu lại đâu xuất thiên phong. Quyền uy kia như vẫn thạch rơi xuống đất, đánh vào trên người hắn. Phanh! Thân thể hắn trong nháy mắt nổ lên, hóa thành vô số lôi quang kích bắn bốn phương tám hướng, trong đó một đạo trong nháy mắt hóa ra chân thân, hai ngón tay khép lại điểm tới. Chanh! Vô số hàn quang từ trong cơ thể bay ra, vòng quanh bốn phía xoay tròn, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang chém xuống. Giống! Dịch Hồng Minh nổi giận gầm lên một tiếng, khí lãng cuồn cuộn. Vậy mà đánh văng những Bắc Thiên Hàn tinh kiếm kia. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thực lực cự viên này đã đạt tới siêu phàm nhập thánh, ở sức mạnh hoàn toàn không cách nào ngạnh kháng. Đã như vậy, lão tử liền kéo chết ngươi, nhìn ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể đốt. Hai tròng mắt hắn thoáng cái biến thành huyết sắc, tràn ra thất sắc quang mang, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến hóa, bốn phía một mảnh trắng xóa như biển rộng. Cái gì? Mọi người đều hoảng sợ, mỗi người đều phát hiện mình bị ngâm ở trong nước biển, không ngừng chìm xuống. Ảo thuật, làm sao sẽ chân thật như vậy? Người long ra không ai mà không phải là sắc mặt đại biến, kinh hãi dị thường. Sắc mặt của Vi Thanh cũng chìm xuống, thầm nghĩ bất hảo. Lẩm bẩm, Dịch Hồng Minh cũng không ngừng chìm xuống, cả người bối rối thoáng cái, thân thể lập tức bắn lên, một quyền oanh nước biển ra, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn kinh thiên. Ra đây! Hắn hét lớn một tiếng, hướng bầu trời phóng đi. Rầm! Sốt cục phá vỡ mặt nước, Dịch Hồng Minh vọt ra. Giống! Đột nhiên một tiếng long ngâm kinh thiên ở trên trời cao vang lên, một con thanh long đáp xuống, trong miệng phun ra một đạo long tức. Chi! Cả người Dịch Hồng Minh run lên, nội tâm vậy mà dâng lên sợ hãi. Không có khả năng, giả, nhưng sao ta sẽ có ý sợ hãi? Trong lòng hắn không ngừng an ủi mình, nhưng một loại sợ hãi đến từ linh hồn lại rõ ràng nổi lên. Hai tròng mắt thanh long như là đèn lồng, lạnh như băng theo dõi hắn, phảng phất thoáng cái xem thấu toàn bộ nội tâm, để cho cả người hắn mau cốt tủng nhiên. Rầm! Dịch Hồng Minh kinh hãi, không dám cùng thanh long đối diện, đâm đầu vào trong nước biển, bỏ chạy xuống phía dưới. Ngạch, đạo long uy này còn dùng rất tốt a. Đột nhiên thanh long tự lẩm bẩm một câu. Liền thoáng cái hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, cảnh tượng này chính là mô phỏng theo Vũ Địa Thủy Long Oai, quả nhiên đem Dịch Hồng Minh hù chạy. Tính toán thời gian, cho dù thằng nhãi này có huyết nhiều hơn nữa cũng không đủ đốt, chờ thời gian vừa qua, bản thiếu liền lột ra rút gân hắn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một cái, liền hóa thành một đạo lôi quang ẩn nặc. Đột nhiên không gian xoay chuyển, một kích vô cùng bá đạo đánh tới, nước biển dầm bị phá ra. Dám lừa ta! Đi tìm chết đi. Dịch Hồng Minh hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp xông đến trước mặt hắn, quyền uy đem toàn bộ không gian ảo thuật quấy lên, ảo tượng không ngừng tiêu thất. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trong nháy mắt hóa thành pháp tướng kim thân, sáu tay nắm chặt đập ra, hóa thành một đạo tinh vân, mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm, kim sắc tinh vân bị một quyền kia nổ nát, trực tiếp chấn ở trên ngực Lý Vân Tiêu. Phốc, thân thể Lý Vân Tiêu cự chiến, ngực bị hãm sâu. Như là bị đánh xuyên qua, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hai tay hắn nâng lên, gắt gao chế trụ một quyền kia, đồng thời bấm niệm thần chú, vô số xiềng xích kim sắc bay ra, đem cự viên trói lại.
Lúc này tất cả ảo giác tiêu thất, mọi người lần thứ hai trở lại trên vân phong. Đồng tử của Vi Thanh co lại, quát to. Mau tránh. Dịch Hồng Minh liều mạng giãy giụa thân thể, phá gãy từng sợi pháp tắc chi liên. Chậm. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười, một cánh tay lăng không chảo tới, nhất thời đem Đâu Suất Thiên Phong nắm trong tay, mạnh mẽ đập xuống. Chi. Dịch Hồng Minh sợ đến hồn phi phách tán, tuy trên ngọn núi kia không có linh khí, cũng không có ngũ sắc quang mang bắn ra, nhưng một loại nguy hiểm tử vong lại trong nháy mắt xông lên đầu. Không có hứng thú. Hắn hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đứt đoạn tất cả pháp tắc chi liên, thoáng cái bỏ chạy. Ầm ầm. Nhưng ngọn núi đã đập xuống, hoàn toàn chấn áp không gian, Đầu Suất Thiên Phong trực tiếp đánh trúng phía sau lưng của hắn. Phanh. Phía sau cự viên trực tiếp nổ lên, huyết nhục mơ hồ. Dịch Hồng Minh phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, cả người thống khổ ở trên không trung giãy giụa, không ngừng rơi xuống. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ khó coi, thoáng cái thu hồi Đâu Suất Thiên Phong, cũng đồng dạng rơi xuống. Vừa rồi một quyền kia của Dịch Hồng Minh trực tiếp vỡ nát nội phủ, nếu không phải hắn có luyện thể quyết trong người, sợ là đã tan xương nát thịt. Phanh! Hai người đồng thời rớt ở trên vân phong, lôi ra một cái động thật dài, trong động đều là tiên huyết đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình. Phu quân! Phi Nghê khẩn trương, hóa thành thiên phượng pháp thân, không ngừng trùng kích Vi Thanh thiết lập giam cầm, nhưng không thể phá vỡ. Sư Khang Thừa lớn tiếng nói. Yêu thể của Dịch Hồng Minh đã phế, hoàn toàn thua trận. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, bị trận đánh thảm thiết kia dọa sợ. Lúc này Dịch Hồng Minh quỳ rạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng phía sau phá ra một cái động lớn, không ngừng có huyết quản bạo liệt, cơ thể vỡ nát, thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh âm cốt cách bẻ gãy. Đây đã là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhục thân có dấu hiệu hỏng mất, chỉ bất quá hắn bằng vào lực lượng mạnh mẽ trì hoãn thời gian vỡ nát mà thôi. Vi Thanh lạnh lùng nói. Bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi, hiện tại nói ai thắng bại còn sớm. Sư Khang Thừa cả giận nói. Lẽ nào để cho một người chết mới tính thắng bại sao? Vi Thanh nói. Tự nhiên không phải, người vũ quyết, nếu có một phương chịu thua cũng coi như ra thắng bại, cái quy củ cơ bản này lẽ nào Sư Khang Thừa trưởng lão không hiểu sao? Sư Khang Thừa tự nhiên hiểu được, tức đến nói không ra lời. Lúc này trong mắt Dịch Hồng Minh một mảnh đỏ bừng cùng hỗn loạn, sợ là ngay cả ý thức cũng không rõ, là tuyệt không thể nào chịu thua. Lý Vân Tiêu cũng ở trên mặt đất phía xa, cả người dính máu, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng khí tức sinh mệnh lại thập phần tràn đầy. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là đám người Lô Nguyên cùng Trương Hạo Tư cũng hơi yên tâm, lúc này đều có khuynh hướng để cho Phi Nghê kế vị, nếu thật để cho Dịch Hồng Minh làm tông chủ, vậy thực sự là vô cùng nhục nhã. Trong mắt Phi Thanh lóe lên một tia nghiêm nghị, đột nhiên hai tay bấm niệm thần chú. Phi Nghê cả kinh nói. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Phi Thanh thần thái bất biến, chỉ là trong con ngươi hàn ý dâng trào, nhìn chằm chằm thân thể Dịch Hồng Minh, hiện lên hàn quang đáng sợ. A! Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Dịch Hồng Minh run rẩy, vết thương thật lớn trên lưng vậy mà dần dần khép lại. Cái gì? Tất cả mọi người trợn to tròng mắt, loại trọng thương này, vậy mà có thể trị. Không, không nên, không nên a. Tựa hồ trong nháy mắt Dịch Hồng Minh khôi phục thần trí, bi thương kêu to, cầu khẩn nói. Không, để cho ta chết đi, Vi Thanh đại nhân, van cầu ngươi, không nên a. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn, không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy sau khi Dịch Hồng Minh kêu rên vài tiếng, liền triệt để không nói cái gì, khuôn mặt dại ra. Không có bất kỳ thần thái. Siêu. Đột nhiên Dịch Hồng Minh làm một động tác cực kỳ đơn giản, là lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó luồn tay vào, nắm ra một đống nguyên đan, như là đậu ném vào trong miệng nhấm nuốt. Cái này. Tất cả mọi người trừng mắt, nhìn hắn không ngừng ăn nguyên đan, mà không hiểu ra sao. Quỷ tu la. Phi Nghê hoảng sợ kêu to lên nói. Ngươi đem Dịch Hồng Minh biến thành quỷ tu la. Sư Khang Thừa cau mày nói. Cái gì là quỷ tu la? Sắc mặt Phi Nghê thoáng cái khó coi, bén nhọn gào thét nói. Vi Thanh, ngươi nhúng tay việc vũ quyết, chư vị trưởng lão, nhanh giết Dịch Hồng Minh, hắn đã không còn ý chí, là cái xác không hồn chỉ biết giết người. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy Dịch Hồng Minh còn đang ăn nguyên đan,
chỉ bất quá khuôn mặt càng lúc càng khô khan, hơn nữa nguyên lực ba động trên người phi thường bình ổn, hoàn toàn cảm giác không ra có bị thương. Phi Nghê lo lắng nói, quỷ tu la là một loại kết quả thất bại sau khi tinh luyện máu chân linh, hoàn toàn không có linh hồn, chỉ còn lại có nhục thân, cơ hồ là không chết, thực lực cường hãn. Nguyên nhân vì Thanh muốn nắm long gia trong tay, là muốn bắt người long gia luyện chế ra số lớn huyết tu la. Chi? Trên Vân Phong một mảnh lãnh ý hiện lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đột nhiên Lô Nguyên kinh sợ quát. Bành Việt trưởng lão, thành lập viện nghiên cứu rốt cuộc là vì cái gì? Một lão giả vóc người hơi mập, thân thể run một cái, thần sắc tái nhợt, càng lộ ra có chút khẩn trương. Khuôn mặt Lô Nguyên thoáng cái xanh mét, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ thực sự như Phi Nghê nói? Bành Việt cảm thụ được sát ý bốn phía, thân thể không khỏi lui về phía sau, rung giọng nói. Đây đều là Dịch Hồng Minh ủng hộ thành lập, nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Sư Khang thừa cắn răng nói. Ngươi toàn quyền phụ trách việc này, hiện tại ngươi cùng chúng ta nói ngươi không biết. Đem trách nhiệm đẩy cho một cái xác không hồn. Sắc mặt Bành Việt tái nhợt, một mực chắc chắn nói. Việc này ta thật không biết. Chê cười, lúc này thừa nhận, sợ là không thể đặt chân ở Long Gia nữa. Phi Thanh cười lạnh nói. Mọi việc có lợi thì có hại, Phi Nghê ngươi đừng vội chụp mũ. Cái thí nghiệm này từ trong tay Long Thiên Miểu đại nhân bắt đầu, đồng thời mục đích cuối cùng là để luyện ra thập giai thần huyết, trùng kích thần cảnh. Thần cảnh. Tất cả mọi người run lên, đặc biệt những trưởng lão kia, mỗi một người đều mở to hai mắt. Phi Thanh nói. Vừa rồi lực lượng của Dịch Hồng Minh các ngươi cũng nhìn thấy. Đó là ở dưới bí pháp kia thuận lợi xông vào siêu phàm nhập thánh, nếu không phải bị Lý Vân Tiêu làm hại, hiện tại chính là siêu phàm nhập thánh cường giả thứ thiệt. Phi Nghê vội la lên. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Dịch Hồng Minh cuối cùng bi thảm cầu xin rõ ràng ở trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hừ, có bỏ mới có được. Phi Thanh lạnh lùng nói. Đây cũng là điều kiện mà ta cùng Dịch Hồng Minh lập ra, ta toàn lực giúp hắn trùng kích thập giai thần huyết, nếu thất bại, ta liền chuyển hắn thành quỷ tu la, nghe ta hiệu lệnh. Hiện tại như vậy là hắn chọn, có thể oán người nào? Muốn oán cũng là oán Phi Nghê, oán Lý Vân Tiêu A. Bành Việt nói, không sai, nếu đây là Dịch Hồng Minh trưởng lão lựa chọn, đích xác chẳng trách người khác. Phi Thanh thản nhiên nói, ta chỉ là khế ước với hắn mà thôi. Tinh luyện huyết mạch là có thể khống chế, chỉ cần không quá cực hạn liền không có bất cứ vấn đề gì. Chư vị ở đây, lẽ nào các ngươi không có khát vọng mạnh hơn sao? Những lời này để cho tất cả mọi người run lên, tất cả đều lặng lẽ không nói. Phi Nghê cười lạnh nói. Ha ha, cố gắng mạnh hơn, chư vị vẫn là trước nhìn Dịch Hồng Minh trưởng lão một chút đi. Chi, lần này để cho mọi người hít một ngụm lãnh khí, tất cả đều từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Không ít còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phi Thanh cười lạnh nói. Trên đời này nào có không làm mà hưởng, không có chuyện không mạo phiêu liền được lợi ích. Có bỏ mới có được, chỉ ít ta chỉ rõ cho chư vị một con đường trước nay chưa có đi hay không là chuyện của chư vị, ta lại không bức các ngươi. Rất nhiều người vì tìm kiếm một cơ duyên, mặc dù là cửu tử nhất sinh cũng không lùi bước. Sắc mặt Bành Việt tốt hơn một chút, híp mắt cười nói. Đúng vậy. Phi Thanh đại nhân nói cực phải, lại không ai bức mọi người, mỗi người đều là người trưởng thành, nên vì chuyện mình làm phụ trách. Cơ duyên, rất nhiều người muốn cầu cũng cầu không được. Tất cả mọi người trầm mặc, nếu có cơ hội thành thần, mặc dù là cửu tử nhất sinh cũng nguyện ý đi thử. Mặc dù là người Long Gia ở xa xa, cũng một trận xôn xao, tựa hồ không ít người đều muốn thử. Bành Việt nói, đây cũng là sau khi thực lực chư vị trì trệ không tiến. Một cơ hội cuối cùng vượt qua cực hạn, chỉ cần mình không có lòng tham, liền có thể chế ngự ở trong phạm vi an toàn, Dịch Hồng Minh trưởng lão muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá tham. Phi Thanh nói, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện này, vẫn là trước để cho Vũ Quyết kết thúc đi. Cái gì? Phi Nghê hoảng hốt, cả giận nói. Phi Thanh, ngươi còn muốn mặt sao? Phi Thanh lạnh lùng nói. Phi Nghê thiếu chủ nói ta thật nghe không hiểu, thắng bại quyết ra sao? Là ai chết hay là người nào nhận thua? Phi Nghê cả giận nói. Mặc dù phu quân ta chịu thua, bây giờ Dịch Hồng Minh còn có tư cách đảm nhiệm tông chủ vị sao? Phi Thanh nói. Kia là một vấn đề khác, mọi người không cần phải gấp,
có vấn đề chúng ta từng cái một giải quyết ha. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, trong miệng không ngừng niệm, tựa hồ là một loại bí ngữ. Dịch Hồng Minh trong nháy mắt đình chỉ nuốt nguyên đan, thoáng cái hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Vô liêm sỉ, ngươi là vô liêm sỉ. Phi Nghê thoáng cái khóc lên, liều mạng giãy giụa, cấm chế bốn phía do Vi Thanh bày ra không nhúc nhích chút nào. Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất, không ngừng chữa trị nhục thân, mọi người nói tất cả đều tiến nhập trong tai hắn, chỉ là lười nói chuyện mà thôi. Ở trong nháy mắt Dịch Hồng Minh nhích người, hắn liền ngồi dậy, trong mắt một mảnh băng lãnh, tay bấm niệm thần chú, thoáng cái liền thuấn di đến trên trời cao, tránh thoát một kích kia. Dịch Hồng Minh đánh vào vùng đất, cát bụi phi dương, toàn bộ vân phong đều rung động. Sau khi hắn biến thành quỷ tu la, tuy rằng lực lượng siêu phàm nhập thánh không còn, nhưng lực lượng cửu tinh đỉnh phong lại hoàn chỉnh giữ lại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vi Thanh đại nhân, vật này là ngươi đang khống chế a? Vũ quyết là các ngươi hai đánh một sao? Vi Thanh nói. Ta chỉ là dẫn tiềm năng trong cơ thể hắn, để cho hắn biến thân mà thôi, hết thảy cái khác không có quan hệ gì tới ta, tại sao lại nói hai đánh một? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Bắc Quyến Nam đại nhân, ra đi. Một đạo bạch y hiện lên, Bắc Quyến Nam trong khoảnh khắc xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, chậm rãi nâng kiếm, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Vi Thanh tức giận nói. Lý Vân Tiêu, người tìm giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Đại nhân có phải đầu óc hồ đồ hay không? Ta chỉ là để cho Bắc Quyến Nam ra đây mà thôi, là chính hắn muốn động thủ đánh, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không thể vừa cùng Dịch Hồng Minh đấu, còn vừa phải chế trụ Bắc Quyến Nam ra tay a. Bắc Quyến Nam gật đầu nói. Lời ấy là thật, là ta muốn khảm mao vượn này, không có quan hệ gì tới Lý Vân Tiêu. Một đạo kiếm khí vọt lên, quấy phong vân, vô số kiếm phủ xoay chuyển. Muôn đời ngự kiếm. Kiếm mang đột nhiên hạ xuống, hướng về phía Dịch Hồng Minh chém tới. Giống. Dịch Hồng Minh hét lớn một tiếng, lệ khí trên người lan tràn, đập ra một quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trên vân phong nổ lên, như sóng biển cuốn về bốn phương tám hướng. Toàn bộ đỉnh núi lần thứ hai cầm cự không nổi, từ bốn phương tám hướng vào tới vô số ánh sáng, chấn áp tất cả. Toàn bộ đỉnh Vân Hải yên ổn lại. Mọi người đều hoảng hốt, Sư Khang Thừa lớn tiếng nói. Tất cả dừng tay, như vậy đánh xuống vân phong sẽ bị hủy triệt để. Bắc Quyến Nam mặt không thay đổi nhìn phía dưới, Dịch Hồng Minh cũng mặt không biểu tình. Vi Thanh lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, người thật muốn phá hư quy tắc vũ quyết sao? Ta phi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phun ra một ngụm nước miếng, lạnh lùng nói. Bản thiếu gọi ngươi vài tiếng đại nhân, ngươi thật đúng coi mình là đại nhân sao? Ở Long gia ta quy tắc phúc ta mặc kệ, nhưng ở trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu, làm tiểu thông minh, đừng trách bản thiếu tát mặt ngươi. Đem Dịch Hồng Minh biến thành quỷ tu la theo ta đấu, ngươi cho ta ngốc, hay là đầu ngươi bị cửa kẹp? Loại sự tình này ta sẽ lưu ý gì sao? Vi Thanh tức đến sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Ngươi đã vô sỉ phá hư quy tắc vũ đấu. Vậy bản tọa không thể không đích thân xuất thủ bắt ngươi. Trường bào ở dưới nguyên lực cổ đãng bay phất phới, lực lượng mênh mông tản ra, tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, đều hoảng sợ tán ra. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Người nào vô sỉ tâm lý người đó rõ ràng, tất cả người Long gia đều rõ ràng. Ngươi là người chấp chính thánh vực, người khác sợ ngươi, nhưng bản thiếu lại không sợ. Nếu ngươi tuân thủ quy tắc chơi, ta liền chơi với ngươi. Nếu ngươi muốn khi dễ ta, xin lỗi, bản thiếu chỉ có thể đánh mặt ngươi. Trên trán mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh, lại dám nói chuyện với Vi Thanh như thế, tuy rằng thân phận địa vị của Lý Vân Tiêu cũng dọa người, nhưng dù sao trên thực lực khác nhau trời vực a. Vi Thanh cũng bị chọc tức, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào dám nói với hắn như vậy a. Nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ mà kích thích tâm tình, trái lại càng lúc càng tỉnh táo, lạnh giọng nói. Vị cường giả chân long pháp thân kia có ở trong thánh khí của ngươi không? Lý Vân Tiêu nói. Ở thì như thế nào, không ở thì như thế nào? Vi Thanh nói. Nếu ở mà nói, hôm nay ngươi còn có đường sinh cơ, nếu như không. Xin lỗi, phá quân vũ đế liền thực sự phải bỏ mạng. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói. Ngươi nha, cũng hiểu được ỷ mạnh hiếp yếu, có bản lĩnh chuyên chọn siêu phàm nhập thánh đánh a. Hừ.
Lý Vân Tiêu ngươi làm sao cũng biến thành ấu trĩ như thế. Thế giới này không ỷ mạnh hiếp yếu, lẽ nào thì yếu lăng cường sao? Phi Thanh mặt mang châm chọc, lăng không dẫm trận tại chỗ, mỗi một cước đều dẫm nát thiên địa, khí thế càng ngày càng mạnh. Liền để cho ta tới tiếp vị cường giả có chân long pháp thân kia, xem hắn có bản lĩnh mang ngươi ly khai thiên lĩnh hay không. Đồng thời ta cũng thật tò mò, thiên vũ giới khi nào ra nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Thiết! Một thanh âm xa lạ lạnh như băng vang lên. Đồ đạc ngươi không biết còn nhiều lắm, thiên vũ giới to lớn, không phải là ngươi có khả năng đo được, còn kiến hôi. Chi! Tất cả mọi người run lên, thanh âm kia tiết ra hàn ý, làm cho mỗi người đều lạnh lẽo. Chỉ là một giọng nói liền có thể để cho nhiều cường giả run sợ, rốt cuộc sẽ là một loại tồn tại như thế nào? Phi Thanh nhìn phía sau Lý Vân Tiêu, một đạo thanh quang xuất hiện, dần dần hiện ra thân ảnh của Sa Vưu. Không cùng xiềng xiếc phi nghê nhất thời tiêu thất, kết giới vây khốn nàng không thấy, nàng bay tới bên người Lý Vân Tiêu, vẻ mặt ân cần. Nga, xem ra các hạ rất hiểu thiên võ giới a, vậy hảo hảo giảng giải cho con kiến hôi ta thoáng cái làm sao? Phi Thanh chậm rãi nói, chỉ là nội tâm trầm xuống, biết hôm nay muốn giết Lý Vân Tiêu thập phần khó khăn. Sa Vưu cười một tiếng nói. Giảng giải rất phiền phức a, hay là giáo dục ngươi một chút đi. Cho ngươi biết mình có điểm ấy năng lực, thật sự là không đủ xem. Ha ha, vậy các hạ nên ra sức một chút, đừng bị ta giáo dục lại, vậy sẽ khó coi. Hai tròng mắt Phi Thanh đột nhiên hàn tới cực điểm, thoáng cái liền giống như băng tinh. Siêu một tiếng chớp động, Phi Thanh liền mất đi hình bóng. Sa Vưu sắc mặt trầm xuống, hừ thoáng cái nói. Tiểu Lý Tử, cút sang một bên. Hắn lăng không một chảo, một cổ kiếm ý cuồn cuộn hiện lên, mạnh mẽ chém ngang ra. Suy, bầu trời thoáng cái bị chém thành hai khúc, nhưng không nhìn thấy bất luận cái khe gì, giống như là hai bầu trời hoàn mỹ hợp lại cùng một chỗ, chỉ bất quá chỗ hợp lại cự lực quá lớn, vô số vân thải cùng linh khí tràn vào. Lý Vân Tiêu, Tiểu Lý Tử, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn thành thật cùng Phi Nghê thối lui ra mấy trăm trượng, lẳng lặng nhìn. Hảo kiếm, một tiếng tán thán truyền đến, Phi Thanh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sa Vưu, hỏa quyển ở lòng bàn tay xoay tròn, gõ đi qua. Sa Vưu giơ tay phải lên, thoáng cái hóa thành hình rồng, bắt xuống phía dưới. Phanh, giữa hai người nhất thời đánh ra một đạo linh áp, hướng về bốn phía lan tràn. Linh áp hoảng hốt bất định, như là mặt hồ lay động. Sa Vưu cười lạnh một tiếng, thân thể bắt đầu long hóa lên, đồng thời nâng tay nắm kiếm, liền hướng trên đầu Vi Thanh chém tới. Suy! Linh áp bị chém thành hai nửa, Vi Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, áo bào ở trên không trung phiêu đãng. Làm việc nên rõ ràng, đừng mất mặt. Sa Vưu quát, hướng phía sau quét tới, phanh, chỉ cảm thấy như đánh vào thiết bản, lại có chút đau. Cái gì? Sa Vưu hoảng hốt, thân thể của hắn là chân long bí bảo cấu thành, mà long bí bảo là chân linh chi khu chân chính A, mặc dù là đao kiếm cũng có thể ngạnh kháng. Thân thể của hắn hơi co lại, hoảng sợ phái hiện đối phương dùng mũ chỉ bóp đuôi của hắn, nhất thời nộ quát một tiếng, một cước đạp qua. Phi Thanh không chút hoang mang, nắm đuôi xoay tròn, đồng thời tay bấm niệm thần chú, đánh ra một đạo ấn quyết. Phanh! Quyết ấn vô cùng chuẩn xác đánh vào xương ống quyển của Sa Vưu, một mảnh long lân trực tiếp ép xuống, sấm ra máu. Suy! Nội tâm Sa Vưu hoảng hốt, không dám có nửa phần sơ suất, tu di vô ngã kiếm trong nháy mắt giải phong, kiếm ý kinh khủng kích động, xoay người lại liền đâm tới. Trên thân kiếm mơ hồ có long ngâm cửu thiên, một đạo giới lực lan ra, kèm theo một kiếm kia đè xuống. Đây là long vực trong truyền thuyết sao, quả nhiên thập phần cường đại. Phi Thanh cảm thụ được bốn phía đè ép tới, chậm rãi nói. Ta rốt cuộc hiểu, người là cường giả mang chân long chi huyết, ngoài ý muốn lấy được chín kiện long bí bảo, lúc này mới tu luyện ra chân long pháp thân. Ha ha, chín kiện bí bảo hợp nhất, có khả năng hiện thành chân long, truyền thuyết thực sự là buồn chán a. Hắn giơ tay lên, một chỉ nhìn như tùy ý gõ xuống. Đang, đầu ngón tay đánh vào trên tu di vô kiếm, từng vòng kiếm quang đẩy ra. Hướng bốn phương tám hướng quét tới. Thân ảnh Vi Thanh trong nháy mắt co rụt lại, chợt lui 10 trượng. Cái gì, chín kiện long bí bảo, người nọ là chân long pháp thân. Người long gia đều dị thường kinh hãi. Hắn lại có thể thi triển ra long vực,
sợ là thực lực đã không ở dưới tông chủ đại nhân. Sa Vưu tức giận hừ nói. Thế thì sao, mặc dù bộ tàn khu này không hoàn mỹ, nhưng đủ để giết ngươi. Lại là một kiếm đảo qua trời cao, quang mang như là hình quạt triển khai. Vô dụng, Phi Thanh vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ là thân thể không ngừng di chuyển, không tiến ngược lại thụt lùi, lạnh lùng nói. Ngươi có nhục thân cực mạnh, nhưng huyết mạch không đủ, nếu có thể cho ta cải tạo, ngươi sẽ là tồn tại hoàn mỹ nhất, càng lúc càng tốt. Hoàn mỹ em gái ngươi. Sa Vưu tức giận mắng một tiếng, kiếm thế ở trong tay biến đổi, nhất thời trên bầu trời có thanh sắc quang mang không ngừng lượn vòng, kiếm phù khắp bầu trời bắt đầu khởi động, mơ hồ hóa ra hình thái Tu Di Sơn, ở trong quang mang chìm nổi bất định. Đây là... Sắc mặt Phi Thanh chợt biến, rốt cục cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng thả người bỏ chạy. Còn muốn chạy, người không phải rất nhiều bức sao? Sắc mặt Sa Vưu phát lạnh nói. Kiếm quyết, chảm yêu. Mặc dù Phi Thanh nhanh, nhưng long vực bốn phía theo thế kiếm kia nhất thời đề thăng, áp chế hắn, căn bản không thể chạy thoát. Vạn Lý Giang Sơn, Cố Nhược Kim Thang. Hắn đem cuộn tranh ném đi, đánh vào trên đó một đạo quyết ấn, nhất thời từ từ triển khai. Một cảnh tượng giang sơn xã tắc hùng vĩ mỹ lệ ở bốn phía vần quanh. Ầm ầm, kiếm chi thế giới chém xuống, toàn bộ bầu trời thoáng cái nứt ra khe rãnh vạn trượng. Trên Vân Phong, sắc mặt đám người Lưu Nguyên đều tái nhợt, từ lâu làm thành một trận thế, liên thủ ra chỉ hộ sơn đại trận, để tránh bị hai người kia hủy hoại. Ân, chịu đánh như thế. Sa Vưu lấy làm kinh hãi, trong năng lượng dần dần tiêu tán, trong tay Vi Thanh nâng quyển trục, ngạo nghễ mà đứng. Thanh sắc trường bào phiêu đãng, giang sơn xã tác đồ tựa hồ giảm đi linh khí, không cảm giác được nửa điểm ba động. Đại La Kim Cốt, Lý Vân Tiêu thoáng cái nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, thằng nhãi này tu luyện bí pháp là Đại La Kim Cốt. Lúc ở Hồng Nguyệt Thành, Ninh Khả Vi cùng Vi Thanh đánh một trận, ba thức trường qua vốn tưởng rằng bàn cờ chắc thắng, nhưng không nghĩ thua dưới Đại La Kim Cốt này. Nhưng như thế nào là Đại La Kim Cốt? Bản thân Lý Vân Tiêu Tịnh không biết. Cái gì, Đại La Kim Cốt? Đồng tử Sa Vưu co lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gì, ngươi cũng biết bí thuật này. Xem ra quả nhiên có chút sâu xa a. Phi Thanh tựa hồ nghĩ có chút kỳ quái, buông tay trái xuống, giang sơn xã tác đồ ở trong tay thoáng cái thu vào, chậm rãi nói. Nếu biết nơi phát ra thuật này, có thể minh bạch lấy khả năng của ngươi là giết không được ta. Ha ha, chê cười. Sa Vưu khinh miệt cười nói. Đừng nói bí thuật này, coi như là thế giới chi lực, thiên địa pháp tắc, chân long kiếm cũng có thể đơn giản chém rách. Hắn chảo một cái, một cổ uy lực cuồn cuộn nhộn nhạo, là thiên địa vô pháp kiếm, xuất hiện ở trong tay. Hai kiếm đồng thời hiện thân, nhất thời dẫn tới một mảnh long ngâm chấn cửu tiêu. Trên trời cao phong khởi vân dũng, có chân long hư ảnh hiện ra. Đây là... Bội kiếm của tông chủ đại nhân. Đại đa số người long gia nhận ra kiếm này, kinh hãi không ngớt. Đồng thời bầu trời truyền tới khí tức long uy, phảng phất như vượt qua tuyên cổ mà đến, trực tiếp đem uy áp của thượng cổ chân long xuyên toa thời không đưa tới. Phù phù, phù phù, phù phù. Người long gia đâu khiêng được long uy như vậy, sợ hãi đến từ linh hồn để cho bọn họ quỳ xuống, chỉ còn có vài tên trưởng lão khổ cực chống lại. Duy nhất cảm giác áp lực không lớn là Phi Nghê, lúc này nàng có Long Nguyên cùng Phượng Quang, coi như là thật sự có chân linh xuất hiện, cũng không thể để cho nàng khuất phục. Một đạo long ngâm xông thẳng chín tầng mây, hai tay Sa Vưu cầm kiếm, một con thanh long ở sau người hiện ra, như cùng hắn hợp hai làm một. Phi Thanh rốt cục khó có thể bình tĩnh, ở dưới khí tức long uy kích động, thân thể bị chấn không ngừng lui về phía sau. Thật mạnh! Trong lòng hắn hoảng hốt. Xương cốt toàn thân không ngừng nổ vang, tựa hồ cảm ứng được lực lượng bất phàm. Một đạo huyết ấn ở trước người triển khai, dáng hồng nghìn dặm, tàn dương như huyết, sinh cơ khắp bầu trời trôi qua cực nhanh. Tất cả cường giả ở đây đều là sắc mặt tái nhợt, đau khổ chống đỡ, nhưng sinh mệnh lực của mình cũng đang không ngừng tiêu thất, đều dị thường sợ hãi. Giang sơn như họa, một đời bao nhiêu hào kiệt. Phi Thanh ngâm khẽ một tiếng, một cước giẫm nát long vực, song trưởng vỗ tới. Ầm ầm, long vực vô biên vỡ nát mảng lớn, thanh mang trên bầu trời bị hồng quang không ngừng thôn phệ. Hai mắt Sa Vưu rét lạnh, thân thể không ngừng long hóa, hai thanh chân long kiếm tương hỗ đan vào một chỗ,
tràn ra sức mạnh to lớn. Thân thể của hắn ở dưới tia sáng của hai kiếm ảnh hưởng, không ngừng run rẩy, lân giáp toàn thân thoáng cái lật lên. Chân long lực, chạm thần kiếm. Hai kiếm đột nhiên chém ra, kiếm mang ở trên không trung như cự long phi nhanh, tương hỗ truy đuổi, quấn quýt lẫn nhau. Phốc, phốc, phía dưới, người long gia khó kháng trụ uy thế kia được nữa, một cổ sợ hãi đến từ linh hồn, làm cho bọn họ phun ra máu tươi. Đã có vài võ giả bị chấn vỡ kinh mạch, ngã xuống đất ngất đi. Hai kiếm mang hóa long, trực tiếp phá tan huyết ấn, chém nát huyết cảnh. Kiếm khí kinh thiên nhiễu ở bên người Vi Thanh, đột nhiên nổ lên, thân ảnh kia ở trên kiếm quang có vẻ cao ngạo tịch mịch, tay áo tung bay. Ầm ầm, kiếm quang kinh khủng phóng lên cao, như là sóng lớn trên đỉnh Vân Hải, trực tiếp nhằm về phía Ngân Hà Vô Biên lao đi. Cả tòa thiên lĩnh ở dưới một kiếm này ùng ùng rung động, tất cả tầng mây tán đi, ngang dọc 10 vạn dặm, vô số chim muông trong núi giật mình, còn có các loại kêu rên, giống như tận thế. Lực lượng kinh khủng không ngừng bắn về phía Ngân Hà, bầu trời hoàn toàn bị gấp khúc thành một cái phễu, đem linh khí trong phương viên vài dặm nuốt vào, hình thành vô số cảnh tượng huyền ảo cùng hoàng động. Sắc mặt mọi người tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, toàn thân sớm đã ướt đẫm. Loại lực lượng kinh khủng này, hồi tưởng một chút cũng mau cốt tủng nhiên, nhịn không được dùng mình. Theo kiếm khí không ngừng tiêu tán, chân long pháp thân của Sa Vưu Bảy biện ra, hầu như đã hoàn toàn hóa long, chậm rãi ở trên không trung nối tiếp nhau. Lân giáp trên người tiêu thất, trong khoảnh khắc biến về hình người. Hai thanh kiếm ở trong tay lóe lên liền biến mất, nhếch miệng cười, cười rất đắc ý. Ha ha ha, phốc, nở nụ cười vài tiếng, hắn liền phun ra một búng máu, khí thế rơi xuống thung lũng, ở trên không trung đạp mấy bước mới đứng vững. Lý Vân Tiêu mặt toát mồ hôi nói, không có thực lực nghiêu bức cái gì. Ha ha.